Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, từ tập số 86 đến tập số 90, là những tập mà mình up lại sau khi kênh bị sự cố. Rất mong mọi người hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể ủng hộ Phong một subscribe để có thể kênh mới này của Phong có thể lớn mạnh hơn một chút, có thể tiếp cận nhiều đến anh em hơn trong anh em mê chuyện tiên hiệp. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào nghe tập 86 đến 90 bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 86. Trung Đạo Sơn đệ cửu trận vốn là Linh Khê Tông trưởng môn lập ra cho Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ có hắn với tu vi thiên đạo trúc cơ mới có thể khai thác ra toàn bộ chiến lực thực sự của nó. Đó là sức mạnh có thể so với kim đan. Bạch Tiểu Thuần dùng cự nhân chi thân triển khai hám sơn tràng, tốc độ cực nhanh, những bước chân không ngừng tiếp nối. Bạch Tiểu Thuần điều khiển cự nhân xông tới trước mặt khôi lỗi giáp đen. Một tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần đâm thẳng vào khôi lỗi giáp đen. Khôi lỗi giáp đen bị hất văng lên, nghiến kèn két. Người của Huyền Khê Tông trong khôi lỗi đều thất sắc, khí huyết bất ổn, phun ra máu tươi. Không chịu nổi một kích. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng lên tiếng, bước tới, nâng chân đạp xuống. Còn khôi lỗi giáp đen không đỡ nổi, cũng không tránh được, bị một đạp của Bạch Tiểu Thuần ấn mạnh xuống. Nó chưa rơi xuống đất, Bạch Tiểu Thuần đã nhào tới, tóm lấy cánh tay của khôi lỗi giáp đen vùng mạnh. Khôi lỗi giáp đen bị ném bay đi, vẫn còn ở trên không trung. Bạch Tiểu Thuần đã đuổi tới, đấm thẳng từng quyền vào mặt của nó. Mặc cho khôi lỗi giáp đen giãy giụa né tránh cỡ nào, cũng không tránh khỏi từng quyền tung xuống không dứt của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi một quyền rơi xuống đều làm cho con khôi lỗi run rẩy, màn sáng phòng hộ bên ngoài nó vặn vẹo, chấn động muốn vỡ. Hèn hạ, đồ đánh lén! Khôi lỗi giáp đen gào lên. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần cường hãn như vậy, nhưng đã mất tiên cơ nên liên tục bị đối phương nghiền ép không thoát được. Thế màn sáng phòng hộ sắp vỡ, khôi lỗi giáp đen gầm lên, tỏa ra một luồng hắc quang mãnh liệt mang theo sức mạnh hủy diệt. Màn sáng vỡ nát, hắc quang tràn ra, Bạch Tiểu Thuần lùi lại một bước, chân trái xoay một vòng đá vào lưng khôi lỗi giáp đen, còn khôi lỗi giáp đen lại bị đá rơi xuống đất. Làn hắc quang mang theo sức mạnh hủy diệt kia bị Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái tránh thoát. Hắn hừ lạnh. Chỉ có chút bổn sự như thế sao? E là không có tư cách để kiểm tra chiến lược thực sự của Trùng Đạo Sơn đệ cửu trận đâu. Khôi lỗi giáp đen uốn người, chống tay phải xuống đất, cố gượng đứng lên, không chút chần chờ. Tay trái bấm niệm pháp quyết, tập hợp sức mạnh của tất cả tu sĩ bên trong khôi lỗi, huyễn hóa ra thêm một hư ảnh, cầm trường kiếm chém vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc một cái, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Thân thể hắn tỏa ra kim quang lóng lánh, ảnh hưởng tới cả cự nhân, khiến quanh người cự nhân cũng tràn ra quang mang màu vàng. Đây chính là sức mạnh của bất tử kim bỉ, thiên yêu thần xuất hiện, trồng vào hình thái cự nhân. Khiến cho từ ngoài nhìn vào, đây không còn là trận pháp cự nhân, mà là giống như con thiên yêu lẫm liệt đang trở lại nhân gian. Bạch Tiểu Thuần hóa thân thiên yêu, giơ tay đấm một quyền vào phân thân hư ảnh. Phân thân hư ảnh đánh trúng, vỡ tan. Huyền Khê Tông pháp khí khôi lỗi danh truyền thiên hạ, nhất là trong màu đen lẫn chút vàng càng làm nổi bật nhất. Nhưng trận chiến hôm nay thực khiến cho người ta thất vọng. Giọng của Bạch Tiểu Thuần bình thản, lời lẽ giống hệt với những gì tu sĩ trong khôi lỗi giáp đen nói trước đó. Ngay cả ngữ điệu thất vọng thì cũng đều bắt chước giống như đúc. Nhưng thuật pháp chưa kịp thi triển, một cái màn tím to càng ngàn trượng đã lặng lẽ xuất hiện ở giữa không trung, đập mạnh một con khôi lỗi giáp đen. Trò chơi đã kết thúc. Thiên yêu thần bước ra,
vung tay chảo một phát. Khôi lỗi giáp đen há miệng phun ra một luồng độc khí bảy màu. Luồng độc khí này xuất hiện khiến ngay cả bản thân khôi lỗi giáp đen cũng bị ăn mòn một phần. Luồng khí càng có khả năng ăn mòn cả hư vô, bay thẳng vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Chết đi cho ta! Trong khôi lỗi giáp đen vọng ra tiếng cười ẩn chứa sự chờ mong. Không chỉ với con khôi lỗi này mà với cả Huyền Khê Tông, đây chính là cơ hội họ luôn chờ đợi. Bởi vì khôi lỗi giáp đen chẳng những phun ra khí độc, còn bấm pháp quyết khiến những thanh đại kiếm trước không trung tạo thành kiếm trận. Hơn 50 thanh phi kiếm ào ào bắn vào Bạch Tiểu Thuần, kết hợp với khói độc tạo thành vòng vây tuyệt sát. Chút tài mọn! Bạch Tiểu Thuần khẽ hừ. Thông thiên pháp nhãn trên mi tâm mở ra, trên mi tâm của Thiên Yêu Thân cũng bất ngờ xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba mở ra, nhìn vào làn khói độc và kiếm trận. Hơn 50 thanh đại kiếm rung lên, sững lại giữa không trung. Dù chỉ sững lại một cái, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần có thể nói là đã đủ. Hắn xuyên thẳng con làn khói độc, xuất hiện trước mặt con khôi lỗi giáp đen. Không thể nào! Khôi lỗi giáp đen không thể nào tin được, khói độc này là độc chiêu sát thủ của nó. Dù không giết được kim đan thực sự, nhưng đối với trận pháp hóa thần, người Huyền Khê Tông 10 phần nắm chắc là giết chết được. Nhưng họ không biết, cự nhân này của Bạch Tiểu Thuần đã không còn chỉ là trận pháp hóa thần, mà còn là Thiên Yêu Hàng Lâm, nên loại khí độc này không có ảnh hưởng gì tới nó. Khôi lỗi giáp đen bị Bạch Tiểu Thuần túm lấy vai, kéo mạnh, rắc một cái, bả vai khôi lỗi vỡ ra, bốn tu sĩ Huyền Khê Tông từ trong cánh tay bứt ra, vẻ mặt kinh hoàng bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao xa thì đã bị tu sĩ Huyết Khê Tông ùa tới vây chặt. Bạch Tiểu Thuần không có dừng lại, tiếp tục thi triển Toái Hầu Tỏa, bóp mạnh vào cổ con khôi lỗi. Két một tiếng, cái cổ khôi lỗi bị đứt đôi, phần đầu bay lên, lại có mấy tu sĩ Huyền Khê Tông tu sĩ bị văng ra. Phần thân cụt còn lại của khôi lỗi được tu sĩ bên trong điều khiển vội lùi ra sau, định bỏ chạy. Họ đã phát sợ Bạch Tiểu Thuần rồi. Bạch Tiểu Thuần sao cho nó chạy được chứ? Hắn hít sâu, lại thi triển Hám Sơn Trảng. Oanh một tiếng, mắt thường bây giờ khó mà nhìn theo tốc độ của yêu thần của Bạch Tiểu Thuần, chỉ nhìn thấy một luồng tàn ảnh đâm vào khôi lỗi giáp đen, xuyên luôn của nó. Một tiếng nổ vang, con khôi lỗi giáp đen nổ tung, hóa thành nhiều mảnh. Hơn 10 tu sĩ Huyền Khê Tông trong đó khẽ mất mạng ngay tức khắc. Người phun máu trọng thương bị tu sĩ Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông ảo tới, giết sạch. Bạch Tiểu Thuần khẽ thở dài, định đi sang chỗ khác, khóe mắt bất chợt dừng lại ở một khu vực cách đó mấy ngàn trượng, vì hắn đã nhìn thấy Huyết Mai. Cô đang gặp nguy cấp, cả người lảo đảo yếu ớt, máu tươi nhỏ xuống dưới mặt nạ, đang không ngừng lui về phía sau. Phía trước cô là bốn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Huyền Khê Tông đang dữ dằn đuổi sát theo. Đỗ Huyết Mai, bất kể kết quả cuộc chiến này như thế nào thì bây giờ người cũng phải chết. Giết Đỗ Huyết Mai địa mạch 9 lần đỉnh phong này chính là diệt một vô cực tử của Huyết Khê Tông. Đỗ Huyết Mai, trước người giết chết sư đệ của ta, có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay không? Bốn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, có người vì để lập công, có người vì để báo thù, đều quyết tâm phải giết Huyết Mai. Huyết Mai phun máu, trong máu còn có lẫn một ít máu đen, rõ ràng là bị trúng độc. Đối với Huyền Khê Tông hiện nay, vốn đã là thâu tóm được hơn phân nửa đan Khê Tông, thì độc cũng trở thành một loại vũ khí lợi hại của họ. Huyết Mai khẽ cười tuyệt vọng. Phụ thân cô đang đối với lão tổ Huyền Khê Tông, không thể phân tâm cứu cô. Các huyết phách và thái thượng trưởng lão cũng đang phải giao chiến sinh tử. Chiến trường quá lớn, làm sao để mắt nhìn hết được. Mà dù có thấy thì cũng bị kình địch Huyền Khê Tông quân đấy, không thể nào tới cứu cô được. Mà cô cũng không muốn phụ thân bởi vì mình mà phân tâm. Chỉ là chí bảo cô mang theo mấy tháng này không ngừng chiến đấu đã bị tiêu hao quá nhiều, không dùng được nữa. Mà cô thì đã quá mệt mỏi, cả người lảo đảo, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ. Phải chết sao? Huyết Mai cười, nghiến răng tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Trên mu bàn tay của cô có một vệt nhàn nhạt, giống như vết sẹo. Từ vòng âm ảnh điên cuồng được tung ra, đây chính là cảnh Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần giờ có một suy nghĩ chính là cứu Huyết Mai. Nhưng từ chỗ hắn tới chỗ Huyết Mai xa hơn ngàn trượng, ở giữa có rất nhiều khôi lỗi của Huyền Khê Tông đang chiến đấu chặn đường. Hắn muốn sống ngay tới đó là không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời thét dài.
Trung phòng tù sĩ, tới đây. Bạch Tiểu Thuần hóa thân thiên yêu, nhảy vọt lên, giọng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Huyết khí nồng đậm từ cơ thể hắn bùng phát, tạo thành một cột huyết sắc đâm vào cây xanh. Những người được dính tới ảnh hưởng của cột huyết khí đó, mạnh nhất chính là tu sĩ trùng phòng, bởi vì Bạch Tiểu Thuần là trùng phòng huyết tử. Tất cả tu sĩ trùng phòng trên chiến trường đều rực lên một cảm giác là muốn đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác này rất mạnh, không đè xuống được, đồng thời tu vi chiến lược của họ cũng không ngừng được kéo lên. Trong chớp mắt, liền có không ít trùng phòng tu sĩ rời khỏi khu vực của mình, chạy về hướng của Bạch Tiểu Thuần. Sau đó là cơn bão trùng phòng tu sĩ rào rào bay tới. Huyết khí của họ tuôn ra, bay về phía Bạch Tiểu Thuần, vần quanh lấy thiên yêu thân quán, ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, lao nhanh tới trước, tốc độ cực nhanh, kéo theo một đoàn trùng phòng tu sĩ ào ạt bay theo. Từ phía xa nhìn lại, xung quanh thiên yêu thân của Bạch Tiểu Thuần đều là trùng phòng đệ tử, là huyết khí quần quận, ầm ào như huyết hải. Bạch Tiểu Thuần đạp trên huyết hải bay đi, cảnh này hiện ra rất nổi bật trên chiến trường. Thiết đàn từ xa gầm lên, chiến thú cũng theo nhau gào giống, vô cùng hoành tráng. Nhiều linh khê tông tu sĩ thấy vậy, nhiệt huyết sôi trào, bay tới gia nhập, khiến tu sĩ bay theo xung quanh Bạch Tiểu Thuần lên tới ngàn người, như một thanh đao to sắc, chém xả xuyên cả qua chiến trường. Các lão tổ đều phải hít sâu. Huyền Khê Tông và Linh Khê Tông tuy đã dung hợp sơ bộ, tuy là một số đệ tử đã thành bằng hữu, nhưng về mặt tổng thể vẫn còn phân biệt với nhau, mỗi phe tự xử. Nên chiến lược tổng thể hai tông xuất ra trong trận chiến không được tới một nửa. Đây cũng là lý do Huyền Khê Tông vốn lẽ đã phải thua từ rất sớm, mà vẫn có thể giằng co được tới bây giờ. Chuyện này lão tổ hai tông đều hiểu, nhưng chưa tìm ra cách thay đổi, vì thời gian hai tông dung hợp là quá ngắn. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện. Hắn chỉ thét dài một tiếng, bùng ra huyết khí mà đã mang tới sự thay đổi hoàn toàn khác biệt. Chỗ của hắn, Huyết Khê Tông chiến lực gia tăng, Linh Khê Tông chiến thú sôi sục, ai cũng muốn đi theo hắn, toàn lực mà chiến. Nhờ hắn mà hiện giờ tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông đều được gia tăng chiến lực, bất kể là tu vi gì cũng chẳng phân biệt đấy là nội môn, ngoại môn hay đệ tử hay lão tổ. Cả Huyết Khê Tông đều được tăng 3 thành chiến lực, khiến cho Huyết Khê Tông rầm rĩ hoàn hồ. Linh Khê Tông dù không được như vậy, nhưng thấy Huyết Khê Tông điên cuồng cũng không chịu thua kém, bùng ra tất cả chiến lực mình có. Tu sĩ Hải Tông không ngừng bay tới thì theo Bạch Tiểu Thuần, khiến cho số lượng người xung quanh hắn từ mấy ngàn người nhanh chóng tăng lên thành vài vạn người. Nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ bay tới, nhất là Huyết Khê Tông tu sĩ, bởi vì ở gần Bạch Tiểu Thuần họ sẽ càng mạnh mẽ. Trên chiến trường, cách để bảo vệ tính mạng có rất nhiều, nhưng bản thân cường hắn tuyệt đối là một cách cực mạnh trong số đó. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, chính là người này đã gây nên cuộc chiến này. Thiên Diện Tử lão tổ từng nói, nếu Bạch Tiểu Thuần chết, liên minh Linh Khê Tông Huyết Khê Tông sẽ lập tức tàn vỡ. Khoảng cách hơn ngàn trượng với huyết mài chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi đã được thu ngắn lại cực nhanh. Huyết khí tụ quanh hắn càng lúc càng nhiều, hình dáng đại thanh kiếm đã sắp hình thành. Huyết mài cũng nghe được tiếng ầm ĩ sau lưng, cảm nhận được tu vi trong người khôi phục được một ít, chiến lực cũng tăng lên không ít, miễn cưỡng thủ thế giao thủ được với bốn tu sĩ Huyền Khê Tông trúc cơ. Trong khi bốn người trúc cơ tu sĩ Huyền Khê Tông thì kinh hãi, bọn họ không biết quan hệ của huyết mài với Bạch Tiểu Thuần, nên nhìn cái thanh thế kia mà bối rối. Cuối cùng quyết định dùng toàn lực, thi triển đòn mạnh nhất, quyết giết được huyết mài trong thời gian nhanh nhất, để kịp tản ra, tránh phong mang của Bạch Tiểu Thuần đang hướng thẳng tới. Một người huyễn hóa ra một con hắc long, một người hóa ra thêm một cái phần thân, hai người còn lại thì rút trọng bảo, một người là một sợi dây thừng, người còn lại là một ngọn nến màu đen. Đỗ Huyết Mai, chết đi! Hắc long gầm lên đao tới, phần thân ở phía sau cầm cự kiếm chém xuống, dây thừng bay tới xiết lại, ngọn nến tự cháy, tỏa ra làn khói bay tới gần. Huyết Mai phun ra một búng máu, bị con hắc long tông thẳng vào người, loạng choạng lùi lại. Phần thần tới gần, Huyết Mai bấm niệm pháp quyết, không tiếc đánh trả, tay phải chỉ một cái, một bông hoa mai mơ hồ xuất hiện, va chạm với phần thần, oanh một tiếng, phần thần toái diệt, nhưng Huyết Mai cũng bị hất văng đi. Dây thừng đã bay tới, làn khói nến cũng chỉ còn cách cô không tới ba trượng. Tầm mắt của Huyết Mai đã mơ hồ, thời gian lại chậm lại hẳn, cô chợt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đột nhiên, cô loáng thoáng nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ và lo lắng. Bạch Tiểu Thuần nhảy vọt lên,
vùng tay tóm lấy thanh huyết sắc đại kiếm đã hoàn toàn thành hình ở sau lưng, chém thẳng về phía bốn tu sĩ trúc cơ của Huyền Khê Tông. Chết đi! Kiếm dài cả trăm trượng, như muốn rạch nát cả bầu trời, vẽ ra một đường cong kinh thiên, như mở ra cả hư không, toái diệt không gian, tạo thành một tiếng giết sắc bén như vô số lệ quỷ thét lên, làm bốn tu sĩ trúc cơ Huyền Khê Tông chấn động cả tâm thần, trong đầu như bị một bàn tay thò ra và bóp mạnh. Bốn người đau đớn, thất khiếu chảy máu, sợ hãi vội vàng lùi ra sau, phát ra tu vi tới cực hạn để chống đỡ huyết kiếm. Thời gian như chậm lại, thanh đại kiếm hạ xuống, va vào tu sĩ thứ nhất. Người này kêu lên đau đớn, lấy ra rất nhiều chi bảo phòng hộ để bảo vệ bản thân, nhưng tất cả đều bị chém vỡ. Thanh đại kiếm không chút dừng lại, tiếp tục hạ xuống chém bay đầu tu sĩ. Kiếm này quá lớn, tu sĩ lại quá nhỏ. Sau khi bị chém, thân hình tu sĩ cũng bị tan ra, hóa thành huyết vụ. Cả thân hình, cả linh hồn, túi chú vật và các loại vật phẩm ở trong đó đều trở thành huyết vụ. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, hai người này cũng hóa thành huyết vụ giống hệt với người thứ nhất. Người cuối cùng có tu vi cao nhất, trúc cơ đại viên mãn, lấy ra một cái ngọc giàn tỏa ánh sáng lóng lánh, tàn ra sức mạnh truyền tống bọc lấy người hắn, quyết định truyền tống bỏ chạy. Đại kiếm hạ xuống, người tu sĩ biến mất, không biết là hắn biến mất trước hay là đại kiếm hóa thành huyết vụ. Tóm lại, huyết kiếm lúc bổ xuống đất, mặt đất nổ vang, kêu lên tiếng kèn két, xuất hiện một cái rãnh dài rộng cả trăm trượng. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi, dài nhẹ nhõm, mặc kệ tên tu sĩ đã trốn thoát, quay sang nhìn huyết mai. Huyết mai cũng đang nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, sau đó bất tỉnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra huyết mai mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng không đến nỗi mất mạng. Với thân phận của cô, đương nhiên sẽ được cung cấp linh dược tốt nhất. Hắn biết rằng, kiểu gì thì cũng phải đến khi cuộc chiến kết thúc mới tới thăm hỏi cô được, chứ giờ thì không thể. Để xem người nói là bế quan được nữa hay không. Bạch Tiểu Thuần trong lòng vui vẻ, quay người nhìn phía Hùng Thành. Ngay lúc hắn nhìn tới, người tu sĩ cuối cùng cũng được truyền tống, xuất hiện trên Hùng Thành, sắc mặt dữ tợn, tim đập thình thịch, hô hấp đập loạn. Bạch Tiểu Thuần, thù này ta nhớ kỹ, muốn giết ta không có dễ dàng như vậy đâu. Người hãy cẩn thận, chỉ cần một khắc không cẩn thận, ta sẽ tới giết người. Tu sĩ kia gào thét trong lòng, cố gắng để nén sự sợ hãi do nhát kiếm kia của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang định đi vào trong thành, thì thấy những tu sĩ bên trong đang nhìn thấy hắn đầy hoảng sợ. Các người... Tu sĩ sững sờ, bỗng cảm thấy mi tâm đau đau, đưa mặt lên sờ, thấy đầy máu tươi. Hắn run lên sợ hãi, mở miệng định nói gì, thì từ mi tâm của hắn đã xuất hiện một đường nứt, nhanh chóng xe dọc xuống thân hình. Sau đó, cả cơ thể chia làm hai nửa. Thì ra hắn dù được truyền tống đưa đi, nhưng vẫn bị chậm, không kịp chạy trước khi đại kiếm chém xuống, mà lại chạy ngay khi đại kiếm chém xuống. Các tu sĩ đi theo Bạch Tiểu Thuần im lặng mấy giây, sau đó tung hô vang trời. Thiếu tổ, huyết chủ! Thanh âm ầm ĩ vang dội, những tu sĩ ở rất xa, không biết tới chuyện này, cũng dần nghe thấy. Khí thế của tu sĩ hai tông ở chiến trường tăng mạnh, sôi trào. Huyết Khê Tông bị đẩy lùi lại hơn một nửa chiến trường. Thấy cơ hội đã tới, lão tổ hai tông linh huyết vung tay áo, ra lệnh. Quyết chiến Huyền Khê Tông, tổng tiến công. Các thái thượng trưởng lão, huyết phách và danh sách truyền thừa làm gương sông lên trước nhất. Đại quân hơn 10 vạn tu sĩ ào ạt kéo theo sau, thế như trẻ tre. Cuộc giết chóc đã phát triển tới mức thời khắc kịch liệt nhất. Các lão tổ Huyền Khê Tông đều nhìn ra được, mấu chốt của việc này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chết, mọi việc đều sẽ được giải quyết. Giết Bạch Tiểu Thuần! Lão tổ Huyền Khê Tông biết mình không thể xông tới tự tay ra tay với Bạch Tiểu Thuần, cho nên không tiếc bất cứ giá nào, dù phải mất mạng sống của đệ tử trúc cơ để đổi, cũng phải giết chết Bạch Tiểu Thuần. Một thiết đạch truyền xuống, tu sĩ Huyền Khê Tông có người chần chờ, có người lùi bước, nhưng vẫn có một phần trúc cơ tu sĩ gầm lên từ khắp nơi trên chiến trường bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Những con khôi lỗi giáp đen, những kiếm trận trên bầu trời cũng tham gia, dù rằng nhiệm vụ chính là kiếm trận là bảo vệ. Không đủ để tu sĩ kết đàn hai tông linh huyết phá được trận pháp, nhưng bây giờ cũng bất chấp. Phân ra sức mạnh mạnh nhất, xông tới công kích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội vọt đi. Hắn vừa lao ra, chỗ hắn vừa đứng đã bị mấy chục thanh đại kiếm giao thoa xin xéo bay qua. Bạch Tiểu Thuần rút người. Ở đây nguy hiểm quá, kiếm trận trên không trung không ngừng tỏa ra ánh sáng,
tu sĩ Huyền Khê Tông lại đang từ khắp các phía đánh tới, làm cho hắn đỏ mắt, giống vàng. Giết! Hắn như trở lại về Lạc Trần Sơn Mạch, trở về Vẫn Kiếm Thâm Uyên, sát khí bùng phát, xông tới va mạnh vào một con khôi lỗi giáp đen vừa tới gần. Từ khí hóa đình cũng đập xuống, tay phải Bạch Tiểu Thuần thi triển Toái Hầu Tòa như tia chớp bóp mạnh vào con khôi lỗi. Két một tiếng, đầu khôi lỗi văng ra, nó còn chưa kịp lùi lại, Bạch Tiểu Thuần đã nhảy lên tóm lấy con khôi lỗi, chùm lên người. Hắn vừa mới làm xong, mấy chục thanh đại kiếm đã từ trên không lao xuống, đâm vào con khôi lỗi giáp đen. Con khôi lỗi bị vỡ thành nhiều mảnh, tất cả tu sĩ Huyền Khê Tông bên trong đều đã mất mạng. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, xông về hướng Hùng Thành, xung quanh hắn là mấy vạn tu sĩ đi theo. Theo ta, hạ thành! Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn tức giận, gào thét vang trời. Để Huyền Khê Tông kiếm trận ra tay được những hai lần, đây là nỗi nhục với các thái thượng trưởng lão, huyết phách và truyền thừa của Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông. Nhất là Huyết Khê Tông, tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thuần trong cuộc chiến hôm nay đã cực kỳ rõ ràng, đã giúp tu vi chiến lược của họ đều tăng lên không ít. Nếu như hắn chết, Huyết Khê Tông cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, làm sao bọn họ có thể để xảy ra điều đó được. Thế nên thái thượng trưởng lão và huyết phách Huyết Khê Tông đua nhau xuất chiêu, chẳng những bức lùi đối thủ Huyền Khê Tông cùng giai, mà còn xông về phía kiếm trận. Tu sĩ kết đàn của Linh Khê Tông cũng cùng cảm xúc, Lý Thanh Hậu cũng ở trong đó. Trong lúc trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần hai lần hung hiểm, trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Lúc này mắt rực sát khí, vung mạnh tay, thảo mộc xung quanh biến ảo, bắn thẳng một trận pháp. Tu sĩ kết đàn hai tông linh huyết cường ép xuống tới, cường giả kết đàn của Huyền Khê Tông không ngừng bại lui. Kiếm trận không thể tiếp tục phân tâm công kích Bạch Tiểu Thuần, mà dồn toàn lực cố gắng chống đỡ. Áp lực của Bạch Tiểu Thuần giảm hẳn, nhưng hắn là người thù dai, nguy hiểm hai lần, làm hắn điên tiết. Dù biết đây là chiến tranh, không có đúng hay sai, chỉ có sống hoặc chết, nhưng hắn lại là người sợ chết. Là đám các người muốn giết ta trước, coi thường người ta quá mức. Lão tổ các người ra tay với ta, ngay cả tông môn đại trận của các ngươi cũng muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần vọt tới, cùng mấy vạn tu sĩ xung quanh nghiền ép ra một con đường. Họ đi tới đâu, Huyền Khê Tông không thể không chống đỡ, không ngừng lùi lại. Ở những khu vực khác, dù không khoa trương như chỗ Bạch Tiểu Thuần, nhưng đều là chiếm ưu thế, không ngừng ép sát vào. Kết quả bại vong của Huyền Khê Tông đã không còn con đường nghịch chuyển. Không ít tu sĩ Huyền Khê Tông quyết định không đánh nữa, nhưng họ không chọn đầu hàng, vì sơn môn Huyền Khê Tông vẫn còn. Nếu như sơn môn tàn vỡ, vậy thì tới lúc đó quy hàng sẽ là lựa chọn duy nhất, còn hơn là mất mạng. Thế nên không ít tu sĩ còn nghĩ hy vọng chiến tranh chấm dứt sớm một chút, hai tông linh huyết đánh hạ sơn môn sớm một chút, vì chẳng có bao nhiêu người muốn lựa chọn tự sát khi thua trận. Đột nhiên, từ trong màn sáng phòng hộ của Hùng Thành có rất nhiều tu sĩ bay ra. Những tu sĩ này là lực lượng hậu bị của Huyền Khê Tông, giờ đã đến lúc sinh tử tổn vong, không cần tiếp tục giữ lại nữa, nên lao ra hết. Tuy chỉ có mấy vạn người, nhưng vẫn hừng hực khí thế, không ít khôi lỗi giáp đen bay thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Song phương va chạm với nhau, tiếng gào rú, tiếng thuật pháp thi triển, ánh sáng pháp bảo thi nhau nở rộ. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, tông thẳng vào hai cái khôi lỗi giáp đen. Hám Sơn Tràng, Toái Hầu Tòa, Từ Khí Đại Đình, Huyết Kiếm cùng xài, một đường chém giết, tóm lấy đầu con khôi lỗi, đập mạnh vào đầu mình. Oanh một tiếng, con khôi lỗi run rẩy, tu sĩ bên trong kêu lên thảm thiết, tiếng gãy vỡ vang lên. Bạch Tiểu Thuần mặc kệ con khôi lỗi thứ hai công kích, tiếp tục xử lý con khôi lỗi kia. Sau 7-8 lần công kích, con khôi lỗi kia vỡ thành mấy mảnh, hắn mới xoay người nhìn con khôi lỗi thứ hai. Con khôi lỗi run run lùi lại. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, thông thiên pháp nhãn mở ra, sức mạnh khống chế bộc phát. Hắn không định điều khiển cả con khôi lỗi, mà chỉ một chân của nó. Hắn nhìn một cái chân kia đang bước lùi thì khựng lại, tuy chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng với Bạch Tiểu Thuần thế là đã đủ. Nhoáng một cái, hắn đã vọt tới, triển khai Hám Sơn Tràng, đâm thẳng vào thân con khôi lỗi. Nửa thân của con khôi lỗi bị đụng nát, Bạch Tiểu Thuần túm ngay lấy cổ của nó, định bóp vào. Nhưng một giọng nói lạnh băng bỗng vang vào tai hắn. Bạch Tiểu Thuần, còn nhớ Lâm Mỗ không? Từ trong Hùng Thành, một con khôi lỗi màu tím bay ra. Con khôi lỗi này rõ ràng khác hẳn những con khôi lỗi đen. Toàn thân của nó khắc rất nhiều gương mặt. Những gương mặt đó đều sinh động như thật, tất cả đều nhắm mắt, và gương mặt nào thì cũng nhìn rất thống khổ. Con khôi lỗi này không cao, chỉ chừng 50 trượng. Số người điều khiển có 9 người. Người nói chuyện là thanh niên tóc đen đứng ở chính giữa.
Thanh niên này rất là lạnh lùng, gương mặt chia đôi âm dương, trông rất quỷ dị. Ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Bạch Tiểu Thuần nhìn một cái, nhận ra ngay thanh niên kia chính là người hắn nhìn thấy bên trong vòng xoáy khi giết Đan Khê Tông Phương Lâm năm đó ở Vẫn Kiếm Thẩm Uyên. Năm đó Bạch Tiểu Thuần không biết đối phương là ai, nhưng sau này khi Huyền Khê Tông khai chiến với Đan Khê Tông, danh tiếng quán núi từ từ được lộ ra và trở nên rực sáng. Hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu lâm mộ của Đan Khê Tông, nhưng lại phản bội Đan Khê Tông, bái nhập Huyền Khê Tông, trở thành đệ tử một lão tổ của Huyền Khê Tông. Liên quan tới thân phận của hắn có rất nhiều tin đồn. Có một tin nói rằng hắn vốn là đệ tử bí truyền của Huyền Khê Tông, được phái đi Đan Khê Tông làm ám tử. Nhưng tin gì cũng không quan trọng, quan trọng là hôm nay hắn lại đang đại diện cho Huyền Khê Tông. Con khôi lỗi tím bay về phía Bạch Tiểu Thuần, tốc độ cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần không chút chần chờ, tay bóp mặt, cổ của con khôi lỗi đen đứt rời, lại truyền tu vi vào trong con khôi lỗi, giết chết tu sĩ bên trong, nắm đầu con khôi lỗi đen, ném thẳng vào con khôi lỗi tím. Khi bay tới gần con khôi lỗi tím, quanh người của khôi lỗi tím lóe lên hào quang, xoạt một cái đầu hóa thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần hơi chấn động, người này cường hãn không thua gì Cửu Đào, mà hình như còn mạnh hơn một chút. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mở con mắt thứ ba ra. Quanh người con khôi lỗi tím tỏa ra một màn sáng chín màu: đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, đen, trắng. Màn sáng chín màu từng màu vỡ tan, nhưng con khôi lỗi màu tím không bị thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần tạo ra ảnh hưởng, mà ngược lại, mỗi một lớp màu sáng bị vỡ, pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần lại nhói đầu. Đã sớm chuẩn bị đối phó chiêu này của ngươi. Con khôi lỗi tím mỉa mai, hai tay nó bấm niệm pháp quyết, một mặt trời xuất hiện, lửa nóng hừng hực chiếu rọi bát phương, bị màu tím khôi lỗi giơ lên cao ném thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Dương Nhật Chi Công, Lâm Mộ gầm lên. Tay trái Bạch Tiểu Thuần cũng bấm pháp quyết, tay phải vỗ túi trữ vật, lập ra một đống thảo dược, ném ra hét to: Thảo Mộc Giai Bình. Những cây thảo mộc ở giữa không trung điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt đã thành mấy trăm cái cây giao thoa với nhau, tạo thành một tấm lưới to trùm lên trên mặt trời xích dương. Diệt! Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, tấm lưới thảo mộc rút lại, một sức mạnh hủy diệt bùng ra, định bóp vỡ xích dương. Lâm Mộ biến sắc, hừ lạnh chỉ một cái: Âm Nguyệt Kiếp Hồng. Tay trái khôi lỗi xuất hiện một vầng trăng sáng, vầng trăng nhanh chóng to ra, tỏa khí tức lạnh băng. Hắn chỉ một cái, vầng trăng bay thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Đám Tống Khuyết, Quỷ Nha đều giật thót, không ngờ trong cùng thế hệ lại có người có thể đấu ngang sức ngang tài với Bạch Tiểu Thuần. Thượng quan Thiên Hữu nghiến răng, mắt đỏ rực không cam lòng. Âm Nguyệt như tấm lụa nhiều màu bay thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần. Lâm Mộ điều khiển khôi lỗi màu tím, tay phải Dương Nhật, tay trái Âm Nguyệt, người lơ lửng giữa không trung như một vị thần, khí thế ngập trời. Tuy Dương Nhật trong tay phải đã bị thảo mộc giai binh của Bạch Tiểu Thuần quấn lấy, gần như phong ấn, nhưng còn một mình Âm Nguyệt ở tay trái cũng đủ tạo nên uy áp làm cho người ta khiếp hãi. Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta! Lâm Mộ gầm lên. Là người chết đấy! Bạch Tiểu Thuần cũng giống vàng, tay phải bấm niệm pháp quyết, Bất Tử Trường Sinh Công bộc phát đến cực hạn, huyết khí trong người không ngừng tràn ra. Trong nháy mắt, huyết khí đã ngưng tụ thành một thanh huyết sắc đại kiếm. Hắn túm lấy, chém thẳng vào Âm Nguyệt. Hắn lôi từ khí thông thiên bí quyết, từ trong linh hải rút ra một giọt nước thông thiên hà, dung nhập vào huyết khí, tạo thành một quả cầu huyết sắc, cùng bay ra theo huyết kiếm. Huyết cầu vừa mới xuất hiện, tất cả tu sĩ xung quanh đều cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Cái đó là hơi thở này, nước thông thiên hà. Huyết sắc đại kiếm của Bạch Tiểu Thuần chém vào Lâm Mộ Âm Nguyệt, huyết cầu cũng bay thẳng tới chỗ Lâm Mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ hai người giao chiến, thiên địa biến sắc, phong vân đảo lộn. Huyết quang rực lên sáng chói, tu sĩ dù ở xa còn nhìn thấy, các thái thượng trưởng lão và truyền thừa cũng phải nhìn sang, mắt rụt lại. Bọn họ dù là kết đan, nhưng hồi còn là trúc cơ không ai ghê gớm như Bạch Tiểu Thuần và Lâm Mộ bây giờ. Đánh giá uy lực kinh người, dù cho dựa vào trận pháp và khôi lỗi trì thân cũng có thể làm được điều này. Nhưng như thế đã đủ thấy, hai người này đều là đỉnh cao của trúc cơ cảnh. Một làn sóng trùng kích cực mạnh ở lấy hai người dữ dội tràn ra, thiên yêu thần Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo lùi lại mấy bước, còn khôi lỗi tím kia kêu kèn két, xuất hiện mấy vết rạn
liên tục lùi lại. Hai người hít thở dồn dập, cười ha ha. Người quả nhiên mạnh hơn Cửu Đào rất nhiều. Đáng tiếc, Bạch Tiểu Thuần, người vẫn phải chết tại đây. Lâm Mộ điều khiển khôi lỗi màu tím nhảy vọt lên. Ở giữa không trung, hai tay hắn nâng lên như nâng đỡ trời xanh. Tay phải từ từ chồng lên tay trái, vang lên hô bốn chữ: Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hình ảnh Nhật Nguyệt cùng xuất hiện, chồng lên nhau như nước với lửa giao hỏa, sáng lên rực rỡ, mang theo một sức mạnh tàn phá, xé rách tất cả tỏa ra khắp xung quanh. Trong nháy mắt, phạm vi trong vòng trăm trượng đều bị ánh sáng kia bao phủ. Ánh sáng này cực nóng và cực lạnh, dung hợp với nhau, tạo thành một sức mạnh kỳ dị, như là muốn hòa tan tất cả. Trừ Bạch Tiểu Thuần ra, tất cả tu sĩ bị ánh sáng chiếu vào đều tan về hư không. Bạch Tiểu Thuần ngừng thở, thiên yêu thần có dấu hiệu bất ổn. Nếu cứ như thế này, thì chỉ sau mấy hơi thở nữa, trận pháp cự nhân thiên yêu thần của hắn cũng sẽ tan thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần điên tiết, vỗ mạnh tối chữ vật, trong tay xuất hiện hơn 100 cái quang cầu. Những quang cầu này đều được tạo ra từ lực tử tính, bên trong đều là khói độc. Hắn ném hết hơn 100 cái quang cầu đó vào con khôi lỗi tím. Tốc độ quang cầu bay quá nhanh, hào quang của Nhật Nguyệt Đồng Huy không hòa tan kịp tất cả số quang cầu trong khoảng thời gian ngắn đó. Thế nên tất cả quang cầu đều tập trung vào con khôi lỗi tím. Chúng tan vỡ, sương mù ào ạt tuôn ra, chui vào trong con khôi lỗi tím. Nói thì dài, xảy ra thì rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thiên yêu thần đã bị suy yếu, lộ ra trận pháp cự nhân bị hòa tan phần nửa. Cự nhân sắp biến mất, hắn dùng sức mạnh trận pháp hóa thần cuối cùng gầm lên. Phân trận. Trận pháp hóa thần nổ vang, vỡ ra, dư lực còn sót lại của trận pháp đầy tất cả tu sĩ Linh Khê Tông ở bên trong bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên, toàn thân bộc phát bất tử trường sinh công, làn da vàng rực, lấy thiên yêu thần làm vòng bảo vệ, dùng hết tốc lực này chạy ra khỏi khu vực của hào quang. Con khôi lỗi tím run bần bật, bên trong kẻ thì kêu lên thảm thiết, kẻ thì cười rộ điên cuồng. Sau đó oanh một tiếng, con khôi lỗi phân liệt thành nhiều mảnh. Những tu sĩ Huyền Khê Tông như bị điên nháo nhào chạy ra. Lâm Mộ mặt trắng bệch cũng vừa bay vừa gào: Bạch Tiểu Thuần! Giữa không trung, Lâm Mộ tóc tai bù xù, hắn vốn tưởng mình đã đủ sức giết Bạch Tiểu Thuần với chiều kia, dù không giết được thì cũng phá được trận pháp hóa thần, rồi dùng sức mạnh của khôi lỗi tím để dễ dàng giết chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không ngờ mình không sợ bị cắn trả, thi triển Nhật Nguyệt Đồng Huy tiêu diệt được trận pháp chi thần của đối phương, nhưng khôi lỗi tím của mình cũng bị đám khói độc chết tiệt tiêu diệt. Bây giờ hai người đã như nhau, không còn hóa thần hay là khôi lỗi. Hai người nhìn nhau điên cuồng giận dữ. Lâm Mộ run lên, hắn biết sức mạnh của nhục thân Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, cũng biết ưu thế của mình là ở thuật pháp chứ không phải là nhục thân, nên quyết định lùi lại. Thì Bạch Tiểu Thuần đã lao tới, hám sơn tràng thi triển, một quyền oanh ra. Thuật pháp dùng hết rồi, bây giờ dùng sức mạnh cá nhân đối với nhau đi, xem ai mạnh hơn ai. Lâm Mộ muốn né tránh, nhưng nhận ra tốc độ của mình chậm hơn Bạch Tiểu Thuần. Cơ thể của hắn đâu có luyện bất tử trường sinh công, không thể hoang dã giống như hung thú như Bạch Tiểu Thuần được. Thế nên hắn kinh hãi, cắn lưỡi phun ra một búng máu. Máu tươi của hắn hóa thành một tấm khiên, ngăn cả nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần. Hai bên va chạm vào nhau, huyết thuẫn dù không vỡ nhưng bị đẩy lại, đập mạnh vào ngực Lâm Mộ. Lâm Mộ phun máu lùi nhanh. Muốn chạy sao? Bạch Tiểu Thuần nhón lên đuổi theo, chân dơ đạp xuống, đạp trúng vai của Lâm Mộ. Lâm Mộ nghiến răng tiếp tục lùi. Hắn rất uất ức nhưng không biết phải làm sao. Nếu bàn về tu vi, đương nhiên hắn không sợ Bạch Tiểu Thuần, thuật pháp thì lại khẳng không thua, chỉ có mỗi là cái thứ sức mạnh cơ bắp này hắn không thể nào so với Bạch Tiểu Thuần được. Chết tiệt, tu sĩ chúng ta tu chính là thần thông, cầu chính là đại đạo, mục đích chính là trường sinh, ngươi sao lại đi tu thân thể thế? Chỉ có bất tử mới có thể trường sinh thôi, đương nhiên ta phải tu thân thể bất tử trước chứ. Bạch Tiểu Thuần cãi lại ngay, lời lẽ khiến Lâm Mộ không phản bác được. Hắn lại phun ra máu, bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần hất văng ra rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục đuổi theo, Lâm Mộ vô cùng không cam lòng, càng có điên cuồng vung cả hai tay, trong tay áo bay ra một cái lò đan, bay thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, không hề giảm tốc, tông thẳng vào lò đan. Oanh một tiếng, lò đan dù là trọng bảo cũng không ngăn cản được Bạch Tiểu Thuần, còn bị hắn hất bay ra. Lâm Mộ dựng tóc gáy, vung tay phải, một cái lệnh bài xuất hiện, hắn phun máu vào trong lệnh bài.
lệnh bài tỏa ra hào quang lóng lánh, tỏa ánh sáng bảy màu bay lên trời. Kiếm trận bảo vệ ta! Lâm Mộ hô nhanh. Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện, chộp vào Lâm Mộ. Đột nhiên hắn biến sắc, vì kiếm trận trên bầu trời tuy vẫn bị kết đàn hai tông áp chế, vẫn có hơn 10 thanh kiếm bay ra, là tia chớp đâm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Lâm Mộ lùi nhanh, lấy ra 7-8 pháp bảo dạng khiên chắn, một cái ngọc giản bóp mạnh cơ thể quán mở đi, bắt đầu truyền tống. Lại là ngọc giản truyền tống. Huyền Khê Tông dù am hiểu luyện khí, nhưng ngọc giản truyền tống thế này thì là cũng hơi nhiều đó. Nhưng mà 10 thanh kiếm trận cũng không cản được ta đâu. Bạch Tiểu Thuần không né kiếm, cứ thế tông thẳng vào. Một cái đèn lồng xuất hiện, tỏa ra ánh sáng dịu dàng cản 10 thanh kiếm lại. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục đuổi theo Lâm Mộ, càng ngày càng gần. Lâm Mộ mặt biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần đã thi triển hãm sơn tràng, sau lưng vỗ cánh, tốc độ cực nhanh, bạo tăng gấp mấy lần. Thoáng một cái, đã rút ngắn khoảng cách, đâm thẳng vào những tấm khiên che chắn cho Lâm Mộ. Những tiếng nổ tung trời, những tấm khiên chắn vỡ ra hơn phân nửa. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần hơi giảm, hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ với ngón cái chuyển sang màu vàng, chính là Toái Hầu Tỏa. Hấp lực tràn ra, khiến Lâm Mộ phải quay ngược trở lại, dừng lại giữa không trung, hàng ngón tay của Bạch Tiểu Thuần xuyên tới. Chết đi! Cơ thể của Lâm Mộ mơ hồ đã hơn phân nửa, sức mạnh truyền tống đã sắp hoàn thành. Lâm Mộ gào lên điên cuồng, ngón tay Bạch Tiểu Thuần đã vừa gần tới. Tay phải quán tỏa ra hắc mang, ẩn chứa chấn động tự bạo. Tự bạo không phải là cả cơ thể hắn, mà là tay phải. Tay phải Lâm Mộ truyền thành màu đen sáng lóng lánh, oanh một tiếng nổ tung. Sức nổ khiến Bạch Tiểu Thuần khựng lại. Toái Hầu Tỏa đâm một khoảng không, cơ thể Lâm Mộ lùi lại, cánh tay phải hoàn toàn bị đoạn diệt. Đoạn diệt này không chỉ có cơ thể, mà còn cả linh hồn. Hắn điên cuồng, thân thể đã mơ hồ chín thành, sức mạnh truyền tống quanh người hắn với sức mạnh truyền tống của Cửu Đạo và tu sĩ trúc cơ cuối cùng hoàn toàn khác nhau. Hình như phạm vi truyền tống của Lâm Mộ là xa hơn. Trốn về Hùng Thành thì ngươi phải chết thôi. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh. Lâm Mộ nhìn hắn cười to. Ngươi tưởng ta chạy về Huyền Khê Tông? Bạch Tiểu Thuần, ngươi không nghe rõ lời của ta rồi. Trận chiến hôm nay ngươi không thể nào giết ta được. Trận chiến hôm nay ta thua, vĩnh viễn mất một cánh tay. Nhưng sau này ta sẽ dùng mọi cách bắt ngươi phải trả lại cả vốn đất lời, lấy lại tất cả. Bạch Tiểu Thuần cười. Ngươi thực sự cho rằng còn có cơ hội gặp lại sao? Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt nói, mắt lấp lóng kỳ dị. Lâm Mộ thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần giật thót. Ngươi có thể điều khiển kiếm trận, Bạch Tiểu Thuần ta cũng có tuyệt chiêu, Bất Khóa Cốt, chém cho ta. Bạch Tiểu Thuần vận Bất Tử Trường Sinh Công, kích phát một giọt bất tử huyết ngưng tụ được ở Huyết Khê Tông, liên hệ với nó, chỉ vào Lâm Mộ. Bất Hóa Cốt vốn đang giao chiến với một lão tổ Huyền Khê Tông, đột nhiên thân thể run lên, cánh tay phải của nó biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện sau lưng của Lâm Mộ. Cánh tay đó trong nháy mắt xuyên vào màn sáng truyền tống, xuyên vào cơ thể đã mơ hồ của Lâm Mộ, bắt lấy trái tim bóp mạnh. Oanh một tiếng, sức mạnh truyền tống bộc phát, thân ảnh Lâm Mộ đã hoàn toàn biến mất giữa không trung. Chỉ còn lại là cánh tay của Bất Hóa Cốt, trong bàn tay đã bóp nghiến một trái tim. Trái tim này nhanh chóng chuyển từ màu đỏ tươi sang màu xám, sau đó hóa thành tro bụi. Mắt Bạch Tiểu Thuần rụt lại, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, đang định tiếp tục đi chém giết Hùng Thành, đã nghe nơi xa vang lên tiếng hoàn hồ. Ngẩng đầu qua xem, thấy có mấy trăm tu sĩ đang bay nhanh tới. Những nơi họ đi qua, những quả quang cầu bay ra, độc khí khuếch tán. Mấy trăm người phía sau bước tiếp tiến lên, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nhất là Hứa Tiểu Sơn, vừa xông lên vừa gào vang không ngừng. Bắc Hàn Liệt, Cổ Liệt, Thần Toán Tử, bốn người chính là hạch tâm, dẫn theo mấy trăm người kia ào ào tới gần. Ngày đó Bạch Tiểu Thuần bị cá sấu đuổi giết, bọn hắn chạy văng tứ tán, sau lại gom lại cùng một chỗ, không biết đi đâu, đành phải xông vào chiến trường. Sau đó lại bị phân tán, rồi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần thì lại tìm về tụ tập với nhau, tạo thành một đội chạy tới tụ họp với Bạch Tiểu Thuần. Bắc Hàn Liệt dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng sẽ không bao giờ quên quãng thời gian mấy tháng này lăn lộn cùng Bạch Tiểu Thuần. Hắn với Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau, mặc dù vẫn chỉ là hừ lạnh một tiếng, thế nhưng xông tới càng nhanh hơn. Hứa Tiểu Sơn hô to: Bạch Tiểu Thuần, chúng ta tới rồi. Trùng Phòng Huyết Tử, pháp lực vô biên, Linh Khê Thiên Mạch, uy chấn bát vương. Mấy trăm người gào vang. Bạch Tiểu Thuần cảm động, vung tay áo hô to: Các huynh đệ, ta dẫn các người tới một nơi,
cùng đi chinh phục Hung Thành. Trên bầu trời, lão tổ Huyền Khê Tông bi thương kêu lên: trở về thành tử thủ. Tu sĩ Huyền Khê Tông kéo nhau về thành, sau lưng là tu sĩ Hải Tông Linh Huyết đuổi theo. Các lão tổ Huyền Khê Tông cũng chạy về thành. Huyền Khê Tông không đánh nữa mà dùng toàn lực để duy trì đại trận. Hải Tông Linh Khê toàn lực tổng tấn công, trận pháp vì kiếm giết vàng, chiến xa thi nhau bắn những mũi tên cực lớn đâm thẳng vào trận pháp, khiến cho màn phòng hộ phải rung chuyển. Trên mặt đất, ngoài quân của Hải Tông Linh Huyết còn có tàn quân còn lại của Đan Khê Tông, số lượng họ không nhiều, chỉ chừng mấy vạn người, nhưng sự điên cuồng thì vượt hẳn hai tông còn lại. Vì họ có thù với Huyền Khê Tông, đối thủ của họ trong trận chiến này ngoài tu sĩ Huyền Khê Tông còn có cả những người đã từng là đồng môn của họ nữa. Trong đoàn quân của Đan Khê Tông có một cô gái đeo khăn che mặt màu trắng, dáng người lồi lõm hoàn hảo đầy mị lực, là người mới quật khởi của Đan Khê Tông trong cuộc chiến này, tên là Trần Mạn Giao. Ngoài bản lĩnh độc công lừng lẫy khắp chiến trường, nhan sắc của cô nghe nói là được tôn là đệ nhất mỹ nữ của hạ du tu chân giới, đệ nhất nhân. Lâm Mộ với Kiều Đào đều còn phải si mê, nói gì những tu sĩ nam khác. Cả lão tổ Huyền Khê Tông cũng còn phải động tâm, muốn thu cô làm lô đỉnh thị tiếp. Nhưng mà tính cô rất cường liệt, thà chết chứ không chịu phục. Cô đứng cạnh hai lão tổ còn lại của Đan Khê Tông khẽ nói: Huyền Khê Tông vẫn chưa lấy tuyệt chiêu ra dùng, nếu lấy ra dùng vậy kết cục thua là cái chắc. Hai lão tổ khẽ gật đầu, một người biến sắc nhìn lên Hùng Thành: đã dùng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 86 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 87. Huyền Khê Sơn Mạch, trận pháp bảo vệ Hùng Thành không ngừng tan vỡ. Mặc dù luôn nhanh chóng hình thành nhưng đã vô cùng lung lay. Các lão tổ Huyền Khê Tông đều trọng thương, cay đắng nhìn xuống chiến trường rồi nhìn nhau. Hôm nay dù chúng ta có chấp nhận trả giá giết được Bạch Tiểu Thuần thì cũng là vô ích. Đừng vội tự làm mình mất đi khí thế. Linh Huyết hai tông này dù có hợp lại nhất định cũng không kéo dài được lâu. Chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, vừa để chúng tự sụp đổ, vừa khiến Tinh Không Đạo Cực Tông mất hết kiên nhẫn, khiến chúng không còn cơ hội tới Không Hạ Viện. Và thứ bắt đầu chính là cái chết của Bạch Tiểu Thuần. Các lão tổ Huyền Khê Tông vốn cũng không hợp nhau, lúc này lại tiếp tục bất đồng ý kiến. Một lão tổ đỏ mặt, tóc cũng đỏ, hừ lạnh một tiếng: đã tới lúc này còn cãi lộn nữa, dù cuối cùng cũng đầu hàng thì cũng phải làm cho hai tông kia đau đớn, không được để lãng phí tin tức Thiên Diệt đưa về trước khi hắn chết. Lão già này vừa lên tiếng, những người khác đều im bặt, vì lão là đệ nhất nhân của Huyền Khê Tông, Xích Hồn lão tổ. Chí bảo ra thiên cùng khóa. Xích Hồn lão tổ vung tay chỉ ra ngoài một cái. Phía ngoài Hùng Thành, mặt đất rung chuyển, những khe nứt to tướng xuất hiện, nhanh chóng lan ra khắp phạm vi cả mấy trăm trượng. Mặt đất không ngừng phập phồng ở trước mắt. Một tiếng trống vang lên từ dưới lòng đất vọng lên. Tu sĩ kim đan các lão tổ hai phe biến sắc, chăm chú nhìn xuống. Mặt đất tàn vỡ, sụp đổ, tiếng giống rõ ràng vô cùng truyền khắp bát phương. Một con thiên ngưu toàn thân đen kịt, to cả ngàn trượng từ dưới lòng đất vọt lên, hai cái sừng dài tỏa ra hắc mang quỷ dị. Hắc giáp thiên ngưu tỏa ra sức mạnh không hề thua kém lão tổ Nguyên Ảnh. Từ cơ thể của nó không ngừng có rất nhiều khói đen bay ra, có tác dụng ăn mòn tất cả. Hắc giáp thiên ngưu, ai đó đã nhận ra nó, kêu lên: một trong hai đại chí bảo Huyền Khê Tông, Hắc Giáp Thiên Ngưu cuối cùng đã tới rồi. Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông hừ một cái, tay bấm pháp quyết chỉ lên trời: mời Linh Khê Tông Thiên Giác Kiếm. Trên bầu trời vang lên một tiếng rít, tiếng rít mãnh liệt của tốc độ cực hạn, của thanh âm phá không. Trong chớp mắt, một ánh sáng màu bạc chói mắt từ xa trên thiên không xuất hiện, một thanh kiếm đen tuyền. Kiếm này thoạt nhìn bất thường, hơi có hình cung, do Mặc Long Giác rèn luyện ra. Nhìn như bình thường nhưng cực kỳ không tầm thường, vì trên thân kiếm có tới hơn 10 luồng ngân quang văn, chứng tỏ thanh kiếm này đã được luyện linh hơn 10 lần. Đồng nát sắt vụn được luyện linh 10 lần cũng còn trở thành bảo kiếm, đừng nói chỉ là thanh Thiên Giác Kiếm này. Nó đã vượt qua chí bảo, đạt tới trình độ nửa bước linh bảo. Pháp khí chia làm trọng bảo,
chí bảo, linh bảo. Mỗi giai đoạn lại chia làm thiên địa nhân tam phẩm. Những chí bảo được dùng để thủ hộ tông môn phần lớn đều là thiên phẩm chí bảo. Về phần linh bảo, dù chỉ là linh bảo trình độ nhân phẩm thấp nhất thì cũng là vật quý hiếm, bình thường sẽ không được dùng tới, chỉ khi tông môn gặp phải sinh tử tồn vong thì mới lấy ra. Thiên giác kiếm hàng lâm, tu sĩ Linh Khê Tông đều gieo hò. Là thiên giác kiếm của tông ta. Thiên giác kiếm ra tay, phách kinh trảm nguyệt. Thiên giác kiếm uy dung chuyển núi sông, 10 lần luyện linh không gì sánh kịp. Thanh âm như sóng vang dội khắp nơi, làm Huyền Khê Tông sầm mặt. Lão tổ Huyết Khê Tông hừ lạnh, nhìn dưới 10 quang văn của thiên giác kiếm mà giật mình. Thực không biết Linh Khê Tông đã vận cái cứt chó gì mà luyện linh được tới hơn 10 lần mà không bị hỏng. Cái này có lẽ là vật được luyện linh 10 lần duy nhất trong Đông Mạch Hạ Du tu trần giới mất. Huyết Khê Tông thủy tổ cảm khái. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi nhìn thiên giác kiếm, nhất là nhìn 10 đường quang văn, hắn bỗng nhớ tới Quy Văn Nồi. Cái nồi này mặc dù hắn chưa dùng nhiều lắm, nhưng nó là bí mật lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần. Hắn luôn tưởng tượng có một ngày có thể luyện linh một pháp bảo tới 100 lần. Chỉ cần nghĩ tới khả năng thành công làm cho người ta hoảng sợ và hâm mộ là hắn đã cảm thấy hưng phấn. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Bạch Tiểu Thuần còn đang mơ tưởng, Thiết Đản đã vọt tới, đăm đăm nhìn Hắc Giáp Thiên Nghiêu, mặt đầy khát vọng. Nhưng nó biết rằng nó với con vật kia chênh lệch rất lớn, nhưng nó quá thèm thuồng nên lặng lẽ thu nhỏ thân hình lại, mò tới gần Hắc Giáp Thiên Nghiêu. Thiên giác kiếm giết lên bay tới, đột ngột chém xuống. Hắc Giáp Thiên Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thiên giác kiếm giống vàng. Hắc vụ quanh người nhanh chóng rút vào trong cơ thể, cả cơ thể ngàn trượng nhanh chóng ngưng thực, khí thế tăng mạnh chống cự với thiên giác kiếm. Một đường hào quang hình cung chém xuống, chạm vào cơ thể của Hắc Giáp Thiên Nghiêu, chỉ chạm một cái rồi lại bay lên. Nhưng chỉ chạm một cái, quang văn trên thanh thiên giác kiếm lập lòe. Hắc Giáp Thiên Nghiêu kêu lên thề lương, cơ thể nhanh chóng thu hồi lại, ánh mắt sợ hãi, nó muốn né tránh nhưng lại không có khả năng. Sau đó cơ thể bị tách ra hai nửa, máu tươi tuôn ra, thi thể chia lìa, lộ ra bên trong một viên linh thạch màu đen, tỏa ra sức mạnh yêu dị. 10 lần luyện linh thực là khủng bố. Các lão tổ Huyền Khê Tông sửng sốt, không thể tin nổi. Tu sĩ Huyền Khê Tông ai cũng hết hồn, người của Huyết Khê Tông không khác biệt. Họ đương nhiên đã từng đánh giá rất cao thiên giác kiếm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy uy lực của nó, vẫn phải công nhận là mình đã đánh giá thấp thanh chấn tông chi kiếm này. 10 lần luyện linh, xem ra truyền thuyết là có thật. Vật phẩm sau 10 lần luyện linh sẽ xuất hiện biến hóa kinh người. Kiếm này e là chỉ kém một chút xíu nữa có thể trở thành linh bảo thực sự. Huyết Khê Tông thì tổ thở dài. Lão dần nhận ra Linh Khê Tông quả thực là một môn phái giấu giếm siêu hạng. Nhìn bình thường có lẽ họ không thể bằng Huyết Khê Tông, nhưng nếu thực sự khai chiến, Huyết Khê Tông dù có thắng thì cũng phải trả cái giá cực đắt, đừng hòng còn tư cách làm chủ trung du. Thiên giác kiếm cùng với Hắc Giác Thiên Nghiêu đối kháng đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Một khí thức mơ hồ từ Hùng Thành đã nhắm thẳng vào Hắc Giáp Thiên Nghiêu. Hắc Giáp Thiên Nghiêu bị chém, tu sĩ Linh Khê Tông ào lên hoan hô ầm ĩ, sĩ khí cao tăng vùn vụt. Ngược lại, Huyền Khê Tông nín lặng, đau đớn và lo lắng. Viên tinh thạch trong thi thể Hắc Giáp Thiên Nghiêu không ngừng tỏa ra một sức mạnh kỳ dị. Tất cả tu sĩ và tất cả chiến thú đều nhìn chằm chằm vào nó. Vương thú chi tinh, không đúng, đó là đồ giả. Huyết Khê Tông thủy tổ khẽ quát. Ngay lúc đã mở miệng, Thiết Đản thu nhỏ chỉ chừng bàn tay, bay vụt tới xác của Hắc Giáp Thiên Nghiêu với tốc độ kinh khủng. Trong mắt nó rực khát vọng điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ, cảm thấy có chỗ không ổn, vội đuổi theo. Hắn còn chưa thấy gần, đột nhiên một tiếng vù vù như tiếng dây cung bắn từ Hùng Thành, một thanh âm sắc bén làm tai người ta đau đớn vang lên. Một mũi tên đen kịt với tốc độ cực nhanh, mắt thường không nhìn theo kịp, mới nhìn thấy ở phương xa, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Hắc Giác Thiên Nghiêu. Mục tiêu của nó chính là Thiết Đản. Thiết Đản gầm lên vì nguy cấp, muốn tránh đi nhưng không kịp. Bạch Tiểu Thuần giống to, mở con mắt thứ ba, ngự lực bắn thẳng vào mũi tên, định bắt lấy nó. Tất cả sức lực trong người hắn chuyển hết thành ngự lực, thành công làm cho mũi tên kia khựng lại một chút. Một chút xíu đó đã giúp Thiết Đản kịp tránh đi, nhưng mũi tên kia cũng khẽ chuyển hướng, không nhắm vào Thiết Đản, cũng không nhắm vào hắn, mà nhắm vào viên tinh thạch màu đen. Huyết Khê Tông thủy tổ giật thót gào to. Dạ Táng, mau lui lại, mục tiêu của nó là ngươi.
Các lão tổ khác cũng đã kịp phản ứng, vội ào đi cứu viện, nhưng không kịp. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đối phương lại tranh thủ thời cơ quá ác liệt, là Bạch Tiểu Thuần chủ động bay tới đó vì thiết đàn, khiến cho sự bảo vệ của lão tổ hai tông dành cho hắn xảy ra chỗ hở. Chỗ hở này người ngoài không nhìn thấy, nhưng Huyền Khê Tông làm sao lại không thấy? Mà không chừng đây còn chính là sát cục do họ bày ra. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp xuất chiêu để bảo vệ, chỉ kịp túng lấy thiết đàn. Hắc quang lóe lên, Quy Văn Nội nháy mắt bay ra, cả người hắn cố hết sức rút lại, chui vào trong nồi. Bạch Tiểu Thuần vừa mới làm xong, mũi tên kia cũng đã bay tới, đâm mạnh vào viên tinh thạch. Một viên nổ vang, một làn sóng màu đen tản ra ngoài. Những nơi nó đi qua không có một ngọn cỏ, trong phạm vi 30 trượng mọi người đều biến mất. Xác hắc giáp thiên ngưu cũng biến thành tro, mặt đất trong phạm vi 30 trượng này lõm hẳn xuống nửa trượng. Sau khi hắc quả biến mất, chỉ còn lại một cái nồi đen thui nằm gần ở vùng đất lõm xuống, không nhúc nhích. Cái nồi run run từ từ nhấc lên, Bạch Tiểu Thuần run rẩy chui ra. Huyền Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần ta quyết không đội trời chung với các ngươi. Các ngươi dám hai lần đánh lén ta sao? Bạch Tiểu Thuần hét lên. Hắn sợ quá, vừa rồi dù là Quy Văn Nồi bảo vệ, nhưng hắn vẫn thấy mình như phải chết tới nơi, hai chân mềm nhũn. Thiết đàn, thiếu chút nữa là ngươi hại chết cha ngươi rồi đấy, biết chưa? Bạch Tiểu Thuần chui ra khỏi đồi, mắng thiết đàn đang cúi gằm ở trong lồng ngực. Bạch Tiểu Thuần thấy thiết đàn vẻ đã nhận sai thì không mắng nó thêm, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận. Quắc mắt nhìn vào Hùng Thành, thấy trên đầu thành có một lão già cầm một cây cung to. Lão bất tử chết tiệt, ngươi chờ đó cho Bạch gia, cái cung đó của ngươi ta cũng sẽ lấy cho ngươi xem. Bạch Tiểu Thuần giận điên hét vang. Vậy mà còn không chết. Trên Hùng Thành, Xích Hồn lão tổ cầm một cây cung xanh rất to, tỏa ra khí tức thiên đạo, là món chí bảo thứ hai của Huyền Khê Tông, Thiên Cung. Mũi tên vừa rồi chính là do Thiên Cung này bắn ra. Huyền Khê Tông đã sớm nhìn ra, giết Bạch Tiểu Thuần dù là kim đan cũng không làm gì được, chỉ có lão tổ ra tay mà thôi. Nhưng nếu người cấp độ lão tổ ra tay, đối phương chắc chắn sẽ cho người ra cản. Và lại chiến trường nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế hai tông linh huyết đều luôn không ngừng để mắt bảo vệ Bạch Tiểu Thuần, cực kỳ nghiêm ngặt. Xích Hồn lão tổ không nhìn ra được cơ hội giết Bạch Tiểu Thuần, nên mới nghĩ ra kế này, hy sinh hắc giáp thiên ngưu để lộ linh thạch có khí tức vương thú làm mồi dụ thiết đàn. Nếu Bạch Tiểu Thuần không cứu thì thôi, nếu hắn xuất hiện, vậy sẽ cho nổ viên linh thạch đó, xóa sạch mọi sự sống xung quanh, quyết lấy mạng của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chết, hai tông linh huyết sẽ phải phân ra. Dù sau đó Huyền Khê Tông có phải đầu hàng, thì sau này cũng chưa hẳn là không có cơ hội lật mình trở lại. Nhưng không ngờ tính kỹ như vậy mà Bạch Tiểu Thuần vẫn không chết, làm lão vô cùng tức nghẹn. Hai lão tổ linh huyết thở phào, người Lý Thanh Hậu run rẩy, bối rối và sợ hãi. Những bằng hữu của Bạch Tiểu Thuần cũng hết hồn. Sau đó, sự phẫn nộ và công kích của hai tông linh huyết tăng mạnh. Thiên Giác kiếm giết gió đâm thẳng vào trận pháp của Hùng Thành, các chí bảo còn lại của hai tông cũng thi nhau xuất hiện. Huyết sắc cự mộc, huyết kính thi nhau oanh kích vào Hùng Thành. Thiên Giác kiếm đâm vào Hùng Thành một cái, trận pháp dung chuyển mãnh liệt như muốn vỡ. Cùng lúc, lão tổ kim đan và rất nhiều trúc cơ của hai tông linh huyết đều cùng công kích vào trận pháp. Bạch Tiểu Thuần hồn hền cũng sống lên, không ngừng phóng thích huyết khí, giúp chiến lược của tư sĩ Huyết Khê Tông luôn được giữ vững ở đỉnh cao. Thiết đàn bên cạnh gào vang, dẫn đầu chiến thú điên cuồng xông tới trận pháp. Ma đầu, Luyện Thi, Huyết Kiếm, Tử Đình đều nhắm vào trận pháp, mặt đất run rẩy, sơn mạch bắt đầu vỡ ra. Huyết vân mở rộng phạm vi, dường như chỗ nào cũng có, khiến cả bầu trời trên Hùng Thành biến thành màu đỏ. Đằng sau Hùng Thành, những người còn sót lại ở Đan Khê Tông cũng không ngừng công kích vào trận pháp, khiến Huyền Khê Tông trước sau đều thụ địch, sơn mạch sụp đổ, trận pháp thu hẹp lại. Vì nếu không giảm phạm vi bảo vệ xuống, trận pháp không thể kiên trì nổi. Huyền Khê Tông, không cần chờ các người lôi bảo bối ra, lão phù sẽ cho các người thấy bảo bối của Huyết Khê Tông ta trước, để xem các người có muốn tiếp tục giấu giếm hay không. Huyết Khê Tông Thủy Tổ sầm mặt. Thủy Tổ bấm niệm pháp quyết, chỉ lên trời hô to: Huyết Khê Dạ Ngẫu! Một tia chớp đỏ đột ngột xuất hiện, xé rách bầu trời ra một lỗ, ở bên trong lộ ra một con bù nhìn quỷ dị. Con bù nhìn này cười tà dị, mắt đỏ lập lòe, một tay cầm tấm da người, tay kia thì cầm một cái cân, mang tới uy áp kinh người. Chỉ là uy áp đã khiến trận pháp Hùng Thành run rẩy,
tu sĩ Huyết Khê Tông phấn khởi. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện những tia sét đỏ bắn xẹt vào con bù nhìn. Con bù nhìn đột ngột biến mất, rồi xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp, giơ tay phải lên, cái cần trong tay không ngừng to ra. Trong cái mầm của cái cần mơ hồ xuất hiện một hư ảnh. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra hư ảnh đó chính là hình ảnh thu nhỏ của cả vùng sơn mạch này với hùng thành ở trong đó. Quả cần chạy dọc theo đòn cần như đang cân đo sức nặng của hùng thành. Mặt đất run rẩy, sơn mạch tan vỡ, hùng thành lay động, trận pháp dạn nứt theo quả cân đang chạy. Cứ như quả cân cân xong thì tất cả cũng sẽ tan nát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, chợt phát hiện so với những bảo bối này, ngay cả lão tổ cũng không có ý nghĩa. Đây chính là trụ cột của tông phái. Vậy trụ cột của Linh Khê Tông ta là cái gì? Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ. Mấy lão tổ Huyền Khê Tông nghiêm mặt, Xích Hồn lão tổ vỗ mạnh tay xuống đất. Oanh một tiếng, mặt đất run rẩy, đá vụn bị chấn lên, một tòa thế đàn thình lình mọc lên giữa quảng trường của Hùng Thành. Thiên Tôn Hương! Xích Hồn lão tổ hét lớn, trong thế đàn lộ ra một cây hương màu đen, chỉ to chừng ngón cái. Cây hương mang theo khí tức tang thương, giống như đã tồn tại rất lâu năm và đã được dùng nhiều lần, vì phần hương còn lại cũng không nhiều lắm. Cây hương sau khi xuất hiện thì tự đốt lên, tỏa ra một khói xanh mềm mại, xuyên qua trận pháp bay lên trời, ở giữa không trung quay lại tạo thành một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh ấy vừa mới xuất hiện, đôi mắt của người bù nhìn rực đỏ hẳn lên, lập tức quay sang nhìn. Thân ảnh kia trở nên ngưng thực, hóa thành một người tu sĩ. Tu sĩ này là một nam tử trung niên, vận đạo bào, đeo đạo quan, dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất trần. Chớp mắt một cái, khí thế trên người ông ta như là muốn hòa vào thiên địa, trời đất, núi non đều khẽ chấn động. Tu sĩ trung niên chỉ một cái, quả cân trong tay bù nhìn vỡ tan, không cân được nữa. Thiên nhân chi lực! Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông kêu to. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tu sĩ trung niên một cái, hai mắt đầu nhói, trong đầu nổ vang. Hắn cảm thấy người kia như đã thay cho cả trời xanh, người kia chính là Thiên Uy. Bù nhìn mắt càng đỏ rực, vùng tay trái, cả người lắc lư, trong tấm da bên tay trái vào người, hóa thành một đồng tử, đầu có sừng, miệng to, đi thẳng về phía tu sĩ trung niên. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông bấm niệm pháp quyết, chỉ lên trời. Linh Dương Hắc Ô! Bầu trời như bị hai bàn tay to vạch ra, lộ bầu trời quang đãng sau tầng mây. Trong bầu trời đó có một vầng mặt trời màu trắng. Bên trong mặt trời trắng có một con quạ đen. Con quạ mở mắt rít lên một tiếng. Con quạ đen hít một cái, hút mặt trời màu trắng vào trong miệng, bay vèo xuống. Bảo bối đàn khê ra cho ta! Xích Hồn lão tổ gào rú lên. Một lão tổ đan khê tông đã bị cấm chế ở trong hùng thành nghiến răng, chỉ tay lên trời. Ngay chỗ bản nãy xuất hiện mặt trời trắng, bây giờ xuất hiện một mặt trời nữa giống y như đúc, chỉ khác là nó màu đen. Mặt trời đen vừa xuất hiện, cả trời đất đều tối sầm. Quỷ dị ở chỗ, ở bên trong mặt trời đen ấy có một con quạ giống hệt với con quạ màu đen của Linh Khê Tông, chỉ khác là con quạ này có màu trắng. Tất cả các tu sĩ đều trợn to mắt, thực không thể nào tưởng tượng được Linh Khê Tông và Đan Khê Tông lại có bảo bối quá giống nhau. Nếu bảo hai bên không có liên quan gì với nhau, thực chẳng ai tin được. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt, nhìn qua nhìn lại, con quạ trắng cũng há miệng, hút mặt trời đen vào bụng, hóa thành một cầu vòng, xông thẳng tới đánh cho con quạ đen của Linh Khê Tông. Dương Ô Âm Nhà! Huyết Khê Tông Thủy Tổ thầm nghĩ. Năm xưa lão có nghe một cái tin đồn, nghe nói Linh Khê Tông vạn năm trước mới vừa tiến vào hạ du tu chân giới, vốn không hề có bảo bối. Thế nhưng sau này, sau một lần hợp tác với Đan Khê Tông thì có được một món linh bảo. Mặc kệ, dù thế nào cuộc chiến này cũng phải kết thúc ở đây. Huyền Khê Tông không thể có món bảo bối thứ ba được. Huyết Khê Tông Thủy Tổ và lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông nhìn nhau, hai người cùng gật đầu. Nếu từ đầu họ cường công cũng không phải là không thắng được, nhưng như vậy tổn thất quá lớn. Một cuộc chiến này sở dĩ kéo dài là bởi vì hai tông linh huyết có ý giữ sức, cũng là để mài dần sĩ khí của Huyền Khê Tông. Dù sao mục tiêu cuối cùng của họ không phải là đồ sát Huyền Khê Tông, mà là chiếm đoạt. Huyền Khê Tông đã xuất hết ra bảo bối thì cuộc chiến này không còn gì phải lo lắng nữa. Huyền Khê Tông, các người đầu hàng hay không? Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông phất tay áo hỏi to. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Huyết Khê Tông Thủy Tổ hít sâu, âm thanh vang vọng. Đệ tử ngoại môn của Linh Khê Tông tạo thành những cự nhân thì nhau oanh kích vào trận pháp. Đệ tử ngoại môn Huyết Khê Tông cũng tạo thành những quả huyết cầu không ngừng bắn phá, tạo thành đợt công kích thứ nhất.
Oanh một tiếng, trận pháp lay động, tu sĩ duy trì trận pháp trong Huyền Khê Tông đều run người. Mới chỉ một đợt công kích, nhưng số lượng đệ tử ngoại môn của hai phe đều nhiều lắm, làm những tu sĩ giữ trận có tu vi hỗn loạn. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Thanh âm như sấm, rung chuyển cả Huyền Khê Tông. Họ còn chưa kịp hết thở lấy hơi, tất cả luyện thi, ma đầu, chiến xa, chiến thú tạo thành những con sóng dữ, ào ào tiến lên đánh tới, tạo thành đợt công kích thứ hai. Đợt này mạnh hơn đợt trước gấp mấy lần, làm người trong Hùng Thành run rẩy dữ dội, ai nấy đều biến sắc, đều hiểu được đợt tấn công sau sẽ càng kinh người hơn. Nhưng họ không kịp phản ứng, vì ngay sau đợt công kích thứ hai vừa xong, đệ tử nội môn hai tông đã hợp lại, cũng đâm thẳng vào một màn phòng hộ, tạo nên một đợt công kích thứ ba. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Hùng Thành chấn động, trận pháp vặn vẹo, tu sĩ giữ trận bị công kích ba lần, mặt mày trắng bệch, tu vi suy giảm. Nhưng họ không có thời gian lấy lại sức, vì ngay trong đợt công kích thứ ba, bảy núi hai bờ Linh Khê Tông, từ Trường Tọa đến Thiên Kiều đều khởi động trận pháp cự nhân, đập tới công kích đợt thứ tư. Chẳng khác gì người đã sắp chết còn bị đâm một đao, tu sĩ duy trì trận pháp đều phun ra máu, trận pháp không thể không thu hẹp lại thêm lần nữa. Nhưng sau đó, các trận pháp cự nhân của Trùng Đạo Sơn, trong đó có cả Bạch Tiểu Thuần, ba đại huyết tử của Huyết Ghê Tông, các trưởng lão tiếp tục đánh vào đợt thứ năm. Tu sĩ giữ trận nhiều người gã gục, phải đưa người khác vào thay. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Đợt công kích thứ sáu nối tiếp, lần này các thái thượng trưởng lão dùng tất cả những pháp bảo thần thông mạnh nhất. Trận pháp oanh một tiếng, nứt ra một đường. Dù đã vá lại được ngay, nhưng tu sĩ giữ trận liên tục phun ra máu, bất tỉnh. Tu sĩ trong thành đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế mà các đợt công kích vẫn chưa chấm dứt. Các huyết phách, danh sách truyền thừa, dùng tối đa tu vi bản thân, các đòn tuyệt chiêu mạnh nhất, đánh đợt thứ bảy. Oanh một tiếng, trận pháp xuất hiện vô số vết nứt, tường thành của Hùng Thành vỡ vụn. Tu sĩ giữ trận nhiều người toàn thân vỡ tung, hình thần câu diệt. Trận pháp tiếp tục thu nhỏ phạm vi, nhiều tu sĩ Hùng Thành trở thành bị ở ngoài trận pháp. Trong số này có tu sĩ Huyền Khê Tông, có tu sĩ đầu hàng của Đan Khê Tông. Họ im lặng tránh đường. Nếu họ đã tách ra, vậy thì họ cũng không muốn chiến vì Huyền Khê Tông nữa. Đợt công kích thứ 8 đã tới. 6 lão tổ Huyết Khê Tông, 4 lão tổ Linh Khê Tông, 10 người như 10 ngón tay của thần, dùng chiến lực mạnh nhất, người còn chưa tới, thanh âm đã vang rồi. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Những nơi thanh âm đi qua, hư vô toái diệt, thiên địa mơ hồ, thập đại lão tổ một cái chớp mắt đã tới gần, va chạm với trận pháp. Các lão tổ trong trận pháp của Huyền Khê Tông gầm lên, đỡ lại. Oanh một tiếng thanh âm, Hùng Thành sụp xuống hơn phần nửa. Các lão tổ Huyền Khê Tông đều phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người bồn rồn. Ra hẳn đi, Xích Hồn lão tổ cũng phải phun máu, lảo đảo lùi lại. Nhưng ngay lúc ấy, đằng sau Hùng Thành, những người còn lại của Đan Khê Tông lại ra tay. Một cái lò đan cực lớn xuất hiện, đập thẳng vào trận pháp. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Trận pháp bị thủng một lỗ to, Xích Hồn lão tổ gầm vang, hai tay nâng lên, tu vi Nguyên Anh đại viên mãn hoàn toàn bộc phát, muốn vá lại trận pháp. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong trận pháp đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, một bóng dáng Bạch Tiểu Thuần vô cùng quen thuộc. Hầu tử. Con khỉ cầm một cái cây to đập mạnh vào trận pháp. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Cùng lúc đó, trận pháp nổ vang, vỡ vụn. Trận pháp tàn vỡ, một cơn gió lốc dựng lên quét ngang tứ phía. Xích Hồn lão tổ lại phun máu, tất cả đám tu sĩ Huyền Khê Tông cũng phun máu. Một thân ảnh với tốc độ khó tả, gần như không ai thấy được, thậm chí còn không biết nó xuất hiện từ chỗ nào, nháy mắt đã bay vào Hùng Thành, xuất hiện trên tế đàn, hiện nguyên hình là một con thỏ. Con thỏ chớp mắt, tóm ngay lấy cây hương đang cháy trên tế đàn, bóp tắt. Nam tử đạo sĩ trung niên đang giao đấu với đạo thảo nhân ở trên không trung, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đạo thảo nhân cúi đầu, đèo uy áp khủng bố của mình lên các lão tổ vốn đã đang trọng thương của Huyền Khê Tông, khiến họ không nhúc nhích được. Mọi việc xảy ra rất nhanh, từ lúc con khỉ xuất hiện, rồi phá trận, rồi con thỏ bóp tắt cây hương. Đạo thảo nhân đèo uy áp chỉ xảy ra trong mấy lần hít thở mà thôi. Bạch Tiểu Thuần mở to, trừng mắt nhìn con thỏ trên thế đàn. Thế giới này nguy hiểm rồi. Bạch Tiểu Thuần chợt nhìn thấy tu sĩ Hải Tông, cả Đan Khê Tông còn sót lại ở phía sau Hùng Thành đều tranh nhau xuống tới Hùng Thành. Hắn giật mình vỗ đùi. Đây là công đầu, người đầu tiên xông vào chính là lập nên công lớn. Bạch Tiểu Thuần vội hét lớn,
dùng hết tốc độ chạy tới. Thiết đàn biết tâm tư của hắn, vọt tới húc mạnh vào người Bạch Tiểu Thuần, giúp hắn trợ lực vọt đi nhanh hơn. Hai cánh cửa mở ra, Bạch Tiểu Thuần vọt nhanh như sao băng, ào ào vượt qua mọi người, vọt vào Hùng Thành, đập lên tường thành. Huyền Khê Tông, các ngươi hàng hay không? Bạch Tiểu Thuần giống to. Xích Hồn lão tổ cay đắng nhìn đệ tử Huyền Khê Tông xung quanh, rồi nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy suy nghĩ. Sau khi đầu hàng, làm sao để hóa giải ân oán với Bạch Tiểu Thuần? Lão chớp mắt hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu. Chúng ta đầu hàng. Lão vừa lên tiếng, xung quanh bỗng chốc im lặng. Tu sĩ Hải Tông linh huyết kích động, tu sĩ Huyền Khê Tông nhẹ nhẹ thở phào. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, mặt mày hớn hở. Vất vả lắm thì mới kiềm chế được. Hắn hít sâu, vẫn hất cằm lên, hất tay áo nhỏ, ngạo nghễ mở miệng. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt đã chiếm được cửa ải hiểm yếu của Huyền Khê, khiến tất cả tan thành mây khói. Đang lải nhải, từ trong túi chữ vật, đầu Tiểu Ô Quy thỏ ra, trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, giọng đầy cảm khái. Đã rất lâu rồi, chưa được nghe có người có thể ăn nói khoác lác mà tới mức thành thoát bay bổng như vậy đấy. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần hất tay áo nhỏ, hắn đều tràn ngập cảm giác tự hào, chưa bao giờ bị ngắt ngang lời mình. Thế nên ngẩn ngơ nhìn xuống, sau đó trợn trừng mắt, há hốc miệng nhìn cái đầu mơn mởn của Tiểu Ô Quỳ. Chết tiệt, ngươi quả nhiên vẫn còn trong túi chữ vật. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, thò tay định bắt. Tiểu Ô Quỳ rụt ngay đầu lại, nháy mắt đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần tức giận, con Tiểu Ô Quỳ này đã hại hắn quá thảm. Nghĩ tới khoảng thời gian thê thảm bị con cá sấu vàng truy kích, lòng hắn lại run lên. Hắn giận dữ lục lọi tìm kiếm, nhưng tìm kiểu nào cũng không thấy Tiểu Ô Quỳ. Hắn nghiến răng thay túi chữ vật khác, túi cũ vứt mạnh ra ngoài Hùng Thành. Người có bản lĩnh thì cứ thò ra tiếp đi. Bạch Tiểu Thuần nổi giận nói. Thế nhưng vừa mới nói xong thì trong túi chữ vật mới đổi kia lại thò ra một đầu Tiểu Ô Quỳ. Nó khinh miệt nhìn hắn. Nề mặt nhà ngươi cấp nhà mới cho Quỳ gia. Quỳ gia chịu khó làm theo ý ngươi, đi ra cho ngươi cúng bái đây. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, thực lâu mới thở dài một cái. Hắn biết mình thực sự đã phải thua Tiểu Ô Quỳ này. Phiền muộn ngẩng đầu lên nhìn quanh, thấy tu sĩ Hải Tông linh huyết đã vọt lên Hùng Thành, tiếp thụ Huyền Khê Tông đầu hàng. Con khỉ và con thỏ, Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi cũng không thấy chúng đâu. Cả thiết đàn, sau khi Hùng Thành vỡ, nó bay vào trong thành, sau đó mất bóng. Con khỉ với con thỏ đó là mình sáng tạo ra. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, tự nhiên lại nhớ tới những con thú nhỏ cũng được mình sáng tạo ra kia. Các lão tổ Huyền Khê Tông, cả Xích Hồn lão tổ đều không bị phong ấn mà chỉ bị giam lỏng. Còn những người khác hay tông linh huyết có rất nhiều cách để khiến cho họ hợp nhất. Những chuyện này không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm. Hắn chỉ nhìn mấy lần rồi thu hồi ánh mắt, nhìn tu sĩ hay tông linh huyết trong Hùng Thành. Thấy ai cũng vui vẻ, kích động, tiếng reo hò hoan hô vang lên khắp nơi ở trong thành. Có thể nói, trận chiến này chấm dứt, có nghĩa cả thông thiên đông mạch hạ du tu chân giới đã thực sự thống nhất. Sau này chỉ cần thêm một chút thời gian chỉnh hợp, tập hợp sức mạnh tổng hợp của hạ du tu chân giới, giết lên trung du, khiêu chiến không hạ viện. Một trận chiến này, Bạch Tiểu Thuần đã sớm trở thành ngôi sao, là niềm ngưỡng mộ, là thần tượng của tu sĩ Hải Tông linh huyết. Ai nấy đều nhìn hắn đầy cuồng nhiệt và tôn kính. Nhất là các nữ đệ tử, ánh mắt nhìn ánh lấp lánh khác thường, làm cho Bạch Tiểu Thuần rất sung sướng, nhanh chóng quên đi sự đau khổ vì Tiểu Ô Quỳ, bày ra cái dáng vẻ tiền bối cao nhân, đi tới đi lui trong Hùng Thành. Nếu thấy tu sĩ nào hắn biết, hắn đều gật đầu mỉm cười, thẳng đường đi tới. Những lời chào thiếu tổ đã vang lên không dứt. Nhưng chỉ sau một lúc, Bạch Tiểu Thuần đã thấy mất hứng, vì hắn phát hiện trừ mình ra, còn có một người cũng được nhiều người chú ý nhìn theo. Nhất là người của Đan Khê Tông, đi đâu cũng nói tới người này. Cô chính là thiên kiêu mới quật khởi từ trong chiến tranh của Đan Khê Tông, Trần Mạn Giao. So với tu vi và khả năng chiến đấu thì dung nhan tuyệt thế của cô là thứ làm cho người ta chú ý nhiều nhất. Dù luôn đeo mặt nạ, nhưng cái mạng kia không dày, chỉ có mong mỏng, không che giấu được hết vẻ đẹp của cô, khiến cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Mạn Giao đang được các đệ tử vây quanh ở xa xa, còn đang khó chịu. Trần Mạn Giao bỗng ngẩng đầu lên, lạnh lùng đối mặt với hắn. Bị cô lạnh lùng nhìn, Bạch Tiểu Thuần càng thêm khó chịu. Tu vi không mạnh bằng ta, địa vị không cao hơn ta,
công pháp không tốt bằng ta, bối cảnh cũng chẳng to bằng ta, có gì đặc biệt chứ? Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, nghĩ nghĩ, chắc tại vì đối phương xinh đẹp hơn mình nên giữ dằn trận mắt trừng sang. Trần Mạn Dao cúi mắt xuống, khẽ cười, dần dần đi xa. Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, đi hỏi thăm, tìm được mấy người Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn, Hầu Vân Phi, Hắc Tam Bản. Bọn hắn có người bị thương, có người mệt tiết kiệt sức, may mà chẳng ai mất mạng, khiến Bạch Tiểu Thuần thở phào, đi tìm những đệ tử khác trong cùng trận pháp cự nhân của họ để cảm ơn. Bạch Tiểu Thuần là người khéo léo, biết những người bạn cùng mình rất có khả năng được người ta chiếu cố bảo vệ, nên còn sống sót được trên chiến trường. Bạch Tiểu Thuần tới cảm ơn, những đệ tử của trong trận pháp đều rất vui vẻ, càng thêm tôn kính hắn. Bạch Tiểu Thuần tìm tới chỗ của Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện trò mấy câu, hỏi về Huyết Mai. Huyết Mai bị thương không nhẹ, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cũng cần bế quan. Hôm nay Hùng Thành đã bị công phá, nó là đệ tử quan trọng, nên nhất định là ở khu phía tây của Hùng Thành. Khu đó bị sụp ít nhất, người từ đó tìm đi, có lẽ sẽ tìm được nó. Một Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Kê Tông cười hăng hắc, trêu ghẹo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, xấu hổ nói linh tinh cho qua, rồi vội vàng chạy tới Tây Thành. Trên đường, nhìn cảnh tàn phá xung quanh, nhìn những đệ tử hai tông linh huyết, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cảm thấy quyết định lúc ấy của mình ở Lạc Trần Sơn Mạch là vô cùng chính xác. Lúc đi ngang qua bảo khố của Huyền Khê Tông, thấy các tu sĩ đang bận rộn kiểm kê, Bạch Tiểu Thuần nhìn mấy lần chợt giật mình. Năm đó Huyết Khê Tông có khối đàn bích, nghe nói là nhiều năm trước cướp được từ Đan Khê Tông. Hình như trong Đan Khê Tông có một nửa đàn bích. Đan Khê Tông đã bị Huyền Khê Tông tiêu diệt, nói không chừng khối đàn bích kia đang ở trong bảo khố của Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần động tâm, chạy tới hỏi. Loại chuyện này nếu đổi là người khác nhất định sẽ không nhận được gì, nhưng Bạch Tiểu Thuần là ai? Những đệ tử chịu trách nhiệm kiểm kê chỉ hơi ngần ngừ một tí, liền lập tức gật đầu, dẫn Bạch Tiểu Thuần đi trong bảo khố, lấy nửa khối đàn bích đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kích động cầm khối đàn bích ngắm nghía. Nếu lại nhờ đàn bích mà nhập định, không chừng tạo nghệ luyện dược sẽ được tăng mạnh. Nói không chừng đến lúc đó lại có thể đi thử luyện chế nghịch hà đan. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, cất bích đàn chạy tới Tây Thành. Lúc này trăng đã mọc cao. Khu Tây Thành là vì là khu tu sĩ Huyết Khê Tông chữa thương nên rất an tĩnh. Ở đây chỉ thấy tu sĩ bảo vệ, ai thấy Bạch Tiểu Thuần cũng đều cúi đầu chào. Hỏi thăm một phen, Bạch Tiểu Thuần đã biết Huyết Mai ở đâu. Hắn hấp tấp bước tới nhanh. Chỗ này không lớn, nhưng xung quanh có trận pháp bảo vệ, là trận pháp của Huyết Khê Tông, đang thu nạp rất nhiều huyết khí, giúp tu sĩ ở đây tốc độ chữa thương nhanh hơn. Tới cửa, Bạch Tiểu Thuần khựng lại, bối rối. Dù thế nào, cô ấy cũng là tiểu Đỗ Đỗ. Năm đó chánh tà bất lưỡng lập, nhưng nay linh huyết hai tông đã là một nhà. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ vậy, bước tới ấn vào cửa. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã mở ra. Huyết Mai đeo mặt nạ xuất hiện, nhìn hắn một lúc lâu mới khẽ chào. Đỗ Huyết Mai, bái kiến Huyết Tử. Trăng sáng treo cao, ánh trăng khắp nơi ở trên mặt đất, cả mặt đất phủ một tầng sáng trăng lành lạnh dịu dàng. Dưới ánh trăng, trước linh trạch, Huyết Mai đứng ở đó, chiếc áo rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn ra được những đường cong ẩn hiện bên dưới. Giọng nói yếu ớt khàn khàn rơi vào tai của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn ngửa ngứa. Lần này Huyết Mai ra gặp hắn không có im thiên thít mặc kệ choán gào như lần trước. Lần trước ta ở động phủ của ngươi, ngươi không ra gặp ta, lần này ngươi muốn chạy cũng không thoát đâu. Cách nói cứ như vô cùng quen thuộc với mình này làm Huyết Mai nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt kỳ dị, một lúc lâu sau mới lại nói, giọng yếu ớt. Đa tạ ân cứu mạng của Huyết Tử. Lúc trước ngoài động phủ, vì Huyết Mai đã bị thương, lại mất đi tư cách Huyết Tử, trong lòng mờ mịt, không muốn gặp ai, xin hãy tha lỗi. Huyết Mai nói xong, cúi xin lỗi Bạch Tiểu Thuần, lộ ra một vết sẹo trên cánh tay và đường cong ở eo, khiến Bạch Tiểu Thuần không dứt mắt được. Tiểu Đỗ Đỗ, nàng đâu cần khách khí với ta như vậy, mau lấy mặt nạ xuống đi, đã lâu lắm rồi ta không thấy mặt nàng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, vui vẻ đi tới. Huyết Mai sững người, không nghĩ Bạch Tiểu Thuần lại ăn nói như vậy, càng không nghĩ hắn sấn tới, theo bản năng lùi lại mấy bước. Xin Huyết Tử tự trọng, dù người có ân cứu mạng với ta, nhưng không thể nhục nhã ta. Ta là Huyết Mai,
không phải tiểu đỗ đỗ gì đó của ngươi. Huyết Mai lùi lại, bước chân lảo đảo, đôi mắt ánh lên giận dữ. Đừng có ồn ào. Bạch Tiểu Thuần mất hứng, bước càng thêm nhanh, chỉ một bước đã xuyên qua khoảng cách, hiện ngay trước mặt Huyết Mai. Nếu là lúc khác, với tu vi của Huyết Mai đã cản được, nhưng bây giờ nàng trọng thương chưa lành, đâu còn là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Nên vèo một cái, Bạch Tiểu Thuần đã thò tay ra, tháo cái mặt nạ của nàng xuống. Gương mặt trắng bệch, xinh đẹp điềm đạm, dù đang giận dữ nhưng dáng vẻ quá yếu đuối, khiến nhìn giống như là xấu hổ hơn. Nhan sắc tuy không kinh tâm động phách, nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt sắc, không có kém gì Tống Quân Uyển. Thế nhưng gương mặt này không phải là Đỗ Lăng Phi. Dạ Táng, ngươi thật quá đáng. Huyết Mai lùi nhanh, mặt càng trắng bệch, cả người run run, mắt lóe hàn quang. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, cả người bừng lên sát khí, mắt đỏ lên. Ngươi không phải Tiểu Đỗ Đỗ, ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần rực sát cơ, hít thở dồn dập. Huyết Mai càng thêm khó hiểu. Bạch Tiểu Thuần này thực là kỳ quái. Nàng đã bằng lòng gặp đối phương cũng là bởi vì người có ân cứu mạng. Nhưng người này rõ ràng là kéo mặt nạ của nàng xuống, giờ lại còn nói nàng điên khùng, khiến nàng bỗng bốc lên sát khí. Dạ Táng, người điên rồi có phải không? Ta lặp lại lần nữa, ta không phải là Tiểu Đỗ Đỗ gì hết, ta là Huyết Mai. Người không phải Huyết Mai. Bạch Tiểu Thuần rối loạn, nhìn Huyết Mai chầm chầm. Hắn nhớ rất rõ gương mặt sau mặt nạ của Huyết Mai lúc ở trong cơ thể huyết tổ. Đó là một gương mặt khác. Tại sao không phải là Huyết Mai? Ngươi có ý gì? Huyết Mai lùi thêm mấy bước. Bạch Tiểu Thuần hiện giờ làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Ngươi rút cục là ai? Tại sao lại mặc đồ của Huyết Mai? Huyết Mai ở đâu? Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Thấy Huyết Mai lùi lại, hắn sốt ruột. Chuyện hôm nay nếu hắn không làm cho rõ, hắn không thể nào chịu được. Hắn vọt tới, chộp lấy cánh tay của Huyết Mai. Một tiếng hò đột ngột vang lên từ đằng sau cánh cửa. Chỉ một tiếng hò nhưng làm cho tay Bạch Tiểu Thuần rung lên ông ông. Hắn lảo đảo, tay định chộp cánh tay của Huyết Mai trượt đi. Huyết Mai né sang một bên, tay bấm niệm pháp quyết. Một bông hoa mai hư ảo xuất hiện. Nàng đã vô cùng giận dữ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, mặt hắn trắng bệch. Sau lưng Huyết Mai xuất hiện một người. Trung niên nam tử này ánh mắt sắc bén, cả người như thanh kiếm sắc tuốt ra khỏi vỏ. Uy áp của ông ta khiến cho Bạch Tiểu Thuần không thể bước thêm chút nào. Vô Cực lão tổ. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Bình thường lúc khác gặp lão tổ nguyên anh hắn sẽ sợ, nhưng bây giờ thì không. Vô Cực tử nghiêm nghị, từng bước một đi tới, vỗ vai Huyết Mai. Huyết Mai vẻ không muốn, nhưng cũng không dám bộc lộ sát khí trước mặt cha nữa. Cha. Huyết Mai hít sâu, đè khí huyết xuống. Đó hoa mai đỏ tươi tiêu tán. Vô Cực lão tổ, con gái của ngươi này không phải là Huyết Mai. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vô Cực tử. Dù đối phương không ngừng tỏa ra uy áp như sóng dữ, nhưng hắn không hề lùi bước. Vô Cực tử lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói gì. Nhưng uy áp ông ta tỏa ra càng thêm mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần run run, bùng ra khí huyết. Huyết khí này vốn thuộc về huyết tổ, nhưng nay dung hợp với hắn, hắn giống như là chống lại Vô Cực tử đang giận dữ. Huyết Mai nhìn mà hết hồn. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn sang phụ thân. Thấy mắt của Vô Cực tử lộ ra kỳ mang. Nàng rất hiểu phụ thân của mình. Biết lúc mắt phụ thân lộ ra quang mang như vậy, nghĩ là ông ta đánh giá rất cao người của ông ta đang nhìn. Lão phù chỉ có một đứa con gái, chính là nó. Vô Cực tử hất tay áo, khi thấy biến mất, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần giật thót, hắn không cam lòng, cố vớt vát. Ta đã nhìn thấy mặt của Huyết Mai, không phải là cô ấy. Người nhìn kỹ mặt của ta với mặt nó đi. Vô Cực tử bình tĩnh đáp trả, giọng uy nghiêm. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn Huyết Mai, rồi nhìn Vô Cực tử. Càng nhìn, hắn càng rối loạn, ánh mắt mờ mịt. Dung mạo của Vô Cực tử với Huyết Mai giống nhau, người thường nhìn không thấy rõ, nhưng là tu sĩ, ánh mắt nhạy cảm, liếc mắt mà nhìn ra ngay là hai người là cha con. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới tướng mạo của Đỗ Lăng Phi, nhận ra không hề giống Vô Cực tử chút nào.
Hôm đó ta không để ý. Vậy người ta thấy là ai? Bạch Tiểu Thuần lảo đảo lùi lại, đầu óc hỗn loạn. Nếu Huyết Mai là người trước mặt, vậy người hôm đó trong trái tim sao lại là Đỗ Lăng Phi? Vậy Đỗ Lăng Phi rốt cuộc là ai? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nghĩ lại từng chút một trong quá trình trong huyết tử thí luyện. Càng nghĩ, hắn càng chấn động, hai mắt trợn to. Hắn nhớ tới ngày lúc truyền tống, trên mu bàn tay Huyết Mai có một vết thương, dưới mặt nạ có máu tươi, hình như là bị thương. Nhưng xuất hiện ở thông đạo thì mu bàn tay không có vết thương nào, máu trên gương mặt cũng không còn, tất cả thương thế đều đã biến mất. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần tưởng đối phương có cách chữa thương đặc biệt nên không có chú ý. Bây giờ nhớ lại, rõ là không đúng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên nhìn mu bàn tay của Huyết Mai, cả người run run vì hắn nhìn thấy ở đó rành rành là có một vết sẹo. Vết sẹo đó làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh hãi. Vô Cực Tử nghiêm túc lên tiếng: xem ra người đã nhìn thấy người thần bí kia. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 88. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu, vết sẹo kia đã nói rõ tất cả. Người hắn gặp trong huyết tử thí luyện không phải là Huyết Mai. Ngày đó Mai Nhi sau khi đi vào trong thông đạo thì lập tức bị bất tỉnh. Tới khi tỉnh lại, thấy mình đã bị truyền tống ra ngoài, cũng chính là lúc người trở thành huyết tử. Vô Cực Tử chậm rãi nói: nó không nhớ được chút gì những chuyện xảy ra từ lúc vào trong thông đạo. Trong lòng mờ mịt và khủng hoảng, vội chạy đi tìm tới Lão Phù kể lại mọi chuyện. Lão Phù cũng giật mình, toàn được điều tra, nhưng tìm tòi khắp nơi cũng không có thu hoạch được gì. Người đã gặp được người kia, vậy hãy nói cho Lão Phù biết người đó là ai. Bạch Tiểu Thuần mở to miệng muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra tên của Đỗ Lăng Phi. Vì hắn chợt nhận ra, chính bản thân hắn không biết Đỗ Lăng Phi là ai. Thậm chí hắn còn không biết cái tên Đỗ Lăng Phi kia có là tên thật hay không. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cúi chào Vô Cực Tử vào Huyết Mai, quay người yên lặng rời đi. Huyết Mai thở dài, nàng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần và người đã đánh cháo thành mình trong thông đạo có quan hệ không bình thường, nhìn ra sự đau khổ của hắn ta. Vô Cực Tử nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, không thể cản, vì thân phận của Bạch Tiểu Thuần hiện giờ rất đặc biệt. Nếu hắn không muốn nói, Vô Cực Tử cũng không bắt buộc được. Bạch Tiểu Thuần tìm đại một chỗ dừng lại, nghĩ lại từng lần hắn và Đỗ Lăng Phi gặp nhau, cuối cùng thở dài. Đỗ Lăng Phi, người rốt cục là ai? Một tháng nhanh chóng trôi qua. Trong một tháng này, hai tông linh huyết và Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông từ từ dung hợp vào với nhau, lấy Huyền Khê Tông Hùng Sơn làm sơn môn tạm thời. Nhiều tu sĩ của hai tông linh huyết đã trở thành bằng hữu. Tuy vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, xung đột vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng về tổng thể thì đã tốt hơn trước rất nhiều. Hình như mọi người đều biết tự kiềm chế xung động bản thân, vì chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc. Dưới hạ du không có đối thủ, còn đối thủ thực sự lại là ở Trung Du. Chỉ có trở thành Trung Du tông môn thì chiến tranh mới thực sự kết thúc. Thế nên hai tông rất nỗ lực hợp tác với nhau, vì hai phe đều biết hợp tác mới có lợi, phân ra thì cả hai đều sẽ vong. Lão tổ Xích Hồn của Huyền Khê Tông tận lực phối hợp, hy vọng trong tông môn tương lai giữ lại được Huyền Khê nhất mạch. Huyền Khê Tông cũng thành tâm thành ý, họ biết mình đã thua. Nếu linh huyết hai tông tạo thành tông môn mới có thể làm chủ Trung Du, thì Huyền Khê Tông gia nhập vào đó cũng tương đương là trở thành Trung Du tông môn. Ở đó tài nguyên vô hạn, có hy vọng đột phá, khiến Huyền Khê Tông cũng góp sức vun vào. Đan Khê Tông cũng tương tự. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, đã có lão tổ hai tông linh huyết lo. Hắn bế quan một tháng, thành công ném chuyện Đỗ Lăng Phi sang một bên. Vừa xuất quan đã bị lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông bàn pháp chỉ gọi vào trong đại điện của Hùng Thành.
Bạch Tiểu Thuần chẳng muốn đi, nhưng đành phải tới. Trên đường, tu sĩ nào gặp hắn cũng rối rít chào, khiến hắn vui vẻ hơn không ít. Sư đệ các người đã khổ cực rồi, làm rất tốt, cố gắng lên. Ta rất coi trọng các người. Bạch Tiểu Thuần phất tay, trong lòng vui vẻ. Tới đại điện, đệ tử bốn tông bảo vệ bên ngoài cửa thấy hắn đều cúi đầu chào, hô to thiếu tổ, khiến hắn như muốn thăng thiên. Cố gắng lên, sớm muộn gì cũng có một ngày các người sẽ trở thành thiếu tổ thôi. Bạch Tiểu Thuần liền ra vẻ trưởng bối, chắp tay sau lưng, mỉm cười đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện, uy áp rất nặng, không gian bốn phía vặn vẹo. Trên đại điện là một đám lão tổ đang ngồi. Linh Khê Tông ngoài Thiết Mộc chân nhân còn đang ở bên ngoài, tứ đại nguyên anh lão tổ đều đủ. Huyết Khê Tông cũng vậy, ngoài Tống gia lão tổ, sáu người còn lại đều có mặt. Ngoài ra, còn có bốn lão tổ của Huyền Khê Tông, ba lão tổ của Đan Khê Tông, tổng cộng có 17 tu sĩ nguyên anh đang ngồi một đống ở đó. Bạch Tiểu Thuần vừa tiến vào, 17 ánh mắt đều tập trung vào hắn. Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông bình tĩnh, Huyền Khê Tông thì phức tạp, nhất là Xích Hồn lão tổ, lão cảm thấy rất là vô lực. Ba người của Đan Khê Tông thì kỳ dị, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy hứng thú. Vì thế cục tu chân giới Đông Bạch Hạ Du hôm nay đã thay đổi hoàn toàn, chỉ vì một mình Bạch Tiểu Thuần. Bị 17 nguyên anh nhìn, Bạch Tiểu Thuần run run, hít sâu, nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ bị bao nhiêu người tính sổ. Mặt hắn tái nhợt, mắt mở to, khẩn trương nhìn những lão tổ. Các vị lão tổ, chào buổi sáng. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận chào. Bạch Tiểu Thuần, có một việc cần... Lão tổ đời thứ nhất Linh Khê Tông lên tiếng trước nhất. Bạch Tiểu Thuần run run, biết những lão gia hỏa này tìm mình nhất định là không có gì tốt. Bày ra loại khí thế này, chẳng lẽ muốn mình đi làm một chuyện nguy hiểm hay sao? Hắn biến sắc, tim đập thình thịch. Hắn rất muốn không để cho đối phương nói xong, nếu không mình muốn từ chối cũng rất khó khăn. Nên nghiến răng, không đợi Linh Khê lão tổ nói, thì hắn đã ôm ngực, kêu lên đau đớn, phun ra một búng máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước, khàn khàn mở miệng. Chư vị lão tổ, một trận chiến vừa qua, ta thương thế rất nặng. Vết thương cũ chưa hết, vết thương mới lại tăng. Ta muốn bế quan để chữa thương, cho nên ta không quấy rầy các vị nữa. Bạch Tiểu Thuần nói xong, vội vàng lùi nhanh. Nhưng hắn chưa lùi được mấy bước, lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông đã trừng mắt. Đứng lại. Bạch Tiểu Thuần bước chân ngừng lại, vẻ mặt buồn rười rượi, lại cưỡng ép tràn ra một ít máu tươi, đáng thương nhìn lão tổ đời thứ nhất. Lão tổ, ta thực sự là bị thương rất nặng, hơn nữa là quá nổi tiếng, nếu đi ra ngoài có nhiều người muốn giết ta đấy. Các đệ tử khác cũng đã có ý kiến rồi, nên cho họ có cơ hội, ta không tiếp tục xuất chiến nữa. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông thấy đau cả đầu, giờ khóc giờ cười. Những lão tổ khác thì phì cười, họ đã được nghe cái tính cách này của Bạch Tiểu Thuần thì cuối cùng giờ cũng đã được thấy. Huyết Khê Tông thì sửng sốt, nhất là Vô Cực Tử, thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyết Khê Tông thủy tổ thì ngạc nhiên, bọn hắn còn như vậy, nói chi Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông. Xích Hồn lão tổ mở to mắt, vẻ mặt không thể nào tin được. Thực kỳ lạ, lão thực sự không thể tin Bạch Tiểu Thuần này và người lão nhìn thấy ở trên chiến trường lại là một người được. Lão nghĩ rằng chắc mình đã bị ảo giác, hoặc Bạch Tiểu Thuần đã bị người khác đánh cháo mất rồi. Bà lão tổ của Đan Khê Tông ngây người nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu ông ông. Người như thế này mà lại làm thay đổi bố cục của Đông Bạch Hạ Du tu chân giới, như thế này làm sao chịu nổi. Không phải là bảo ngươi xuất chiến đâu. Lão tổ đời đầu Linh Khê Tông lắc đầu. Không phải bảo ngươi đi xuất chiến, mà là sau khi chúng ta bàn bạc, chuẩn bị làm theo lời ngươi, thành lập một tông môn mới, đang định hỏi chút ý kiến của ngươi nên xem đặt tên là gì. Lão tổ đời đầu Linh Khê Tông lắc đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hả? Tên của tông môn? Các người thấy Bất Tử Tông như thế nào? Hoặc là Trường Sinh Tông? Không được, không được. Chúng ta muốn lên Trung Du phải có chữ Hà. Nếu không, hay là Nghịch Hà Tông, hoặc là Quy Hà Tông. Ô Quy Hà Tông, cái tên hay đấy, ngụ ý rất sâu xa. Ta nghĩ con rùa... Bạch Tiểu Thuần nói hết tên này đến tên khác. Hắn còn chưa nói xong, mọi người đều trừng mắt. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông vội ngắt ngang lời quán. Vậy gọi là Nghịch Hà Tông đi. Vào ngày đại điển,
chúng ta sẽ chính thức sắc phong ngươi làm nghịch Hà Tông thiếu tổ, tuyên cáo thiên hạ. Lần này bảo ngươi tới đây, ngoài việc hỏi tên tông môn, còn muốn hỏi ý kiến của ngươi về việc làm thiếu tổ. Lão tổ Linh Khê Tông vội nói một lèo, sợ tiếp tục nữa Bạch Tiểu Thuần lại tuôn ra đủ cái tên nghe không ngửi được. Chính thức sắc phong ta làm thiếu tổ. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, đến lúc này mới hoàn toàn yên tâm, chắc chắn mình không phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì. Thở phào một cái, dáng vẻ từ khẩn trương trở thành nghiêm nghị, máu tươi từ khóe miệng biến mất, cả người uy nghiêm hẳn lên, hóa thân làm anh hùng. Việc đệ tử đáng làm thì phải làm. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng, mặt đầy anh dũng, không biết sợ gì, mặt sáng rực có thần. Sự thay đổi này làm tất cả lão tổ trong đại điện đều phải trợn trừng mắt, nhất là Huyền Khê Tông, Xích Hồn lão tổ, lão phải đưa tay lên dụi mắt, mặt ngẩn ra. Đan Khê Tông, Huyết Khê Tông cũng đều ngây người. Các lão tổ Linh Khê Tông cười khổ, lúng túng. Lão tổ đời đầu Linh Khê Tông trợn mắt với Bạch Tiểu Thuần, xoa trán bất mãn nói: theo ta thấy, việc này suy nghĩ thêm đi vậy. Lão tổ, ta cảm thấy không có ai thích hợp làm nghịch Hà Tông thiếu tổ hơn ta đâu. Chuyện này không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa, ta đồng ý. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, tràn đầy khí thế, vô cùng kiêu dũng. Danh tiếng của ngươi quá lớn, có lẽ nên để cho đệ tử khác một ít cơ hội. Huyết Khê Tông lão tổ ho một cái, xen vào: lão tổ, danh khí đại biểu cho trách nhiệm, danh khí lớn nghĩa là trách nhiệm rất nặng. Bạch Tiểu Thuần ta bảo vệ tông môn, làm sao lại có thể để cho những đồng môn khác phải hy sinh thay mình? Gánh chịu chính là trách nhiệm của ta, việc này không công bằng với họ đâu. Bạch Tiểu Thuần ta làm không được, tuyệt đối làm không được. Nếu vận mệnh lựa chọn ta, nếu tông môn lựa chọn ta, Bạch Tiểu Thuần ta dù phải xông pha khói lửa, tuyệt không nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ, ngẩng cao đầu đầy chính khí: nhưng ngươi đang bị thương nặng, thân là thiếu tổ, ngày sau coi chừng sẽ còn bị thương nhiều hơn nữa. Xích Hồn lão tổ cố khuyên can. Bạch Tiểu Thuần sững người, nghĩ ngợi cẩn thận, trong lòng xoắn xuýt, sau đó nghiến răng, cố nở ra một nụ cười tiêu sái. Đời làm tu sĩ, ai mà không đổ máu chứ. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ hy vọng cả đời đều bảo vệ được tông môn. Ta nguyện dùng máu của cả đời mình để đổi lấy hy vọng, trở thành sự thực. Bởi vì ta là nghịch Hà Tông thiếu tổ. Bạch Tiểu Thuần đầy vào kỳ vọng với tông môn và cố chấp với tương lai, khiến các lão tổ đều phải nhìn lại. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bản chất con người thực của hắn, e là một màn này sẽ làm cho người tưởng hắn là một kẻ trung nghĩa vô song tuyệt thế. Cả đại điện trầm mặc, trường bối bốn tông đều thần sắc cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau nửa ngày, lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông phì cười: được rồi, một tháng sau sẽ cử hành đại điện thông cáo Đông Bạch Hạ Du tu chân giới, nghịch Hà Tông chính thức thành lập. Đồng thời chúng ta cũng nộp lên trên chiến thiếp thỉnh Tinh Không Đạo Cực Tông cho chúng ta khiêu chiến với Không Hà Viện. Trận chiến này Bạch Mỗ chờ mong đã lâu. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục ra về, sau đó thỏa thuê mãn nguyện nhanh chóng rời khỏi đại điện. Khi về tới chỗ ở, hắn mới dẹp đi khí thế, hít sâu, cả người kích động và phấn khởi. Đám lão tổ giả kia thực là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng bắt ta đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm gì chứ. Sớm nói muốn sắc phong ta làm thiếu tổ là được rồi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, đầu lắc lư. Làm thiếu tổ rất là nổi tiếng, nhất định sẽ oanh động bát phương. Đến lúc đó khẩu hiệu cũng phải thay đổi một chút, không thể là Trung Phong Huyết Tử, Pháp Lực Vô Biên, Linh Khê Thiên Mạch, Uy Chấn Bát Phương. Có lẽ nên đổi thành nghịch Hà Thiếu Tổ, Vô Địch Thiên Hạ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ càng thêm hưng phấn. Về phần an toàn, thân là thiếu tổ là an toàn nhất rồi. Tuyệt đối không phải tự mình đi ra ngoài, mỗi một lần đi ra ngoài đều phải bắt cực nhiều người đi theo bảo vệ ta. Bạch Tiểu Thuần rất là vui thích, cực kỳ chờ mong đại điển một tháng sau. Rất nhanh, chuyện nghịch Hà Tông thành lập đã lan truyền khắp nơi, trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất, làm cả Đông Bạch Hạ Du tu chân giới đều oanh động. Những tông môn nhỏ, các gia tộc tu chân, kể cả tán tu đều giật mình. Đối với họ, tứ đại tông mỗi cái đã là một con quái vật khổng lồ, thế mà bây giờ tứ đại tông còn là nhất tông nữa. Thực lực như vậy chính là tông môn mạnh nhất trong lịch sử Đông Bạch Hạ Du. Nhất là còn có một tin tức càng làm cho người ta run rẩy,
cuồng nhiệt và kích động. Tin tức này chính là mục tiêu của Nghịch Hà Tông không chỉ là nhất thống, mà còn muốn giết chết Trung Du, thầy chỗ Không Hà Viện, trở thành tông môn trung mạch. Tin tức này làm cho người ta điên cuồng, bởi vì điều này có nghĩa nếu như Nghịch Hà Tông thành công thì khu vực Hạ Du sẽ có 4 danh ngạch tông môn bị trống. Nghịch Hà Tông khát khao trở thành tông môn Trung Du bao nhiêu thì những tông môn Mạt Du và gia tộc tu chân khát khao trở thành tông môn Hạ Du bấy nhiêu. Đủ loại phân tranh giao dịch âm thầm điên cuồng diễn ra. Trung tâm của nó là đại điển lập tông của Nghịch Hà Tông một tháng sau. Nghịch Hà Tông chưa xác định vị trí tông môn chính thức. Khu vực hiểm yếu của nơi cửa ải này chỉ là sơn môn tạm thời. Sơn môn thích hợp cho nó chỉ có ở chỗ Không Hà Viện. Tuy là sơn môn tạm thời, nhưng hùng thành hôm nay đã được sửa sang lại hoành tráng, khí thế như cầu vồng. Các tông môn Hạ Du và gia tộc tu chân ào ạt kéo tới hùng thành, tất cả những ai có thực lực đều chạy tới. Thế nên vào ngày đại điển, lực lượng người kéo tới đạt tới số lượng kinh khủng. Hùng thành to như vậy cũng không chứa nổi, họ đầy ở bên ngoài vây quanh hùng thành. Ngày hôm nay, tu sĩ Nghịch Hà Tông xuất hiện khắp nơi, mặc đạo bào chỉnh tề, khí thế mạnh mẽ. Tất cả bào bối đều xuất ra hết, 17 lão tổ lơ lửng ở trên không, bên dưới là hơn 100 kim đan truyền thừa. Dưới nữa là mấy trăm thái thượng trưởng lão. Tiếp theo là một biển tu sĩ trúc cơ đông nghìn nghịt, uy áp bấy nhiêu con người tạo ra khiến người tới xem đều phải run rẩy. Thiên địa làm chứng, hôm nay lập thề, Nghịch Hà Tông thành lập. Một giọng nói từ trên cao vọng xuống, vang vọng khắp bốn phương, ai cũng có thể nghe thấy. Linh Khê Tông từ nay bỏ tên riêng, tự nguyện gia nhập Nghịch Hà Tông. Huyết Khê Tông từ nay bỏ tên riêng, tự nguyện gia nhập Nghịch Hà Tông. Huyền Khê Tông, Đàn Khê Tông. Bạch Tiêu Thuần kích động, đứng giữa không trung nhìn lên trên, rồi nhìn xuống dưới trong lòng chấn động. Bỗng nhiên dị biến xuất hiện, một luồng quang mang xuất hiện giữa trời, màu vàng lóng lánh, tạo thành một vòng xoáy xé mở hư không, tạo thành một lỗ hổng to cả mấy vạn trượng. Một luồng uy áp cực mạnh áp xuống, tất cả mọi người đều bị áp chế, chỉ như đom đóm ở bên cạnh vầng trăng. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trong lỗ hổng cực to ấy, một con mắt từ từ xuất hiện. Con mắt rất to, cứ như cả thế giới này đã trở thành một cái bình nhỏ, và người bên ngoài bình đang ghé một con mắt nhìn vào trong bình. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi ngưng thở. Con mắt lạnh lùng lướt qua một vòng, giọng nói ù ù từ trong lỗ hổng vọng ra. Nghịch Hà Tông tiếp chỉ. Các lão tổ kích động nhìn nhau. Huyết Khê Tông thủy tổ hít sâu, ôm quyền cúi xuống. Chúng ta tiếp chỉ. Thỉnh cầu xin chiến của các người. Tinh Không Đạo Cực Tông đồng ý cho phép Nghịch Hà Tông diệt Không Hà Viện, thay vào chỗ đó. Thanh âm ù ù nói xong, luồng kim quang từ trong lỗ hổng bay ra, thẳng tới trước mặt Huyết Khê Tông thủy tổ, hiện nguyên hình là một cái ngọc giản màu vàng. Lỗ hổng trên bầu trời biến mất, Huyết Khê Tông thủy tổ cầm ngọc giản vàng giơ lên cao. Tu sĩ Nghịch Hà Tông đồng loạt hô vàng. Nghịch Hà tất thắng, Nghịch Hà tất thắng, Nghịch Hà tất thắng. Sự mài dũa tốt nhất chính là từ chiến tranh. Chỉ có chiến tranh huấn luyện mới có thể khiến bốn tông thực sự dung hợp vào nhau, tiến hành lột xác, trở nên huy hoàng hơn. Bạch Tiểu Thuần tiến lên nghe phòng. Huyết Khê Tông thủy tổ ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, gọi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, cả người nhiệt huyết sôi trào, hít sâu một hơi ổn định tâm tình, bước tới trước mặt 7 nguyên anh lão tổ. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần bái kiến chư vị lão tổ. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị, tràn đầy khí thế. Bạch Tiểu Thuần hiện giờ không có chút xíu có vẻ nào nhát gan, không còn tí tẹo nào điểm nào bất hảo, mà trở thành một hình ảnh vững vàng, trầm tĩnh, cao lớn. Những người chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều hiện vẻ kính sợ. Họ đã sớm nghe nói cái tên Bạch Tiểu Thuần, nghe nói hắn chính là người làm thay đổi cục diện của cả Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là một đấng thiên kiêu. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, quả thực là con cưng của trời mà. Ta đã từng nghe ít lời đồn về hắn, nghe nói người này sáng suốt thần võ, trời sinh bất phàm, sáng chói như sao. Nhưng cũng không có ít người nói người này nhát gan sợ chết, hèn hạ vô sỉ. Người như vậy khó tránh khỏi bị người ta đố kỵ. Bây giờ nghĩ lại,
có lẽ những tin xấu ta nghe có vẻ đều là tin xạo rồi. Trong khi đó, những người biết về Bạch Tiểu Thuần thì đều trợn mắt, cứ tưởng mình đã nhìn nhầm người. Trương Đại Bàn thở phì, Hầu Vân Phi cười lắc đầu, Hứa Bảo Tài thì đầy cảm xúc, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quả là đã luyện chiêu này tới lô hỏa thần thanh rồi. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý, trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh mình khoe khoang thế nào sau sẽ trở thành thiếu tổ, trong lòng rất là chờ đợi, nhưng hoàn toàn không để lộ ra ngoài, thần sắc nghiêm nghị như là một chiến sĩ thiết huyết trời sinh, lạnh lùng đứng đó bày ra khí thế giả táng, dẫn tới vô số lời hò reo khen ngợi, cũng làm cho 17 lão tổ có vẻ cổ quái, trong lòng thầm thở phào. Vốn họ đều sợ điển lễ hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại để lộ ra bản tính ngày đó từng thế trong đại điển. Bạch Tiểu Thuần trở thành thiếu tổ Nghịch Hà Tông có nghĩa phải gánh vác gian khổ và trách nhiệm. Từ nay trở đi, người phải lấy tông môn làm tôn chỉ, tính mạng của người, vinh quang của người, tất cả những gì người có đều liên quan trực tiếp tới tông môn. Tông môn quang vinh, người cũng quang vinh. Tông môn nhục, người cũng nhục. Dù có đi tới đâu, dù có thời gian nào, tất cả những gì thuộc về ngươi cũng đều sẽ tồn vong cùng với tông môn. Nếu có một ngày tông môn không còn, ngươi sẽ phải xây dựng lại tông môn. Nếu có một ngày tông môn không còn huy hoàng, ngươi cũng sẽ phải tiếp tục gánh trách nhiệm bảo vệ tông môn, không được tách rời tông môn, không được làm lạc bản tâm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm này hay chưa? Trả lời ta. Huyết Khê Tông Thủy Tổ nghiêm túc chưa từng có, giọng nói vang khắp bốn phía. Bạch Tiểu Thuần run lên, đứng lặng. Hắn chợt phát hiện, cái thân phận thiếu tổ này không chỉ đồng nghĩa với phong quang, mà còn đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề. Hắn với Nghịch Hà Tông cả đời này cũng không thể dứt bỏ lẫn nhau. Nơi đây sẽ trở thành nhà quán, là trong lòng quán, là nơi quý giá nhất cả đời quán. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hoảng hốt. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới đồng lâm sơn mạch dưới Mạo Nhi Sơn, nhớ tới hương thân ở trong thôn, nhớ tới cha mẹ trước khi qua đời đã cầm lấy tay mình, nhớ tới những lần mình đốt cây nhang, nhớ tới những gì hắn đã có ở Linh Khê Tông và ở Huyết Khê Tông. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu đang tràn đầy tự hào, ông cảm thấy kiêu ngạo vì mình đã đưa Bạch Tiểu Thuần lên núi. Thằng bé cuối cùng cũng đã trưởng thành, vươn tới một tầm cao thế này. Thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn mình, Lý Thanh Hậu cười cười. Nhìn thấy Lý Thanh Hậu cười, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, mắt trở nên kiên định, ôm quyền với Huyết Khê Tông Thủy Tổ. Ta đã chuẩn bị xong. Năm chữ hắn nói rất chậm, bởi vì năm chữ này rất nặng. Nói xong năm chữ này, hắn không hề cảm thấy phong quang, mà cảm thấy trên vai mình rất nặng trách nhiệm. Huyết Khê Tông Thủy Tổ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Với tuổi của lão, với tu vi của lão, nhìn giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, câu trả lời quán là phát ra từ trong lòng thực sự. Lão gật đầu, nhìn lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông, hai người nhìn nhau quyết đoán và kiên định. Kể từ hôm nay, sắc phong Bạch Tiểu Thuần làm thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Huyết Khê Tông Thủy Tổ không còn do dự, tất cả tu sĩ Nghịch Hà Tông đều ôm quyền cúi đầu nghiêm túc chào Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến thiếu tổ. Cái cúi đầu này không chỉ có đệ tử nội ngoại môn, mà cả đệ tử trúc cơ, tu sĩ kim đan đều cúi đầu xuống. Thân phận thiếu tổ chính là chỉ đứng sau lão tổ, còn đứng trên cả truyền thừa. Đám tông khuyết lúc này cũng phải cúi đầu. Thượng quan thiên hữu nắm chặt nắm đấm, trong lòng cay đắng, cũng phải cúi xuống. Người đến xem lễ cũng lên tiếng chào. Bái kiến Nghịch Hà Tông thiếu tổ. Thanh âm to rền vang dội. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, cúi đầu nhìn, còn thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng tất cả suy nghĩ đều hóa thành một câu mà cả đời quán cũng không bao giờ quên được. Đồng môn còn, ta còn. Những lời này hắn chỉ nói thầm ở trong lòng, nhưng nét mặt thần sắc quán và các lão tổ nhìn thấy khiến cho những người kia cảm khái, kẻ nhớ lại hồi ức, kẻ đầy vẻ cổ vũ. Ở một nơi trong hùng thành, con khỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, cười cười hòa ái. Bạch tiểu tử, tông môn nhất định không phụ người. Con khỉ thì thào. Bên cạnh nó, một con thỏ cũng đang nằm mở to mắt nhìn lên trời.
Đại điển lập tông của Nghịch Hà Tông kết thúc, trở thành chủ đề nói chuyện của mọi người trong Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Hôm nào cũng có người nhắc tới pháp chỉ của Tinh Không Đạo Cực Tông, việc sắc phong Bạch Tiểu Thuần, sự mạnh mẽ của Nghịch Hà Tông đều làm cho mọi người không ai quên được. Tinh Không Đạo Cực Tông cho phép Nghịch Hà Tông khiêu chiến, có nghĩa là đã mở ra một trận chiến mới. Trận chiến này Nghịch Hà Tông vô cùng coi trọng, ai nấy đều chờ mong. Vì cuộc chiến này rất quan trọng, quyết định tông môn trở thành tông môn trung du hay không. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị, các lão tổ đã thống nhất trận chiến này họ nhất định phải dốc toàn lực, không tiếc bất cứ giá gì. Đàn Khê Tông và Huyền Khê Tông trở về sơn môn cũ, vét tất cả tài sản, tài nguyên, bảo bối mang đi. Theo ước định, 2 tháng sau họ sẽ tập trung ở Huyết Khê Tông, từ Huyết Khê Tông xuất phát tới Không Hà Viện. Trong đại điện, các lão tổ Linh Khê Tông và Lý Thanh Hậu đều có mặt. Lão tổ đầu tiên phất tay phong ấn cách âm cả đại điện, các lão tổ khác cũng góp sức. Như vậy chưa yên tâm, lão tổ đầu tiên còn lấy ra một cái la bàn, tỏa ra hào quang 2 màu đen trắng phủ khắp xung quanh. Cái la bàn tỏa ra uy áp cực mạnh, nhưng do đã bị hư hại khá nặng nên chỉ có chức năng phong ấn không gian, hoàn toàn mất đi những uy năng khác. Có lục tiên la bàn này, cường giả thiên nhân cảnh cũng không cảm nhận được nơi này. Chuẩn bị xong, lão tổ đời đầu khẽ thở ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị. Tiểu Thuần, chuyện lão phù sắp nói, người cố mà nhớ kỹ. Sau khi rời khỏi đây, không được nói cho bất kỳ ai biết, nếu không sẽ dẫn tới di thiên đại họa. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, nghĩ nếu đã như vậy thì thà không nghe còn hơn, chứ lỡ ngày nào đó lanh mồm lanh miệng mà nói ra ngoài, chẳng phải là mất luôn cái mạng nhỏ này sao? Vốn không định nói ra cho người biết, nhưng người đã là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, có một số việc nếu không nói cho người, sau này lỡ xảy ra vấn đề lại làm người bị liên lụy. Linh Khê Tông ta không phải là người của Đông Mạch tu chân giới. Lão tổ nhìn ra xa như đang nhớ lại. Lai lịch của chúng ta là Bắc Mạch tu chân giới, đã từng là một tông môn lớn có tên Hàn Môn. Hả? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, không ngờ Linh Khê Tông đã có lai lịch lớn như vậy. Hay chữ Hàn Môn làm anh nhớ tới Hàn Môn Dược Quyền. Đã từng là Hàn Môn, là một tông ở đầu nguồn Bắc Mạch, nổi danh cùng thời với Tinh Không Đạo Cực Tông. Bởi vì một lần bị phản, Hàn Môn sụp đổ, các vị tiền bối không thể nhẫn nhục sống tạm bợ, chạy tới Đông Mạch tu chân giới tái lập lại đây. Trốn tới đây chỉ có 2 người, một là sư tôn của ta, người còn lại là chân linh của Hàn Môn. Linh Khê Tông được sư tôn hỗ trợ, từng bước trở thành một trong 4 tông Đông Mạch Hạ Du. Còn Hàn Môn chân linh mới thực sự là lợi khí bảo bối của Linh Khê Tông ta. Các lão tổ đều im lặng, Trịnh Viễn đều nghiêm nghị. Lý Thanh Hậu giật mình, rõ là tới bây giờ ông mới biết được. Nhưng năm đó chân linh bị thương quá nặng, đành phải tự đóng băng bản thân, chìm vào trong ngủ say. Đã nhiều năm nay chưa hề tỉnh lại. Muốn người tỉnh lại thì có một loại đan dược gọi là Nghịch Hà đan mới giúp người tỉnh lại một thời gian ngắn, hóa giải nguy cơ. Chúng ta có một viên Nghịch Hà đan duy nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng tới. Bao nhiêu năm nay chúng ta đã dùng rất nhiều cách, nhưng không ai luyện ra được viên thứ hai. Ta muốn ngươi sau khi trở về Linh Khê Tông, hãy tới bái kiến chân linh một lần, đồng thời nghĩ cách chế ra Nghịch Hà đan trước trận chiến trung du. Nếu ngươi luyện ra, sẽ có một sự hỗ trợ rất lớn cho Linh Khê Tông nhất mạch, cho Nghịch Hà Tông. Lão tổ nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy chờ mong. Nghịch Hà đan lúc trước khi nghiên cứu đan phương, hắn đã cảm thấy đan dược này quỷ dị. Tới bây giờ hắn mới hiểu, thì ra đan này là đan dược chuyên làm cho chân linh dùng. Hàn Môn Dược Quyền, Nghịch Hà đan. Bạch Tiểu Thuần thì thào, 2 vật này đều là do một tiền bối của tông môn đưa cho người. Con khỉ đó! Bạch Tiểu Thuần bật thốt. Việc này quá lớn, Bạch Tiểu Thuần cần có thời gian để tiêu hóa. Hắn trở về chỗ ở, lấy đan phương Nghịch Hà đan ra nhìn kỹ. Nghịch Hà đan.
Bạch Tiểu Thuần bỗng thấy tò mò về chân linh, thực muốn nhìn xem nó trông như thế nào. Một ngày sau, người Huyết Khê Tông cũng bắt đầu rút về sơn môn Huyết Khê Tông. Ở đó họ có một việc quan trọng cần phải làm. Trước khi đi, Huyết Khê Tông thủy tổ tìm Bạch Tiểu Thuần nói ra một chuyện, làm hắn lại một phen kinh hãi. Tiểu Thuần, người đã biết lai lịch của huyết tổ Huyết Khê Tông ta? Huyết Khê Tông thủy tổ hỏi. Hả? Lai lịch như thế nào? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn cảm thấy sao Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông giống nhau, lại có lắm bí mật như vậy, mà cái bí mật nào cũng to tát, làm cho hắn phải phát dầu. Thì ra là ngươi chưa biết, ta tưởng ngươi lấy được truyền thừa thì biết một ít rồi. Huyết Khê Tông thủy tổ thở dài. Bạch Tiểu Thuần đành cười khổ. Lai địch huyết tổ rất bí ẩn, nhưng giờ không nói tới chuyện đó. Huyết Khê Tông nhất mạch chúng ta nghiên cứu huyết tổ nhiều năm, rút ra được một cái kết luận. Bên trong cơ thể huyết tổ có tồn tại huyết chủ truyền thừa, và cơ thể huyết tổ không phải là không di động được. Mắt Bạch Tiểu Thuần trợn trừng. Cơ thể huyết tổ rất rất lớn, chìm trong thông thiên hà. Nhưng người cũng thấy trên 5 ngón tay huyết tổ, chúng ta lập trận pháp. Thực ra mục đích thực sự của trận pháp chính là để có một ngày Huyết Khê Tông chúng ta có thể điều khiển thân thể của huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhớ tới trận pháp mình đã từng thấy ở Trung Phong. Lúc ấy Vô Cực Từ với Huyết Mai đã điều khiển nó, làm ảnh hưởng tới huyết khí của mọi người. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành huyết tử, hắn cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp, giống như cơ thể có thêm một lớp quần áo để điều khiển thân hình. Bạch Tiểu Thuần bỗng hiểu ra ý tưởng của Huyết Khê Tông. Chỉ là việc này quá khó khăn. Huyết Khê Tông ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, bố trí cả trận pháp trong cơ thể huyết tổ, nhưng tới giờ vẫn chưa tài nào làm được, vì chúng ta còn thiếu một hạch tâm chính. Tác dụng của hạch tâm chính là ngưng tụ huyết khí của tất cả đệ tử Huyết Khê Tông vào một chỗ, biến nó thành sức mạnh để điều khiển cơ thể của huyết tổ. Và theo chúng ta thấy, hạch tâm này chỉ có huyết chủ mới có thể làm được, cho nên cũng chỉ có người mới có thể làm được. Lão Phu hy vọng người có thể trở về Huyết Khê Tông một chuyến, phối hợp với chúng ta đi vào cơ thể huyết tổ, điều khiển cơ thể huyết tổ, dùng nó đi đánh nhau với Không Hà Viện. Nếu thành công, khả năng chiến thắng của chúng ta cũng nhiều hơn một phần. Huyết Khê Tông thủy tổ mắt lấp lóe. Đây chính là nguyện vọng cả đời của lão. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, sau nửa ngày mới khẽ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò với cơ thể của huyết tổ. Hắn và Huyết Khê Tông thủy tổ ước định thời gian xong, thủy tổ dẫn người của Huyết Khê Tông rời đi. Bạch Tiểu Thuần đợi thêm vài ngày, cho đến khi người của Linh Khê Tông đã rút đi sạch, hắn mới chắc chắn không còn ai muốn tìm hắn nói bí mật gì nữa. Sao lắm bí mật thế? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, có cả tự hào, cảm thấy mình thực sự rất ưu việt, là người mà người ta sẵn sàng tìm tới để chia sẻ bí mật cho nghe. Đại quân Linh Khê Tông là người cuối cùng rút lui khỏi, bởi vì nhân số quá nhiều và nơi đây không phải là thuộc phạm vi của Linh Khê Tông. Nếu dùng Đệ Cửu Sơn truyền tống thì tiêu hao quá lớn, nên mọi người phải trở về Đông Lâm Châu mới có thể chia làm mấy đợt truyền tống trở về sơn môn. Hành trình trở về không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm, cũng không cần các lão tổ phải suy nghĩ nhiều. Trịnh Viễn Đồng là trưởng môn, ở thời điểm này ông là người có hiệu quả nhất. Để lại một số thái thượng trưởng lão và một số lão tổ hộ tống, lão tổ đầu tiên dẫn Bạch Tiểu Thuần vào danh sách truyền thừa rời đi. Bạch Tiểu Thuần rất là cảm khái, hắn muốn dẫn đám Trương Đại Bàn, Hầu Vân Phi và cả Chu Tâm Kỳ hắn cũng mang theo. Nhưng việc này hắn không quyết được, vì truyền tống cách châu mà quá nhiều người thì tài nguyên hao phí rất lớn. Không phải là ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta cũng không làm gì được. Bạch Tiểu Thuần vẫy tay đám người Trương Đại Bàn rồi biến mất. Bạch Tiểu Thuần hoa mắt một cái, lúc nhìn lại thấy đã thấy mình ở đang trên Trùng Đạo Sơn. Phản ứng phụ khi truyền tống không ảnh hưởng gì với tu sĩ kim đan. Bạch Tiểu Thuần nhờ thân thể cường hãn, lại có thêm thiên mạch trúc cơ, nên dù mặt hơi trắng bệch, tu vi hơi hỗn loạn, nhưng hít sâu mấy lần đã trở lại bình thường, làm các danh sách truyền thừa đều phải nhìn thêm mấy lần. Nhất là Lý Thành Hậu, ông nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy vui mừng. Những lần nói chuyện với Hứa Mị Nương, nhiều lần ông nhắc đến hắn, lần nào cũng đầy tự hào. Tiểu Thuần, người đi theo lão phu.
lão tổ đầu tiên nghiêm nghị dẫn hắn rời đi. Các lão tổ còn lại và danh sách truyền thừa thì trở về sơn môn, họ còn có việc phải làm. Đây chính là tạo ra một chiến thuyền lớn, có thể lướt sóng, chạy ngược dòng thông thiên hà. Muốn lên trung du, nếu như đi đường bộ, đường xa xôi lại nhiều nguy hiểm. Trên đường còn gặp phải một số bích chướng trì địa. Qua được hay không còn chưa biết, nhưng sẽ làm lực lượng bị tổn thất, trở thành nhân tố bất lợi với chiến tranh. Thế cho nên các lão tổ thống nhất, họ sẽ đi đường sông. Muốn đi ngược dòng sông thông thiên hà, chiến thuyền đòi hỏi rất khắt khe về mặt tài liệu. Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông hiện giờ căn bản không thể chế tạo được, nên trách nhiệm này rơi vào Linh Khê Tông. Dù Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông đều đã đưa ra rất nhiều tài liệu quý, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một cái lòng cốt. Lòng cốt tốt nhất là lựa xương của cự thú. Sau khi thương nghị, Linh Khê Tông quyết định các lão tổ và danh sách truyền thừa nhanh chóng chế tạo một chiếc nửa thuyền chiến. Đến khi lấy được thú cốt về, là sẽ làm đủ chiếc thuyền chứa hơn 100 tu sĩ của tứ đại tông môn. Mỗi người đều rất bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Thuần đi theo lão tổ đầu tiên đi tới cấm khu sau núi. Tiểu Thuần, nhiệm vụ của ngươi chính là cố gắng luyện chế nghịch hà đan. Lão phù dẫn ngươi đi gặp Trần Linh, hy vọng có thể trợ giúp gì đó cho ngươi luyện chế nghịch hà đan. Trần Linh, Bạch Tiểu Thuần thì thào đi theo lão tổ. Vừa đi vào trong cấm địa, khung cảnh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Càng đi, Bạch Tiểu Thuần càng có cảm giác mình đang đi xuống dưới lòng đất, xuống dưới thông thiên hà. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái hang đá to. Bên trong hang động đều là nước thông thiên hà màu vàng, bốn phía có trận pháp tỏa hào quang lóng lánh. Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ, nhìn ra trận pháp nơi đây kết nối với chín ngọn núi hai bờ nam bắc Linh Khê Tông, nối với cả thông thiên hà, rút nước của thông thiên hà. Trận pháp này không phải là trấn áp mà là bảo vệ. Sâu bên trong động có một cái quan tài. Quan tài không có nắp, hắn có thể nhìn thấy rõ trong quan tài có thi thể một bé gái. Trong thi thể vẫn tồn tại một tia sinh cơ, thi thể ấy mang tới một cảm giác năm tháng tang thương rất nồng đậm. Nhìn bé gái, đầu của Bạch Tiểu Thuần oanh một cái, hắn mơ hồ nhìn thấy cô gái tuyệt đẹp đang đi về phía mình. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, cơ thể run rẩy. Lão tổ đầu tiên khẽ quát, đây chính là hàn môn Trần Linh. Bạch Tiểu Thuần bừng tỉnh, hít sâu, lùi lại mấy bước, người mướt mồ hôi lạnh, trong lòng đầy sợ hãi. Người tu vi chưa đủ, không được quan sát quá lâu, để lão phù giúp người, cho người thời gian 10 hơi thở, hy vọng có gì đó giúp được người trong việc luyện chế nghịch hà đan. Lão tổ đầu tiên đặt tay lên vai của Bạch Tiểu Thuần, một luồng sức mạnh truyền vào trong người hắn. Bạch Tiểu Thuần nhìn lại vào thây khô. Bạch Tiểu Thuần nhìn rất cẩn thận, nhìn từ đầu tới chân như muốn thuộc lòng từng chi tiết nhỏ. 10 hơi thở sắp chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần chần chừ. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường không thể hỗ trợ cho việc luyện đan dược quán được bao nhiêu, nên hắn nghiến răng mở thông thiên pháp nhãn. Hắn đã nhìn thấy ở đó không phải là một bé gái, mà là một cô gái tuyệt sắc đang nhắm mắt nằm im như đang ngủ. Quanh người quấn quanh đầy hắc khí, những hắc khí này như là giỏi bọ đang không ngừng ăn vào người cô, chui tới chui lui trong người cô, song bị trận pháp và nước thông thiên hà áp chế, hành động rất chậm chạp. Trong ngực cô gái có một cái đỉnh tỏa ra hào quang màu xanh, đám hắc khí kia nhìn như rất kiêng kỵ cái đỉnh, không dám tới gần nó. Nhưng cái đỉnh đã rất ảm đạm, hào quang vừa nhỏ vừa yếu. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng hắn nhìn thấy cô gái kia đột ngột mở mắt ra, một đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào hắn. Nghịch hà đan, lấy thông thiên hà thủy hòa vào để tạo sinh cơ, ngưng kết sức mạnh thiên địa, kích phát uy lực hàn đỉnh, áp chế cửu ma chi lực. Giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nghẹn ngào kinh hồ. Cô ấy mở mắt ra nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, lão tổ đầu tiên đã ứa máu miệng, mặt trắng bệch nhưng lại lấp lánh niềm vui, nhấc tay phải ra, hồi hộp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người thấy được Chân Linh mở mắt nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần đờ đẫn gật đầu. Lão tổ đầu tiên vui sướng cúi chào thi thể bé gái, rồi lôi Bạch Tiểu Thuần đi ngay. Đi ra Trùng Đạo Sơn, lão tổ đầu tiên vẫn còn kích động.
chân linh mở mắt, cho Thiên lão nhân ra cho rằng ngươi có đủ khả năng luyện chế nghịch hà đan. Ta dẫn ngươi đi xem nghịch hà đan, ngươi nghiên cứu rồi luyện thử xem. Lão tổ lôi Bạch Tiểu Thuần thuấn di vào trong đệ cửu sơn, từ trong một khu vực phong ấn chẳng chịt lấy ra một viên thuốc màu tím đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đan dược này không biết luyện chế đã bao lâu, khi nó vừa xuất hiện, trời đất biến sắc, bốn phía gió dục mây vần. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ngay sức mạnh sinh cơ mạnh mẽ không tả nổi tỏa ra từ bên trong nó. Nghịch hà đan. Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 89. Sức mạnh sinh cơ này rất mạnh mẽ, tỏa ra cực nhanh, khiến mặt đất dưới chân của Bạch Tiểu Thuần vùn vụt mọc đầy cây cỏ. Những cây cỏ nhanh chóng mọc lan ra, trong vòng mấy trăm trượng xung quanh hắn trở thành vườn cây cỏ, những đóa hoa thi nhau nở rộ. Nhưng lão tổ đầu tiên đã thu nghịch hà đan lại, bỏ vào trong gộp gỗ, cất vào trong khu phong ấn. Cây cối xung quanh nhanh chóng héo rũ, chỉ thấy qua mấy lần hít thở, chúng đã hoàn toàn biến mất, chưa từng tồn tại. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Hắn chưa nhìn thấy viên thuốc nào như vậy. Sức sống này quá mạnh mẽ, mạnh tới mức khủng bố. Nghịch hà đan không thể lấy ra quá lâu, lần này lấy ra có lẽ đã làm tiêu hao một tia dược lực. Lão tổ đầu tiên đau lòng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Viên thuốc này là 10 tức nghịch hà đan. Trong truyền thuyết, nếu có luyện chế đan dược này ra cực hạn, có thể luyện chế ra vĩnh hằng nghịch hà đan, có thể làm cho chân linh thức tỉnh vĩnh viễn. Tiểu Thuần, luyện chế nghịch hà đan có yêu cầu gì ngươi cứ nói, tất cả tông môn đều dùng toàn lực hỗ trợ ngươi. Nhất Đại lão tổ hít sâu, nghiêm nghị nói. Bạch Tiểu Thuần im lặng, nhớ lại dáng vẻ của chân linh và sức mạnh khủng bố của nghịch hà đan, trong lòng không có một chút nắm chắc, miễn cưỡng khẽ gật đầu, trầm tư rời đi. Về tới chỗ ở, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận nghĩ lại mọi việc. Viên đan dược kinh khủng kia đã kích thích sự hứng thú của Bạch Tiểu Thuần. Một viên thuốc chứa đựng sức mạnh sinh cơ cực mạnh, rốt cục là làm như thế nào? Nhất đã không hề cảm giác được mùi vị của thảo mộc bên trong nó. Hình như đan dược này không phải là do cây cỏ luyện chế ra. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, hắn đã có một lần thử luyện nghịch hà đan, biết đan dược này phải dùng nước thông thiên hà dung nhập vào trong người, lấy cơ thể làm lò đan mà luyện chế. Nhưng nếu không có cây cỏ, chỉ có nước thông thiên hà, làm sao lại thành sức sống mạnh như vậy được? Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, không ngừng suy tư. Một ngày sau, với đôi mắt mệt mỏi, hắn lôi đan phương nghịch hà đan ra, ngắm nhìn kỹ lưỡng, lại lấy ra hàn môn dược quyền, cuối cùng quăng cả hai cái ra, lôi ra thánh đan tàn bích lấy được trong hồng thành. Muốn luyện chế nghịch hà đan, với khả năng luyện dược của ta hiện nay là chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài, nhìn thánh đan tàn bích, tập trung cảm ngộ tàn bích, đôi mắt dần trở nên mờ mịt, cả người đắm chìm vào trong đan bích. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, suốt thời gian này Bạch Tiểu Thuần không hề xuất quan. Danh sách truyền thừa và lão tổ bận rộn luyện chế thông thiên chiến quyết. Đại quân tu sĩ đã lần lượt trở về, Thiết Mộc Trần Nhân và Hầu Tiểu Muội cũng đều trở về rồi. Linh Khê Tông lại náo nhiệt, ai cũng hào hứng với cuộc chinh chiến Trung Du Không Hà Viện. Bạch Tiểu Thuần tỉnh táo trở lại, cầm hàn môn dược quyền lên nhìn, lần này đã hoàn toàn khác với những lần trước. Nhiều chỗ lúc trước hắn không hiểu, bây giờ thì đã hiểu được một chút. Mấy ngày sau, hắn bỏ hàn môn dược quyền xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Ta cần thông thiên hà thủy. Hắn thì thào lôi ngọc giản báo cho tông môn. Đám lão tổ tuy bận rộn làm chiến thuyền, nhưng vẫn luôn để mắt tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nghe hắn nói cần nước thông thiên hà, Thiết Mộc Chân Nhân tự mình ra tay, mang một thùng nước lớn thông thiên hà tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đưa tay chỉ một cái, một giọt nước bay lên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Bạch Tiểu Thuần há miệng nuốt nó vào. Lấy thân thể làm lô đỉnh, hòa sinh cơ vào trong nước thông thiên hà, khiến sinh cơ trở nên tràn đầy, hóa thành linh dược. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt, tập trung điều khiển giọt nước thông thiên hà, tìm cách dung nhập một tia sinh cơ bản thân vào. Một ngày sau, động phủ quán bùng lên tiếng nổ vang, tóc tai của Bạch Tiểu Thuần bù xù. Trong động phủ, mùi hôi thối ngút trời. Nhưng hắn mặc kệ, lại hút một giọt nước thông thiên hà mới, tiếp tục thử.
Nửa tháng nữa trôi qua. Nửa tháng này, động phủ Bạch Tiểu Thuần vang lên tiếng nổ không ngừng, mùi hôi tản ra khắp trùng đạo sơn. Nhưng lần này không một ai lên tiếng phàn nàn. Lão tổ đầu tiên đã sớm ra tay giải thích giúp cho Bạch Tiểu Thuần, bảo cho mọi người biết Bạch Tiểu Thuần đang phải luyện chế cho tông môn một viên đan dược vô cùng quan trọng. Sinh cơ chưa đủ, chưa đủ. Nửa tháng không ngủ không nghỉ, Bạch Tiểu Thuần gầy hẳn đi, tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, nhìn như người điên. Thông thông thiên hà đã bị hắn dùng hết hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa hề thành công. Nguyên nhân cơ bản là do sinh cơ chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần tính sơ sơ, dù có đem cả tính mạng hắn nhập hết vào, cũng không đạt đến một phần vạn sinh cơ của viên nghịch hà đan kia. Xem ra, có bao tu sĩ trong tông môn phụng hiến sinh mạng, thì cũng cần phải có tới 10 vạn trúc cơ, mới có thể miễn cưỡng đạt được yêu cầu của nghịch hà đan. Hoặc là 10 vạn trúc cơ, hoặc là 1 vạn kim đan, hoặc là 1.000 nguyên anh lão tổ. Điều này sao có thể chứ? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Phương pháp luyện chế này, dù trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng trên thực tế căn bản là không thể nào làm được. Đừng nói là Linh Khê Tông, cho dù Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không làm được. Là hướng đi của ta đã sai. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhíu mày. Nhưng hắn có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cách, đành báo cho lão tổ đầu tiên mình không làm được. Lão tổ đầu tiên dù thầm than trong lòng, nhưng dáng vẻ đầy mệt mỏi tiêu tụy của Bạch Tiểu Thuần thì cũng rất đau lòng. Lão hiểu, nếu nghịch hà đan dễ luyện như vậy, đầu tới mức Linh Khê Tông suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ cũng không ai luyện chế thành công. Không sao, việc này không thể cưỡng cầu. Tiểu Thuần, 3 ngày nữa lão phù và những lão tổ khác sẽ dẫn các danh sách truyền thừa vào trong vực sâu, mang thiên nhân thú cốt năm đó ta thấy nhưng không mang về được đem về. Người cũng đi và đi. Vực sâu chi địa là một bí cảnh Linh Khê Tông ta trước kia đã tìm ra. Chỗ đó có rất nhiều khu vực Linh Khê Tông ta chưa bao giờ đi qua. Dù sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng sẽ có cơ duyên đồng hành. Có lẽ trước khi khai chiến, các người sẽ tìm được một phần cơ duyên tạo hóa cho mình. Lão tổ đầu tiên an ủi. Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi gật đầu, trong lòng phiền muộn. Sự thất bại khi luyện dược đã đả kích tinh thần hắn, làm hắn không thể nào vui nổi. Trở về động phủ ngồi xuống tu hành, trong đầu vẫn còn suy tư chuyện nghịch hà đan. Hầu tiểu muội tuy đã trở về, nhưng cô biết thời điểm này không nên quấy rầy Bạch Tiểu Thuần, nên không hề xuất hiện. Đám Trương đại bản cũng vậy. 3 ngày sau, tu vi và thân thể Bạch Tiểu Thuần đã khôi phục lại, hắn cũng tạm đành bỏ qua việc thời gian luyện chế nghịch hà đan. 3 ngày sau, ngọc giản trong túi chữ vật chấn động, là lão tổ đầu tiên bảo hắn tới Bách Thú Viện bờ Bắc tập hợp. Ta đã tận lực, nghịch hà đan ta hiện giờ không thể nào luyện ra được rồi. Bạch Tiểu Thuần đi ra động phủ, bay tới bờ Bắc. Trên đường, tu sĩ Linh Khê Tông thấy Bạch Tiểu Thuần đều cung kính chào hỏi, làm cho Bạch Tiểu Thuần thấy vui hẳn lên, bày ra dáng vẻ tiền bối, mỉm cười gật đầu. Nhất là khi thấy các nữ đệ tử đang tuổi thanh xuân, thân thể mềm mại, tràn đầy sức sống đỏ mặt nhìn lên hắn, làm cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm hưởng thụ, tạo ra dáng vẻ tự cho là đầy mị lực, nở một nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu tiêu sái bước qua, trong lòng đầy vui tươi hớn hở. Bạch Tiểu Thuần ta quả thực là mị lực vô hạn mà, đành phải trách ta sao lại quá hấp dẫn người chứ. Bạch Tiểu Thuần đang tự sướng thì nhìn thấy Chu Tâm Kỳ. Hai người nhìn thấy nhau, hắn bày ra nụ cười. Chu Tâm Kỳ cau mày, mặt lạnh te bay sượt qua. Tâm Kỳ sư đệ dừng bước. Bạch Tiểu Thuần nhau mắt, cảm thấy giữa mình và Chu Tâm Kỳ chắc có hiểu lầm gì đó, nên vội kêu lên. Chu Tâm Kỳ khựng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Không biết thiếu tổ có gì phân phó. Có một câu ta vốn định nói với người từ rất sớm, tiếc là vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay ta nhất định phải nói cho người biết, ta chính là Tiểu Ô Quy. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ u buồn, hất cảm lên, trong lòng nghĩ. Sau khi Chu Tâm Kỳ rung động, mình sẽ bày ra dáng vẻ phong khinh phân đạm. Đã biết. Chu Tâm Kỳ thần sắc như thường, quay người bay đi. Hả? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, ngơ ngác nhìn theo. Chu Tâm Kỳ biểu hiện quá chấn định, hoàn toàn khác với tưởng tượng quán. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp phản ứng, trong túi chữ vật quán đã vang lên tiếng cười của Tiểu Ô Quy. Ngươi là Tiểu Ô Quy? Mà thôi, mà thôi.
người đã sùng bái Quy Gia nhà ngươi như vậy, sau này Quy Gia không mắng người nữa. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, đập mạnh vào túi chữ vật. Hắn rất đau đầu với con rùa này, nhưng chẳng cách xử lý nào cả, đành thở dài, bay tới Bách Thú Viện. Thiết Đàn không biết đã đi đâu, chẳng hề xuất hiện gào thét chào đón hắn nữa. Bạch Tiểu Thuần thấy ngay cả Thiết Đàn không cũng để ý tới mình, thì buồn bực thực sự. Con nít lớn lên thì cũng chẳng cần cha nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm khái đi vào trong Bách Thú Viện. Bách Thú Viện đối với Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì nhà quán. Vừa mới đi vào, đám chiến thú trong ấy đã gầm lên om sòm chào đón hắn. Ngoan, ngoan nghe lời đi. Đại Hắc, người không được ăn hiếp Tiểu Hoa đâu. Hắc Hùng, ngươi đang làm gì vậy? Lại đánh nhau nữa sao? Lần trước ta bảo ngươi như thế nào? Đi, phạt đứng một canh giờ. Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa chào hỏi đám chiến thú, đi thẳng tới chỗ Thiên Giác Mạc Long. Ở trong đó, năm lão tổ và một số người trong danh sách truyền thừa đã tới. Ai nấy sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Bạch Tiểu Thuần nhìn, thấy mình là người có tu vi yếu nhất, thì càng thêm cẩn thận, đi tới bên vực, nhìn xuống. Thấy Thiên Giác Mạc Long đang như ẩn như hiện ở bên dưới. Một lúc lâu sau, mọi người đến đã đủ, lão tổ đầu tiên lên tiếng. Nhiều năm trước, trong vực sâu, lão phu có nhìn thấy một bộ thú cốt cấp bậc thiên nhân. Tiếc là không có khả năng lấy nó. Hôm nay chinh chiến sắp tới, phải chế tạo thông thiên chiến thuyền. Thiên nhân thú cốt chính là lòng cốt tốt nhất để tạo ra chiến thuyền. Nên năm lão già chúng ta muốn hợp lực lấy thú cốt. Các người khi vào trong vực có thể giải tán, tự đi tìm cơ duyên của mình. Vực sâu bí cảnh là một bảo địa có chút liên quan tới thời viễn cổ. Nhiều nơi trong đó lão phu cũng chưa từng đi tới. Có cơ duyên nhưng đồng thời cũng tồn tại hung hiểm, nên các người phải nhớ không được đi quá xa. Nếu thấy không ổn, lập tức bóp vỡ ngọc giàn trở về. Mọi người gật đầu. Lão tổ đầu tiên vung tay áo, những cái ngọc giàn bay ra cho mỗi người một cái. Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giàn nhìn, cảm nhận được trên ngọc giàn có sức mạnh truyền thống của đệ Cửu Sơn, mới an tâm cất đi. Lão tổ đầu tiên nhìn xuống vực. Thiên Giác, mở bí cảnh. Thiên Giác Mặc Long ngẩng đầu, gầm lên, húc mạnh một cái. Một vòng xoáy to hiện ra từ bên dưới vực, thổi ra cuồng phong vần vũ, quần áo mọi người bay phần phần, hắc khí ào ào trong vòng xoáy chui ra, tỏa ra khắp bốn phương. Nhìn xuyên qua vòng xoáy, có thể lờ mờ trông thấy một thế giới mới, với những ngọn núi lớn, vô số cây cối, những con hung thú to lớn khổng lồ như rực long đang bay trên bầu trời giết gào. Hình như nó bị vòng xoáy này làm cho giật mình, nhưng nó không hề sợ hãi lùi lại, mà còn dữ dằn lao tới. Nhưng ngay khi rực long kia đánh tới, cái đầu to khổng lồ của Thiên Giác Mặc Long đã bổ súng một nhát. Rực long không kịp kêu lên mấy tiếng, đã bị Thiên Giác Mặc Long nuốt chửng. Thân thể khổng lồ của Thiên Giác Mặc Long theo vòng xoáy chui vào trong bí cảnh, gầm lên dữ tợn, khiến tất cả hung thú trong đó đều im bặt. Điều này cho thấy Thiên Giác Mặc Long rất quen thuộc với bí cảnh này, vì nó chính là từ nơi đây. Lão tổ đầu tiên lên tiếng. Thiên Giác luôn canh giữ nơi đây, lần này bí cảnh sẽ mở ra một tháng. Một tháng sau, tất cả mọi người sẽ trở về. Nói xong, lão và bốn lão tổ bay thẳng vào trong vòng xoáy, xuyên vào thế giới bên kia, vội vã bay vọt đi về một hướng. Người trong danh sách truyền thừa nối tiếp đi qua. Tiểu Thuần, sau khi tiến không được bao xa, nếu thấy không ổn, lập tức bóp ngọc giản. Lý Thanh Hậu dặn xong mới rời đi. Ông và mấy người khác đã hẹn nhau đi tới một chỗ để thám hiểm. Nơi ấy rất nguy hiểm với trúc cơ, nên không dẫn Bạch Tiểu Thuần đi theo. Huống hồ cái gọi là cơ duyên là không thể miễn cưỡng. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo Lý Thanh Hậu đi xa, đứng đó ngẩn ngừ, nghĩ hay mình không nên vào. Bạch Tiểu Tử, đi đi, ở đó rất an toàn, ngươi chỉ cần ở trong phạm vi ngàn dặm, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Thiên Giác Mặc Long trong vòng xoáy cười. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, nghĩ đây dù sao cũng là tông môn bí cảnh, bản thân đã có ngọc giản truyền tống, chắc không có quá nhiều nguy hiểm. Huống hồ đối với bí cảnh này, Bạch Tiểu Thuần cũng rất tò mò, nên hắng giọng một cái, nhảy vào trong vòng xoáy. Mới vừa mới nhảy vào, đã cảm nhận gió ở đây rất mạnh, cuồng bạo hơn bên ngoài rất nhiều, thổi vào người lạnh toát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy. Bên kia vòng xoáy chính là Linh Khê Tông. Thiên Giác Mặc Long đang xoay quanh vòng xoáy, vui vẻ nhìn hắn. Yên tâm đi đi, ta ở đây rảnh tất. Chỉ cần không chơi vào mấy tên gia hỏa khủng bố kia thì chẳng có gì phải sợ. Huống hồ mấy tên gia hỏa đó đều đang ngủ rất say, người không cần phải sợ.
ta cho ngươi thêm một ít khí tức của ta, bảo vệ ngươi ở nơi này bình an vô sự. Thiên giác mạc lòng phun ra một ít sương mù màu đen, hóa thành một cái vảy rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Đa tạ tiền bối. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ bay đi, trong lòng nghĩ tuyệt sẽ không vượt quá phạm vi ngàn dặm. Bạch Tiểu Thuần nhìn xuống dưới, mặt đất thuần một màu xanh lục, xa xa núi non chập trùng, hoang dã thần bí. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không có mây, không có ánh mặt trời. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi cuối cùng nhìn thấy phía chân trời xa hình như có ánh nắng. Theo gió thổi tới là những mùi vị khác thường, giống như mùi phân, nước tiểu và khí tức của hung thú trộn vào nhau. Dù rất nhạt nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy khẩn trương căng thẳng. Nơi đây không có tung tích con người, chỉ có khí tức của hung thú. Bay hơn 100 dặm, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được trong rừng đầy rẫy những ánh mắt hung tàn và kiêng kỵ. Hiển nhiên là vì cái vảy thiên sắc bạc long cho Bạch Tiểu Thuần đã làm cho bọn thú dữ kia cố kỵ, không dám tới gần. Trong hơi thở của chúng, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng hung thú không thua kém gì kim đan. Hắn nhìn thấy một con hung thú dạng báo hóa thân to cỡ trăm trượng, nuốt chừng một con hung thú dạng trâu tầm 10 trượng. Xương cũng không nôn ra, sau đó cơ thể nhỏ lại như cũ, lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Thuần rồi nhoáng một cái, mất hút trong rừng. Nơi này đúng là nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần run run, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn vòng xoáy xa xa, hít sâu, tiếp tục bay về phía trước. Bay hơn mấy trăm dặm, hắn ngồi xuống một đỉnh núi, nhìn phong cảnh hùng vĩ xung quanh. Tới đây làm gì chứ? Ở đây đâu có dễ chơi. Bạch Tiểu Thuần cầm một cục đá ném xuống rừng bên dưới. Cây cối lắc lư, một con chim dữ tợn to cỡ thân người, có hai đầu từ trong đó bay ra, gào lên chói tai, giận dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Sau đó mang theo vẻ kinh kỵ, lượn quanh không trung mấy vòng mới trở về trong rừng. Được rồi, vậy ta đi vậy. Đám thú vật ở đây chả có gì thân thiện cả. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước miếng, đứng dậy bay trở về chỗ thiên giác mạc long. Nhưng từ một ngọn núi xa xa, tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ ầm ầm vang lên. Một tiếng gầm này làm tất cả trời đất run rẩy, núi non rung rung, hung thú kêu lên sợ hãi, run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang từ xa xa ào bay về phía mình. Chỉ là một con nòng nọc nhỏ không phải sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ mà dám hung dữ như vậy với ta? Lần trước lúc quy ra nhà ngươi tỉnh dậy còn nhìn thấy cha của ngươi đó. Ngươi là nòng nọc, cha của ngươi là nòng nọc, cả nhà của ngươi đều là nòng nọc. Thân ảnh đang bay vèo vèo đến kia rất là quen thuộc. Dáng điệu đó, nhất là giọng nói đó, làm cho cả người Bạch Tiểu Thuần rung động đến tâm can. Vì nó chính là Tiểu Ô Quy. Bạch Tiểu Thuần ngây người, tóc gáy dựng đứng, đầu óc bối rối, hét thất thanh. Ngươi chạy ra từ khi nào vậy? Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, đã thấy sau lưng Tiểu Ô Quy, từ ngọn núi đột nhiên nổ bung, đất đá vụn tung tóe, tán loạn khắp bốn phương. Một con cóc to khủng khiếp từ trong đất nhảy vọt ra. Con cóc này rất to, to hơn cả vạn trượng, thân hình nó che khuất cả bầu trời, khiến cả một vùng đất bị bóng nó làm cho trở nên tối tăm, tỏa ra khí tức hung tàn khủng bố. Hai con mắt cóc đỏ thẫm đầy tơ máu, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn, nhìn chằm chằm Tiểu Ô Quy, rít lên một tiếng làm cả đất trời vặn vẹo, biến sắc. Một tiếng rít của nó làm cho hư không bị xé tung, tạo thành âm bạo dữ dội cuồn cuộn quét ngang khắp bát phương. Tiểu Ô Quy bị xung kích càng thêm phẫn nộ, không ngừng chửi bới. Kêu cái gì? Biết ngươi là giống được rồi, cái đồ không biết tồn ti. Sớm biết như vậy, năm đó lúc ngươi còn là nòng nọc nhỏ, quy ra bóp chết ngươi cho rồi. Không đúng, bóp chết cả ngươi, bóp chết ra ra nhà ngươi. Con cóc hạ xuống, khiến mặt biển như sụp đổ, mặt đất dạn vỡ khắp nơi. Nó nhảy lên, điên cuồng đuổi theo Tiểu Ô Quy. Bạch Tiểu Thuần bị sóng xung kích đẩy lùi, thét lên thê lương. Con rùa đen khốn kiếp, ta hận ngươi. Con cóc này nhìn quá hung tàn, dù trông không khủng bố như con cá sấu vàng, nhưng nhất định cũng không phải là loại dễ chọc. Thế mà con Tiểu Ô Quy này cứ chọc giận mấy con thú khủng bố như vậy. Bạch Tiểu Thuần thật muốn giết chết tươi con Tiểu Ô Quy. Thấy Tiểu Ô Quy bay về phía mình, hắn muốn phát điên, sử dụng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Chẳng những thiên yêu thần xuất hiện, cánh sau lưng cũng mọc ra. Bạch Tiểu Thuần dùng cả lực từ tính, hám sơn tràng hắn đều lôi ra dùng hết. Bạch Tiểu Thuần tốc độ không chậm, thế nhưng Tiểu Ô Quy còn nhanh hơn hắn. Trong chớp mắt, Tiểu Ô Quy đã bay vèo tới, còn bĩu môi với Bạch Tiểu Thuần. Sợ cái gì? Có quy ra ở đây
Thứ nòng nọc con này năm đó Quỳ Gia bóp chết không biết bao nhiêu con. Quỳ Gia hơi mệt, ta đi nghỉ đây. Người đừng có quấy rầy Quỳ Gia, nếu không Quỳ Gia sẽ mắng chết người đấy. Tiểu Ô Quỳ ngáp một cái, chui tọt vào trong túi chữ vật của Bạch Tiểu Thuần. Trước khi biến mất, nó còn hét lớn một câu: Nòng nọc nhỏ, có bản lĩnh người đánh nhau với chủ nhân của ta, đánh thắng được hắn thì hắn tìm tới ta. Bạch Tiểu Thuần gào lên, còn chưa kịp nguyền rủa, con cóc lớn đã đuổi tới nơi. Ta sai rồi, Quỳ Gia, ngươi tha cho ta đi, ta vốn thích rùa đen mà. Bạch Tiểu Thuần muốn rời nước mắt, điên cuồng bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần bi ai, hắn chợt nhớ tới con cá sấu vàng. Nếu tên Tiểu Ô Quỳ cứ mãi như thế này, chắc chắn có ngày sẽ giết cái mạng nhỏ của hắn. Ngươi sẽ bị báo ứng. Bạch Tiểu Thuần ướt nước mắt, vừa điên cuồng chạy vừa hét to: Thiên Giác tiền bối, cứu mạng! Xa xa, Thiên Giác Mặc Long vốn đang thảnh thơi dạo chơi, nghe thêm mấy tiếng cóc kêu, nó sừng sốt nhìn sang, trong mắt muốn rớt ra ngoài. Còn đang sừng sốt, lại nghe thấy tiếng kêu của Bạch Tiểu Thuần. Thấy Bạch Tiểu Thuần đang bay về phía mình, lần phía nó dựng đứng, gầm lên giận dữ: Chết tiệt, sao ngươi lại chọc lão cóc như thế này? Thiên Giác Mặc Long run rẩy. Trong thế giới này, nó là mạnh nhất, nhưng vẫn có mấy lão quái nó không dám trêu vào. Còn cóc này chính là một trong số đó. Đừng có tới đây, đừng có tới đây! Thiên Giác Mặc Long run rẩy hét to, nhưng Bạch Tiểu Thuần đâu thế nào có thể nghe thấy, tiếp tục điên cuồng chạy tới. Con cóc gầm lên dữ tợn, khiến Thiên Giác Mặc Long càng thêm run, mắt đỏ lên hung tàn. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy rất cảm động, lão lòng đối với mình thực là tốt, còn bay thêm nhanh hơn. Thiên Giác tiền bối, đại ân đại đức của ngươi, Bạch Tiểu Thuần ta nhất định ghi khắc trong lòng. Ta phải về tông môn đây, chỗ này giao lại cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảm kích. Bỗng còn cóc há miệng, cái lưỡi nhanh như chớp bùng ra, trong chớp mắt đã bắn thẳng tới chỗ Thiên Giác Mặc Long, rõ ràng là muốn diệt lão lòng trước, sau đó xử lý Bạch Tiểu Thuần. Lão lòng trừng mắt gào vang: Cóc đạo hữu, cái tên nhóc này dám chọc ngươi sao? Để ta chặn nó rút cho ngươi. Nhóc con, dám trêu đại ca ta, muốn chết sao? Thiên Giác Mặc Long gào vang, nhìn thì rất là uy phong, nhưng trong lòng không ngừng run rẩy. Con cóc sừng sốt, cái lưỡi khựng lại, không đánh Thiên Giác Mặc Long nữa, mà đổi hướng sang quấn lấy Bạch Tiểu Thuần còn đang sừng sốt, kéo mạnh một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, trước mặt tối sầm, hắn đã rơi vào thế giới đen kịt. Thiên Giác Mặc Long thấy rõ Bạch Tiểu Thuần bị lưỡi cóc quấn lấy, lôi vào trong miệng, bị cóc nuốt chừng. Thiên Giác Mặc Long run run, cố nặn ra nụ cười. Con cóc hung ác nhìn Thiên Giác Mặc Long một cái, xoay người nhảy đi. Chết rồi, Bạch Tiểu Tử bị lão cóc nuốt, nhưng mà lão cóc luôn tiêu hóa chậm, Bạch Tiểu Thuần lại thân thể cường hãn, trong thời gian ngắn chắc chắn là không sao. Thiên Giác Mặc Long vội báo cho các lão tổ Linh Khê Tông chạy về cứu viện. Bạch Tiểu Thuần ở trong bụng cóc dần dần nhìn rõ xung quanh, vừa nhìn thấy mặt quán đã trắng bệch, xung quanh hắn toàn là dịch nhờn, trong ấy có đủ các thứ đang nhúc nhảy nhúc nhích, rất là kinh gấm, cộng thêm một mùi chua chua đến buồn nôn. Cơ thể quán cũng bị dính dính, giơ cánh tay lên kéo theo một đống những sợi tơ. Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi, nôn ra một trận. Tiểu Ô Quỳ khốn nạn đáng chấm vạn lần, ta hận ngươi! Bạch Tiểu Thuần phát điên, thấy quần áo mình nhanh chóng bị ăn mòn, hắn kinh hãi. May mà hắn còn bất tử trường sinh công, thân thể cường hãn nên không phải sợ. Dùng hết sức lực vùng vẫy, Bạch Tiểu Thuần mới đứng dậy được, nhìn xung quanh cau mày. Nhất định đã bị con cóc thối tha kia nuốt, ta bây giờ đang ở trong bụng nó rồi. Bạch Tiểu Thuần muốn đi ra ngoài, nhưng lối đi đã bị bịt kín. Bạch Tiểu Thuần nổi khùng, huyết khí hóa kiếm chém mạnh một nhát. Mở ra cho ta! Phịch một tiếng, một kiếm kia rơi xuống, vang lên như tiếng kim loại chạm vào nhau, nhưng chẳng thể tạo ra được một chút tổn thương nào, dù là nhỏ bé. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Không được, nhất định phải tìm ra cách con cóc này mở miệng ra. Không dừng ở đây được, phải đi tiếp sâu vào bên trong, nói không chừng sẽ tìm ra cách. Nếu không... Chết tiệt, Bạch Tiểu Thuần ta cả đời anh hùng, đành phải đi ra cửa sau vậy. Bạch Tiểu Thuần thử dùng ngọc giản truyền thống nhưng không có hiệu quả. Hắn thở dài, cảm thấy mình thực là đáng thương, cất bước đi tiếp sâu vào trong. Quần áo hắn đều đã bị ăn mòn, nhưng thân thể cường hãn nên vẫn kiên trì được. Đường đi ướt sũng, dẫm xuống một cái là dính nhầm nhớp, làm cho Bạch Tiểu Thuần bị nôn không biết bao nhiêu lần. Tiểu U Quy, ta muốn giết ngươi! Bạch Tiểu Thuần muốn điên, lật tới lật lui túi chứa vật, nhưng không tìm ra được Tiểu Ô Quỳ.
Bạch Tiểu Thuần đành phải tiếp tục bước. Không biết đã đi được bao lâu, may mà hắn đã trúc cơ hậu kỳ tu vi, tầng thứ 7 linh hải cũng chỉ còn kém chút nữa là hóa tinh hoàn toàn, giúp hắn có được linh lực lâu dài, có thể chuyển hóa nội tức. Chủ yếu nhất là nhục thể của hắn cường hãn, mới kiên trì được thời gian ở nơi này, chịu đựng cảm giác bị ăn mòn, tiếp tục đi tới. Không xong rồi, đành phải chờ cứu viện thôi. Lão Long kia dù sợ chết nhưng nhất định sẽ báo cho các lão tổ biết. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng giận cái con rùa đen kia. Vừa đi vừa nguyền rùa chửi mắng. Đi tới một chỗ, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều thú cốt chưa tiêu hóa xong. Nhìn mớ thú cốt đã bị ăn mòn biến thành màu đen, Bạch Tiểu Thuần không ngừng run rẩy. Ta không muốn trở thành đống xương đó. Bạch Tiểu Thuần vội vàng bước nhanh hơn, không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Đang đi, bỗng từ trong túi trước vật, con rùa đen nhỏ thò đầu ra, ráo rác ngó quanh. Thực sự là vào được ư? Nó vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần sôi máu thò tay chụp. Nhưng con rùa quá nhanh, lập tức co đầu lại, làm cho Bạch Tiểu Thuần chụp hụt. Người đi ra cho ta! Bạch Tiểu Thuần giống nên giận dữ. Ngươi bảo ta ra là ta phải ra sao? Ngươi tưởng quy ra nhà ngươi là cái chảy gỗ sao? Ta không ra, ngươi làm gì được ta? Ngươi... Bạch Tiểu Thuần điên tiết sục sạo khắp túi chứa vật, nhưng không tìm được đối phương. Ta sai rồi, quy ra. Cứ như thế này ta sẽ bị người đùa chết mất. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc. Hắn thực sự không chịu nổi. Bản lĩnh gây họa của con rùa đen nhỏ này quá lớn, mỗi lần đều là chọc vào chỗ tồn tại kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần có một dự cảm, nếu cứ như vậy, chắc chắn có một ngày hắn sẽ bị đùa mà chết. Vì ngươi biết nghe lời, quy ra cho ngươi một cơ duyên này. Ngươi làm theo lời ta nói sẽ có thu hoạch lớn. Con rùa đen nhỏ lại thò đầu ra, lần này chỉ thò ra được cái sừng. Bạch Tiểu Thuần biết con rùa đã cảnh giác, hắn rất khó thành công, nên thở dài, làm theo những lời của con rùa, rẽ trái, quanh phải, đi tới một góc. Chính là chỗ này, nhanh lên, chỗ này là chỗ yếu nhất, dùng sức mạnh của ngươi chọc thủng nó đi. Ta cảm nhận thấy được, đây chính là chỗ lúc trước ta đi qua, tìm được bảo tàng. Con rùa đen nhỏ hưng phấn. Bảo tàng? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đương nhiên, nếu không ngươi tưởng quy ra nhà ta không rảnh rỗi đi chọc con cóc này tỉnh dậy sao? Tiếc thầy trong bụng con cá sấu vàng kia cũng có bảo tàng, nhưng lại không chịu nuốt ngươi vào. Con rùa đen nhỏ cười thở dài, sau đó lên mồm thúc giục. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phiền muộn, nhìn tình hình trước mắt, nghiến răng, vẫn hết tù vi khí lực của mình thì toái hầu tòa móc một cái. Xoẹt một tiếng, một cái lỗ xé rách ra, con cóc run lên, dịch tiêu hóa trong người nó ào ào phun ra như trời mưa. Dịch tiêu hóa này có lực ăn mòn rất mạnh, mỗi một giọt rơi trên người của Bạch Tiểu Thuần đều làm cho người của hắn tỏa ra khói trắng, làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng đau đớn. Dịch tiêu hóa rơi xuống càng lúc càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Bị dọa sợ, hắn hét một tiếng, dùng toàn lực không ngừng điên cuồng oanh kích. Nhanh, nhanh, cố gắng lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vậy mới giỏi chứ, ngươi làm được mà. Ta rất coi trọng ngươi đấy. Con rùa đen nhỏ hưng phấn kêu gào. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nữa, hét lớn. Câm miệng! Lỗ hồng cuối cùng cũng được xé ra khá khá, dù cho hắn thò hai cái tay vào trong, xé mạnh. Soạt! Có cái khe rộng ra, Bạch Tiểu Thuần vội vàng chui vào. Nơi này có một lối đi, bốn phía không còn là cơ thịt mà có nham thạch. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc, vì nơi đây không hề có mùi chua, ngược lại một có mùi thơm mát, làm cho người ta ngửi vào mà tâm hồn thoải mái. Con rùa đen nhỏ từ trong túi chữ vật bay ra, vô cùng hung phấn. Cuối cùng quy ra nhà ta cũng lấy được vốn rồi, tới đây rồi, xem giấu cái gì đây. Rùa đen nhỏ hai mắt sáng lên, tốc độ cực nhanh, vọt tới cuối lối đi. Ở đó có một thạch thất cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chân chạy tới. Cái thạch thất này to cả trăm trượng, xung quanh đính sợi thịt hai màu hồng lục, có hình nhánh dây kết nối với thạch thất, phân tán khắp nơi. Những sợi thịt hình nhánh dây hai màu kia rung rung, hình như chúng kéo dài xuyên qua cả cơ thể của con cóc. Chỗ này, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, nhìn thấy ở giữa thạch thất có một cái bệ đá. Trên bệ đá có một cái ngọc giản và có một cái dù màu đen. Thật sự có bảo tàng sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cái mùi thơm ngát kia chính là từ cái dù đen tỏa ra. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, Tiểu Ô Quy đã hét ầm lên. Ha, giàu quá! Đây là dùng đại thần thông chi lực, buộc con thú vốn có thể tấn thẳng vương thú này phải chậm tấn thẳng lại, hút bớt thần kinh, công lực của nó ngưng tụ ở đây, dùng cách không phải phong ấn,
nhưng còn mạnh hơn phong ấn này để điều khiển nó, biến nó thành một cái động phủ tế đàn di động. Cái này e rằng mới chỉ là một cái bán thành phẩm. Chủ nhân động phủ này nhất định đã gặp chuyện bất chắc. Nếu không, đợi tới khi hắn dựng xong, con thú này chắc chắn sẽ tấn chức vương thú, dùng cách thức này để điều khiển vương thú, dùng sinh mệnh lực của nó để kéo dài sinh mạng của mình. Đây chính là thủ đoạn của tu sĩ ma đạo thời viễn cổ. Con rùa đen nhỏ kích động bay vòng vòng trong động phủ. Bạch Tiểu Thuần nghe mà hết hồn, ngơ ngác nhìn cái thế đàn không thể nào tin được. Tu sĩ thời viễn cổ điều khiển vương thú. Đối với vương thú, Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì. Thiết đàn chính là một con chiến thú đủ tiềm chất để trở thành vương thú. Dù hiện nay vẫn chưa thực sự là vương thú, nhưng khả năng điều khiển vạn thú của nó đã đủ làm cho cả tông môn oanh động. Tiểu Ô Quy bay tới bệ đá, nhìn chằm chằm vào ngọc giản và cái dù. Bạch Tiểu Tử, mau xem trên ngọc giản viết cái gì, nhất định có lưu lại thân phận của người này, không chừng còn có lưu lại truyền thừa công pháp nữa. Nhanh lên, phát tài rồi. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp, nhìn ngọc giản, tới gần ngắm nghía, nghĩ chắc không có gì nguy hiểm, mới cầm ngọc giản lên, truyền linh lực vào. Một giọng nói tăng thường bỗng vang lên trong đầu quán. Tổ muốn chiến, tan phải trợ. Trận chiến này cửu tử nhất sinh. Cái dù tên vĩnh dạ, chưa thành phẩm, một khi hoàn thành, có thể thành thiên phẩm linh khí. Ta không muốn mang đi, lưu lại nơi này, người hữu duyên sẽ có được. Thú này căn cốt trời sinh phản bội, ít nhất phải có được thiên nhân chi lực mới tạm hàng phục được. Nếu tu vi không đủ, có thể dùng biện pháp ta để lại, rút bớt sinh cơ của nó để nâng cao chi lực bản thân. Thanh âm tiêu tán, trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên thuật pháp chỉ cách rút sinh cơ của con thú. Bạch Tiểu Thuần buông ngọc giản, vẫn còn ngơ ngác nhìn cái dù. Sau khi hoàn thành, chính là thiên phẩm linh khí. Linh khí, đó là bảo bối của một cái tông môn, là thiên phẩm. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp đi tới cầm lấy cái dù. Vừa chạm vào, cây dù lóe sáng, hàn khí ập vào mặt hắn, làm cho cả người Bạch Tiểu Thuần lạnh toát, máu như đông lại. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cầm được nó lên, nhưng lại không thể nào mở ra được. Mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng rỡ, nhìn chằm chằm cây dù, cười ha ha. Nhưng ngay khi cái dù bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi, giống như một cái phong ấn nào đó bị bật mở, cả động phủ rung rinh mãnh liệt, một luồng áp lực mạnh mẽ tản ra, giống như con cóc phát hiện ra trong người khó chịu, muốn dùng chi lực của bản thân ép nát cả Bạch Tiểu Thuần lẫn động phủ. Thông đạo ngoài động phủ sụp đổ, dịch tiêu hóa tanh tưởi ùa vào trong động phủ. Động phủ vỡ vụn, cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, miệng ứa máu tươi. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhớ tới những lời bên trong ngọc giản, Tiểu Ô Quy thét vàng hóa thành cầu vòng nháy mắt chui vào trong túi chữ vật của Bạch Tiểu Thuần biến mất. Bạch Tiểu Tử, nếu người chết, Quy gia sẽ thắp hương cho ngươi. Nhưng mà Quy gia thực đáng thương thầy, vừa mới chạy thoát khỏi ma trường lại bị khốn ở nơi này. Tiểu Ô Quy thét lên, im ngay. Bạch Tiểu Thuần nổi giận giống to, con cóc kia, ta biết ngươi có thể nghe được, ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ không làm hại ngươi. Ta cũng hiểu tu sĩ viễn cổ kia hơi quá đáng, nhưng mà hắn đâu có liên quan gì tới ta. Ta là vô tội, ngươi thả ta ra, chúng ta không phải là kẻ thù. Chúng ta thương lượng một chút, không ai làm hại lẫn nhau được không? Nếu ngươi bắt ta phải ra tay thật, ngay cả ta cũng phải sợ kết quả đó. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lực ép trong cơ thể con cóc bùng lên, lợi hại hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được sự căm ghét ngập trời, sự phẫn hận khủng khiếp con cóc dành cho tu sĩ viễn cổ kia. Giờ chuyển rời thẳng đến người của hắn. Ngươi ăn hiếp ta quá đáng. Cả người hắn nứt ra, ứa máu, con cóc rõ ràng muốn giết chết hắn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, làm theo lời hướng dẫn của ngọc giản, cầm cái dù đen đâm mạnh xuống dưới chân. Cây dù đâm thẳng vào thịt con cóc, máu tươi tràn ra. Bạch Tiểu Thuần một tay cầm dù, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, sau đó khẽ quát, vĩnh dạ. Một luồng hắc quang từ vĩnh dạ tán ra xung quanh, bao phủ cả động phủ và hết khu vực xung quanh hắn ở trong cơ thể con cóc. Hắc quang tỏa ra hình như đã kích phát những cấm chế trong cơ thể con cóc. Những điểm cấm chế nổ vang, vì đã phải qua thời gian quá lâu đã bị hư hao mất một chút, nhưng vẫn có một phần nửa còn hoạt động. Cả ngàn điểm cấm chế trước sau sáng lên, tạo lên những lực hút vô cùng mạnh mẽ. Hơn 1.000 điểm cấm chế là hơn 1.000 các động tỏa ra lực hút. Vĩnh dạ tán làm hạch tâm, tạo nên lực hút kinh thiên. Lực hút khủng khiếp này làm con cóc run rẩy, gào lên dữ dội. Sinh cơ do cả ngàn điểm cấm chế hút được đều truyền vào trong vĩnh dạ tán.
Một luồng sinh cơ mạnh mẽ từ cái dù truyền lên cánh tay đang cầm dù của Bạch Tiểu Thuần, chui vào trong người hắn. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần tóc bay phần phật, cả người đờ ra, trống rỗng. Khí huyết cũng là sinh cơ, điên cuồng truyền vào trong người hắn. Bất tử trường sinh công tự động vận chuyển, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Sức mạnh cơ thể của Bạch Tiểu Thuần cũng tăng lên với tốc độ không thể nào tin được. Bộ thiên yêu thần thứ ba, bộ thiên yêu thần thứ tư. Trong nháy mắt, sau lưng hiện ra bốn bộ thiên yêu thần ngửa mặt lên trời gào thét, còn cóc dễ dụa càng thêm kịch liệt. Những tiếng nổ vang không ngừng, hơn 1000 điểm cấm chế thi nhau tàn vỡ, còn cóc không ngừng gào rú thảm thiết. Nhưng lực hút vẫn không hề dừng lại, sinh cơ vô tận từ những điểm cống chế vẫn không ngừng dũng mãnh quần quận truyền vào trong vĩnh dạ tán, rót vào trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần, ngưng tụ thành những thiên yêu thần. Bộ thứ năm, bộ thứ sáu. Tiểu Ô Quy cẩn thận thập thò ló đầu ra, thế cảnh này thì há hốc miệng, vô cùng ganh tị với Bạch Tiểu Thuần. Chết tiệt, đây là vận khí cất chó gì vậy? Tiểu Ô Quy trợn trắng mắt bất lực. Nó đã nhìn ra, nếu bàn về thực lực chân thật, một vạn Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là đối thủ của con cóc. Thế nhưng cấm chế trong cơ thể con cóc và cái dù đen đã làm đảo ngược tất cả. Bảo Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ của con cóc cũng không bằng nói là cây dù hấp thu sinh cơ, những gì Bạch Tiểu Thuần phải làm chỉ là cách cầm lấy cái dù, đọc chú ngữ mà thôi. Đây rốt cuộc là động phủ của ai? Thủ đoạn cỡ này quả thực là hiếm thấy. Tiểu Ô Quy thở dài. Vào lúc đó, ở bên ngoài, trong núi hoàng, con cóc lớn gào thét, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân quần quận, núi non sụp đổ. Con cóc không ngừng nhảy nhót, va chạm vào trong mặt đất run rẩy. Cơ thể nó đang héo rũ đi với tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức mắt thường cũng có thể thấy được. Chim thú run rẩy, không ít con chết ngay tức khắc. Phạm vi trong vòng ngàn dặm đã trở thành một khu phế tích. Con cóc đã nổi điên, cách đó vạn dặm, năm lão tổ Linh Khê Tông và tất cả danh sách truyền thừa đều đang vận hết tốc lực bay tới. Thiên giác Mạc Long cũng đi theo để chỉ đường. Lão tổ đời thứ nhất thất sắc lo lắng. Lúc họ nhận được tin thiên giác Mạc Long, cũng chính là thời điểm quan trọng đang thu thập thiên thú cốt, không thể nào ngắt bỏ ngang được. Đến khi thu thiên thú cốt xong, liền vội vã triệu tập các truyền thừa, vội vàng chạy đi cứu Bạch Tiểu Thuần. Còn cóc kia tuy tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng dám làm tổn thương thiếu tổ tông ta, lão phù nhất định rút gân của nó ra. Lão tổ đời thứ nhất nghiến răng, Thiết Mộc Chân Nhân, Lý Tử Mặc và hai lão tổ còn lại cũng đều lo lắng. Nếu Bạch Tiểu Thuần thực sự xảy ra chuyện, đối với Nghịch Hà Tông chính là một cái tai họa lớn. Nếu không có hắn, tương lai sau này tông môn nhất định sẽ sớm bị phân liệt và phân tranh. Lý Thanh Hậu bay với tốc độ nhanh nhất, sát ý bốc cao. Thiên Giác Mặc Long căng thẳng, không dám nói nhiều, dùng toàn lực chỉ đường, một đoàn người vèo vèo bay tới chỗ còn cóc. Thiên Giác Mặc Long chưa kịp nói gì, tiếng gào vang trời từ xa vọng tới, núi non sụp đổ, đất đai vỡ toang, chim thú thi nhau mất mạng, làm cả đoàn đều hết hồn. Chuyện gì vậy? Mọi người kinh hãi, lại càng thêm lo lắng. Trong cơ thể con cóc, Bạch Tiểu Thuần đã ngưng tụ xong bộ thiên yêu thứ 7. Ngay sau đó là bộ thứ 8, bộ thứ 9. 9 bộ thiên yêu thần hiện ra sau lưng hắn, sức mạnh cơ thể đã bạo tăng, tu thành bất tử trường sinh công. Chỉ cần sinh cơ đầy đủ là có thể tăng tiến vô hạn. Năm đó ở Huyết Khê Tông, nhờ huyết khí huyết tổ đã giúp bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần bay vọt. Hôm nay khí huyết của con cóc lại giúp bất tử trường sinh công tăng lên tầng thứ 2, đạt tới một trình độ kinh khủng. Bộ thiên yêu thần thứ 10 đang nhanh chóng hình thành. Khi nó hình thành hoàn chỉnh, bất tử trường sinh công đã đạt tới tầng thứ 2, cảnh giới Tu La Thần. Sau Tu La Thần là bất tử kim cường thần. Đến lúc đó, hắn có thể trùng kích tầng gông cùm xiềng xích thứ 2 của cơ thể. Cơ thể sẽ có thành tựu nguyên đan hoặc là bất tử kim cường đan. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Khi bộ thiên yêu thần thứ 10 thành hình, linh hải trong cơ thể hắn cũng biến đổi. Tầng thứ 7 linh hải hóa tinh, tầng thứ 8 linh hải cũng hóa tinh với một tốc độ khủng khiếp. Tầng thứ 9 cũng đã hóa tinh hơn phân nửa và vẫn còn đang tiếp tục. Tất cả những điều này đều nhờ vĩnh dạ tán. Cây dù này đầy tà khí, không ngừng hấp thu sinh cơ của con cóc. Dù với những điểm cấm chế bị vỡ, lực hút đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng con cóc cũng đã bị hút tới mức sắp chết. Con cóc cố gắng dãy giụa, nhưng cơ thể nó vẫn không ngừng càng lúc càng héo rũ đi. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, tầng linh hải thứ 9 đã hóa tinh được 9 phần, chỉ còn một chút xíu nữa là thành trúc cơ đại viên mãn.
sau lưng hắn là bộ thiên yêu thân thứ 10 đã thành hình. 10 bộ thiên yêu thân nhanh chóng chồng lên nhau, mờ dần đi, hóa thành sương mù. Bên trong sương mù quần quần ấy có một cái gì đó rất kinh khủng đang chấn động. Một cái pháp hoàn cực to lờ mờ hiện ra. Pháp hoàn này do hỏa diễm tạo thành, bên trong mơ hồ có rất nhiều hồn phách không ngừng gào rú. Hai con mắt đỏ rực xuất hiện, sau đó bên cạnh chúng là đôi mắt đỏ thứ 2, đôi mắt đỏ thứ 3. Mơ hồ có thể thấy trong thân ảnh sương mù có thứ 3 cái đầu. Hai cánh tay đen thui thô to từ trong sương mù thò ra, rồi đôi cánh tay thứ 2, đôi cánh tay thứ 3 xuất hiện. Sương mù rút lại, tạo thành một bộ áo giáp màu đen. Một thân ảnh hiện ra rõ ràng, cao, to, đội trời đạp đất, chấn động thương khung. Ba đầu sáu tay, uy vũ động trời, chính là Bất Tử Tu La Thần. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt rực sáng lên sáng quắc. Hồn phách của hắn hình như đã trở về, hắn đã trở lại tỉnh táo hơn bình thường. Tay phải cầm Vĩnh Dạ Tán, kết thúc việc thôn phệ con cóc, bay nhanh lên, hai tay xé mạnh, xé toang một cái lỗ to, hắn vọt lên trời. Chỉ thiếu một chút xíu nữa là đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, vui sướng không tả nổi. Con cóc khổng lồ bây giờ gầy nhằng, hấp hối. Nếu Bạch Tiểu Thuần không dừng tay, nó đã thành bộ xương khô. Nó thoi thóp chút hơi tàn, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy cầu xin. Nó thực sự đã sợ. Lúc trước nó muốn định giết Bạch Tiểu Thuần, thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có sợ hãi, chỉ muốn xin Bạch Tiểu Thuần tha cho nó. Nhất là cây dù đen Bạch Tiểu Thuần đang cầm ở trong tay, làm cơ thể của nó không ngừng run rẩy. Hồi nãy ta muốn thương lượng với ngươi, ngươi lại không chịu, quyết ăn hiếp ta mà. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Ta đã nói rồi, nếu bắt ta ra tay thực, kết quả của nó ngay cả ta cũng phải sợ, mà ngươi thì không chịu tin. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cảm thấy rất là cảm khái. Nghĩ cả đời mình lúc nào cũng còn mình nỗi lạc, trước khi ra tay đều nhắc nhở đối phương, nhưng chẳng có lần nào người ta chịu tin cả. Còn đang cảm khái, bỗng từ xa có rất nhiều cầu vòng bay tới. Hắn chớp mắt, hầu như không cần suy nghĩ, đây đã gần như trở thành bản năng. Tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào con cóc, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm, khất cảm lên, nhàn nhạt mở miệng. Cóc quái dị vô địch thiên hạ kia, dám đấu pháp với Bạch Tiểu Thuần ta sao? Người có phục hay không? Đám lão tổ vừa bay tới, vừa vặn nhìn thấy một con cóc tiều tụy tới mức làm cho cả đám người đều phải giật mình. Con cóc không còn to cả vạn trượng, mà chỉ lại còn có một lớp da, gục xuống đất, hấp hối, mắt đầy sợ hãi nhìn một người đứng trước mặt nó. Cái người kia, mọi người lướt nhìn một cái là nhận ra, chính là Bạch Tiểu Thuần. Họ cũng nghe được câu nói của Bạch Tiểu Thuần, bối rối quay sang nhìn nhau. Họ ngàn vạn xa xôi lo lắng chạy tới, vốn định đã cứu người, nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy một cảnh như vậy. Lý Thanh Hậu trợn tròn mắt, các truyền thừa khác cùng với lão tổ cũng há hốc mồm. Thiên Giác Mặc Long không thể tin nổi, nhìn vóc dáng gầy còm của con cóc, không biết chuyện gì đã xảy ra, không lẽ nào là nhận nhầm cóc? Thiên Giác, ngươi xác định là con cóc đó chứ? Lão tổ đầu tiên im lặng một lúc, quay sang hỏi Thiên Giác. Ta... Thiên Giác Mặc Long hơi ngẩn ra, ngần ngừ rất kỹ nhìn, làm sao có thể nhận nhầm con cóc này được. Thế nhưng chuyện đang nhìn thấy quả thực không thể nào tin nổi. Nó nhìn sang Bạch Tiểu Thuần đầy kính sợ. Bạch Tiểu Thuần giả bộ tới bây giờ mới nhìn thấy mọi người, cả người hừng hực khí thế, uy nghiêm vô song, ôm quyền cúi đầu xuống. Bái kiến các lão tổ, chư vị hảo tâm, Bạch Mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng con cóc quái dị này một mình Bạch Mỗ đã hằng phục được rồi. Bạch Tiểu Thuần nói một câu làm thần sắc mọi người càng thêm cổ quái, trơ mắt nhìn cái tên kia khoác lác, nhưng lại không phản bác gì được, làm ai nấy đều cầm cười khổ. Cái thằng nhóc Bạch Tiểu Thuần này không biết tới bao giờ mới chịu lớn đây. Ngươi làm sao làm được? Lão tổ đầu tiên không nhịn được hỏi. Lão cũng nhìn ra tu vi con cóc này tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí tới trình độ đại viên mãn, còn cách thiên nhân một chút cơ duyên. Đệ tử trời sinh thần lực, lại đặt thiên mạch trúc cơ, lấy tâm cảm động thương khung, đánh xuống thiềm điện đầy trời, đánh nó trọng thương, nhưng vì lòng thương cảm nên dừng tay lại, định tha cho nó một mạng. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cảm lên, tạo ra vẻ phong khinh vân đạm. Những lời hắn nói thực làm cho tất cả mọi người nghe xong đều muốn đập choán một trận. Ngay cả Lý Tranh Hậu cũng có cảm giác đó. Ông nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đắc chí mà cười khổ trong lòng. Lão tổ, chư vị đạo hữu, các người cứu ta, tuy Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại,
đã một mình chế ngự con cóc tuyệt thế này, nhưng tình ép đồng môn của các vị thuần ta xin ghi nhớ ở trong lòng. Còn cóc quái dị này nộp cho tông môn đi. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt, dù là hung thú tuyệt thế như thế nào cũng sẽ đều tan thành mây khói. Mặt lão tổ đầu tiên rúm lại, thực sự không tin được nữa, trợn mắt trừng Bạch Tiểu Thuần, sau đó cúi xuống nhìn con cóc khổng lồ, trong lòng vui vẻ, thu hồi con cóc vào. Dù con cóc nguyên khí đã đại thương, nhưng đem về bồi dưỡng cũng sẽ khôi phục lại được một ít tù vi, làm thú hộ môn Linh Khê Tông cũng là rất tốt. Nhất là trên người nó vẫn còn vương lại một chút khí tức vương thú, làm các lão tổ rất hài lòng. Về phần sinh cơ của nó bị thiếu khuyết, đương nhiên các lão tổ đều đã nhìn ra, nhưng chẳng có ai nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần lại mang theo không ít thầm ý. Nhưng không sao cả, truyền thừa Linh Khê Tông họ đều biết, tạo hóa của ai là cơ duyên của người đó. Nếu đồng tông giết loạt lẫn nhau, tất sẽ làm tông môn sụp đổ. Chưa kể Bạch Tiểu Thuần còn là thiếu tổ, dù họ có là nguyên anh thực thì cũng không thể quá phận. Mọi người nhanh chóng xử lý mọi việc, Bạch Tiểu Thuần lại ra vẻ cao thủ cô đơn, nhưng trong lòng vô cùng đắc ý. Nơi đây quả nhiên có tạo hóa nha. Không tệ, không tệ. Xem ra không nên vứt con tiểu ô quy kia đi nữa. Có nó rồi, không chừng sau này có thêm tạo hóa nữa. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn, chợt nhìn thấy thiên giác Mạc Long, nhớ tới cảnh lúc trước, trừng mắt nhìn nó. Thiên giác run lên, lúc thấy con cóc bị hút đi hơn 9 phần sinh cơ, nó đã rất kinh hãi. Không biết Bạch Tiểu Thuần đã dùng thủ đoạn gì, nhưng rõ ràng là quá sức khủng bố. Giờ thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, nó theo bản năng mà liền ra vẻ lấy lòng. Bạch Tiểu Thuần độ lượng phẩy tay, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Đoàn người nhanh chóng tới chỗ của vòng xoáy, xuyên qua vòng xoáy, trở về Linh Khê Tông. Mọi người rời đi, vòng xoáy biến mất, thiên sắc Mạc Long lại chìm vào trong vực sâu, làm người bảo vệ. Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 90. Mọi người trở về, có thiên nhân thú cốt, thông thiên chiến thuyền cũng nhanh chóng hoàn thành. Tổng cộng có 3 chiếc thông thiên chiến thuyền, khác nhau, lớn nhất chừng 10 vạn trượng, hừng hực khí thế, dù đặt ở đâu cũng sừng sững như một ngọn núi lớn. Khí tức của chiến thuyền còn mạnh hơn cả nguyên anh lão tổ, lên tới cấp thiên nhân. Trên nguyên anh chính là thiên nhân cảnh, lấy xương của thiên nhân cảnh hung thú để chế tạo chiến thuyền, dù không phát ra được thiên nhân chi uy thực sự, nhưng cũng đủ để chấn nhấp bốn phương, khiến cho một đường đi ngược thông thiên hà trở nên cực kỳ an toàn. Một chiếc chiến thuyền to 10 vạn trượng, đủ chứa tất cả tu sĩ xuất chiến của Linh Khê Tông. Chiếc chiến thuyền thứ hai dù nhỏ hơn một chút, chừng 7 vạn trượng, chế tạo cho Huyền Khê Tông. Chiếc thứ ba có 3 vạn trượng, ba chiếc chất liệu hoàn toàn giống nhau, có khí tức tiên nhân. Đối với Đan Khê Tông, chỉ một chiếc này đã đủ chứa tất cả mọi người. Còn Huyết Khê Tông, lúc thương nghị ở Hùng Thành, Huyết Khê nhất mạch không yêu cầu Linh Khê Tông chế tạo thông thiên thuyền, hình như họ đã có cách riêng. Ba chiếc thuyền xuất hiện, mọi người đều hiểu trận chiến quan trọng đã tới. Bạch Tiểu Thuần không muốn ai phải chết, nhưng hắn không phải là thánh nhân, hắn chỉ quan tâm được những người thân và bằng hữu, không thể quản được tất cả mọi người. Nửa tháng sau, Linh Khê Tông rung chuông, tất cả tu sĩ Linh Khê nhất mạch có tên xuất hiện trong danh sách xuất chiến đều đã lên thuyền. Tất cả chí bảo, bảo bối liền đều lấy ra hết, đưa tới trong thuyền. Cả cỗ quan tài chân linh cũng được các lão tổ cẩn thận đưa lên. Ngay cả chân linh cũng mời theo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, trận chiến này Linh Khê nhất mạch quả thực đã dùng toàn lực. Sau 3 ngày, cả Linh Khê Tông đã trở nên gần như trống rỗng. Chỉ còn một ít đệ tử ngoại môn ở lại để trông coi sơn môn và mở luôn đại trận phòng vệ. Bạch Tiểu Thuần đứng trên thuyền, nhìn về sơn môn Linh Khê, một tiếng nổ vang, chiếc thuyền biến mất. Khi hiện ra, đã ở ngoài Lạc Trần Sơn Mạch, đây đã là phạm vi truyền tống cực hạn. Đi thêm tiếp nữa là đã vào địa phận của Huyết Khê nhất mạch. Người của Huyết Khê Tông đã đứng chờ sẵn, đi tới bái kiến. Được đệ tử Huyết Khê Tông dẫn đường, thông thiên chiến thuyền bay thẳng về phía sơn môn Huyết Khê Tông. Chưa tới 3 canh giờ, đã nhìn thấy thông thiên hà xa xa và bàn tay to lớn của huyết tổ thò lên, tạo thành ngọn núi. Tu sĩ Linh Khê nhất mạch đa số đều chưa bao giờ thấy được sơn môn của Huyết Khê Tông, nay được tận mắt nhìn thấy, ai cũng trầm trồ. Đó là một cái bàn tay. Trời ơi,
là một bàn tay từ dưới thông thiên hà thò lên. Chỉ là một bàn tay mà thành năm ngọn núi, cơ thể người này không biết khổng lồ tới cỡ nào đây. Đây là Huyết Khê Tông sao? Người của Huyết Khê Tông nhìn thấy thông thiên chiến thuyền đều kinh hãi. Là thuyền làm từ cốt của thiên nhân thú. Linh Khê nhất mạch giấu thật kỹ. Trong tứ đại mạch, Linh Khê đúng là kẻ giấu giếm ghê gớm nhất. Thông thiên chiến thuyền hạ xuống thông thiên hà, nước sông vàng văng tóe khắp nơi. Mọi người hồi hộp nhìn chiến thuyền lơ lửng ở trên thông thiên hà, không bị ăn mòn, không bị hư hại. Có áp thiên nhân từ thiên thuyền tỏa ra, hồng linh trong nước cũng tránh xa ra. Ai nấy họ reo hoan hô vang dội. Huyền Khê Tông Xích Hồn lão tổ bất mãn hừ một tiếng. Hàn Tông, tài liệu chúng ta đưa đủ để chế ít nhất 5 cái thông thiên chiến thuyền kia. Xích Hồn, đừng mất kiên nhẫn vậy. Huyền Khê các người tới đàn khê, Hàn Mỗ đã chuẩn bị cho. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông cười ha ha, phất tay. Chiếc chiến thuyền thứ hai xuất hiện, sau đó là chiếc thứ ba. Xích Hồn lão tổ gật gù, nhìn chiến thuyền, mắt nóng lên. Giá trị của thiên nhân thú cốt vẫn còn vượt xa giá trị của đống tài liệu họ đưa ra. Mấy lão tổ đan khê tông nhìn thấy chiến thuyền ba vạn trượng cũng thấy đủ thỏa mãn, vì trong tứ đại tông mạch, đan khê là yêu nhất. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người trong lòng thỏa mãn và tự đắc. Tứ đại tông môn nhờ ta hỗ trợ đã hoàn toàn thống nhất cái tên Nghịch Hà Tông. Tuy chỉ bình thường nhưng cũng là do ta đạt đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất tự hào, hít sâu. Thình lình nhìn thấy Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển mỉm cười nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần thì đang định giơ tay lên chào lại thì cánh tay đã bị siết chặt. Hầu Tiểu Muội đã giữ chặt cánh tay của hắn, trừng mắt nhìn Tống Quân Uyển, sau đó vui vẻ chỉ lên trời. Tiểu Thuần ca ca, nhìn kìa, Diên Vĩ Điều. Bạch Tiểu Thuần vô thức ngẩng đầu nhìn con chim trên trời, người run run. Trần Mạn Giao đứng sau lưng lão tổ Đan Khê nhìn thấy chiến thuyền, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của cơ hôi biến đổi. Định xoay mắt đi, bỗng tóc gáy dựng thẳng lên, như có một ánh mắt nhìn từ trên thuyền của Linh Khê Tông quét thẳng vào cổ của cô. Ánh mắt đó không phải của Bạch Tiểu Thuần, mà là của một cô gái xinh đẹp đứng trong đội ngũ đệ tử của Linh Khê. Cô gái đó mặc áo xanh, gương mặt không thể hiện cảm xúc, đang như cười như không nhìn Trần Mạn Giao. Cái nhìn này làm cho Trần Mạn Giao toát lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, sợ hãi một cách vô thức. Cô vội cúi đầu xuống, cả người run rẩy. Cô gái đó là ai? Ánh mắt đó sao lại đáng sợ như vậy? Người nhìn Trần Mạn Giao chính là Công Tôn Uyển Nhi. Cô gái đang mỉm cười nhìn ngắm xung quanh, dáng vẻ lười nhác giống như mọi thứ đối với mình rất là nhàm chán. Hồi trước chiến tranh và sau chiến tranh đều không làm cho cô hứng thú. Duy chỉ có khi nhìn cái người đang cứng đờ bên cạnh Hầu Tiểu Muội kia, trong mắt cô mới hiện lên cảm xúc mà người ngoài không thể nào hiểu được. Ca ca, người với mấy lão bất tử đó có quan hệ gì vậy? Công Tôn Uyển Nhi cười tươi tắn, đôi tròng mắt đen láy ở trong một cái chớp mắt đã trở thành màu trắng, nhưng sau đó đã nhanh chóng lại thành màu đen mà không ai hay biết. Tu sĩ Huyền Khê và Đan Khê nhanh chóng vọt lên trên thuyền. Trong Huyết Khê nhất mạch, Thủy Tổ Phong Thần Tử nhìn lão tổ đầu tiên của Linh Khê, Hàn Tông. Phong Thần Tử, chi bảo di chuyển cho tam mạch chúng ta đều đã xuất hiện. Huyết Khê nhất mạch các người có thủ đoạn gì? Lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Thấy Phong Thần Tử nhìn mình, Hàn Tông cười, đắc ý nói. Hàn Tông rất tự hào và ngạo nghễ về ba chiếc thông thiên thuyền cho Tông mình tạo ra. Không cần vội, người sẽ thấy nhanh thôi. Thủy Tổ Phong Thần Tử hừ một tiếng, quay sang Bạch Tiểu Thuần. Táng Nhi, chuẩn bị xong chưa? Thủy Tổ Phong Thần Tử hỏi một cái, ai nấy đều sửng sốt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang đau đầu vì Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển, nghe thấy Thủy Tổ gọi, vui sướng ngẩng đầu lên. Lão Tổ, đệ tử đã chuẩn bị xong. Hắn vội rút tay ra khỏi Hầu Tiểu Muội, nhảy vọt đi. Hầu Tiểu Muội mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi thu mắt lại, đắc ý nhìn Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển hừ một cái, cô với Hầu Tiểu Muội chưa bao giờ nhìn nhau vừa mắt. Tốt. Huyết Khê Tông, tất cả tu sĩ trúc cơ, kim đan đi theo ta. Huyết Khê Thủy Tổ lên tiếng. Tất cả trúc cơ hộ pháp, trưởng lão, đại trưởng lão, huyết tử, thái thượng trưởng lão, huyết phách, bảy đại lão tổ đều đã xuất hiện. Thủy Tổ Phong Thần Tử bấm niệm pháp quyết, khí huyết mọi người bùng lên, tạo thành một cây trụ đỏ,
đập mạnh lên cánh tay của huyết tổ. Thân thể huyết tổ 108 đại huyệt lên. Phong thần tử hô vang, lão đã chờ đợi ngày hôm nay suốt cả đời mình. Tu sĩ trúc cơ bay ra, Tống Quân Uyển, Tống Khuyết, Cổ Liệt, Thần Toán Tử đều ở trong đó. Với huyết tử, đại trưởng lão của các núi bay vào cánh tay huyết tổ, sau đó tản ra 108 đại huyệt. Có người trấn thủ một mình, có khi là mấy người cùng liên thủ. Huyết tổ thân thể 72 khiếu. Phong thần tử lại hô, các thái thượng trưởng lão hú vang vọt đi. 72 khiếu cần 72 tu sĩ kim đan tọa trấn, dùng sức mạnh của bản thân để trấn thủ. Nếu tu vi không đủ thì có thể để 2 người, 3 người và cùng hợp tác. Các thái thượng trưởng lão vừa biến mất, cơ thể huyết tổ bên trong Thông Thiên Hà xuất hiện điểm sáng lóng lánh. Những điểm sáng này lần lượt xuất hiện, kéo dần cánh tay hóa thành sơ môn, đủ 72 cái điểm sáng. Huyết tổ chi thân 36 mạch. Thủy tổ lại hét to, tất cả huyết phách vọt lên, làn da trên huyết tổ sáng lên. Nước Thông Thiên Hà như muốn bắn lên trời, một luồng uy áp khó tả xuất hiện. Hùng linh trong Thông Thiên Hà ào ào bỏ chạy, không dám ở gần. So với thiên nhân khí tức của ba chiếc thuyền trước đó, lần này chúng còn sợ hơn. Bảy hồn ba vía, các nguyên anh, mỗi người làm một phách, tam hồn thiếu khuyết không thể di chuyển huyết tổ chi thần. Táng Nhi, ngươi chính là tam hồn. Huyết tổ có thể đứng dậy hay không đều là do ngươi. Huyết khê thủy tổ cười to, thân thể xoắn một cái, đã cùng 6 vị lão tổ còn lại bay đi. 7 lão tổ bay lên đầu của huyết tổ, dùng tu vi bản thân hóa thành phách. Mấy trăm trúc cơ, trên 100 kim đan, hơn 10 kim đan thiên kiêu, cộng thêm 7 nguyên anh tụ lại, muốn làm cho huyết tổ đứng lên. Dù chỉ là cử động đơn giản, nhưng dùng cơ thể huyết tổ thi triển cũng đủ phạm phong vân biến sắc, thiên địa nổ vang. Nhưng huyết tổ nói không sai, người quyết định thành bại lại chính là Bạch Tiểu Thuần. Trước khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Huyết Khê Tông đã từng thử nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thành công làm cho huyết tổ nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, bộc phát huyền khí, bộc phát huyết khí, hóa thành một làn huyết ảnh bay vào người huyết tổ. Chui vào trong, hắn lập tức cảm nhận được sự hân hoan chào đón của cơ thể huyết tổ. Giúp tốc độ quán nhanh hơn, hắn chẳng cần dùng thủ đoạn gì, cùng một đường thông suốt, không chút trở ngại. Trúc cơ là huyệt, kim đan là khiếu, huyết phách là mạch, lão tổ là phách, còn ta chính là hồn. Bạch Tiểu Thuần bay về hướng trái tim của huyết tổ, nơi hắn đã từng gặp Đỗ Lăng Phi. Hắn nhìn thấy trái tim héo rũ, thấy mạch máu răng mắc khắp nơi, đến trái tim, nhanh chóng dung hợp vào với trái tim đó, thay thế cho nó. Tiếng tim đập của hắn dần dần truyền khắp bốn phía, dần thay thế cho trái tim của huyết tổ. Những nhịp tim của nó làm các mạch máu xung quanh bắt đầu run rẩy. Bạch Tiểu Thuần tản ra thần thức, cảm nhận được cơ thể huyết tổ. Các tu sĩ trúc cơ làm đại huyệt, thái thượng trưởng lão làm khiếu, huyết phách làm kinh mạch, và bảy lão tổ hóa thành phách. Ta chính là huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần gầm vang, tất cả tu sĩ huyết khê tông trong cơ thể huyết tổ đều nghe vậy. Câu nói quán như tín hiệu, tất cả người của huyết khê tông đều hét vang, bộc phát khí khí toàn thân. Bạch Tiểu Thuần thân là huyết chủ, khiến hắn cảm nhận được vị trí của tất cả mọi người và liên hệ được với họ. Tất cả những gì họ còn thiếu trước đến nay chính là một người có khả năng kết nối ý thức với họ vào một nơi. Và người đó phải là huyết chủ. Cơ thể huyết tổ rung chuyển, khiến cả Thông Thiên Hà quần quận, sơn môn huyết khê run rẩy. Đứng lên đi, đứng lên đi. Không biết ai là người hô lên đầu tiên, sau đó các tu sĩ huyết khê tông đều đồng loạt hô vang câu này. Nhưng muốn điều khiển huyết tổ đâu có dễ dàng như vậy. Sự chấn động này kéo dài suốt cả 7 ngày. Buổi trưa ngày thứ 7, trên bàn tay huyết tổ, cũng chính là sơn môn huyết khê tông, ngón tay giữa bắt đầu nhúc nhích. Ngón tay từ từ co lại, làm các kiến trúc xây dựng trên nó bị ép vỡ tan, đất đá tróc ra, Thông Thiên Hà bao phủ cơ thể huyết tổ cũng cuồn cuộn sóng lớn. Những ngón tay còn lại cũng lần lượt cử động. Tu sĩ huyền khê nhìn mà điên cuồng, ba mạch còn lại không ngừng kinh hãi. Không thể nào mô tả được sự rung động này, tận mắt nhìn thấy những ngón tay to như ngọn núi nhúc nhích, co duỗi, đối với tất cả mọi người là chuyện chẳng khác gì thần thoại cả. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi việc này xảy ra, mọi tu sĩ đều không tránh khỏi sửng sốt. Các lão tổ của Thăm Mạch đều biến sắc. Huyết khê tông huyết tổ, nếu thực sự có thể đứng lên được. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông Hàn Tông chán dịn mồ hôi lạnh, nhận ra Bạch Tiểu Thuần còn quan trọng huyết khê tông hơn những gì mình nghĩ rất nhiều. Xích hồn lão tổ hít sâu, nuốt nước miếng,
chán cũng dớm mồ hôi. Thầm nghĩ may mà lúc hai tông linh huyết đánh nhau, huyết tổ chưa đứng lên được. Nếu không, trận chiến đó nhất định là một phát quét ngang. Huyền Khê Tông còn tồn tại một nửa nhân số đã là may mắn lắm rồi. Ngón tay nhúc nhích cũng kéo dài tới mấy ngày. Mấy ngày đó đất đá không ngừng rơi lả tả. Sơn môn Huyết Khê Tông không còn hình dạng như núi mà đã thành là một bàn tay. Có những chỗ còn nhìn thấy được cả làn da. Đến một ngày, năm ngón tay của huyết tổ từ từ khép lại, nắm thành nắm đấm, đồng thời cánh tay của nó cũng bắt đầu chuyển động. Dù chỉ là một cử động đơn giản, nhưng nó dính chặt ở trong đất nên khiến mặt đất rung chuyển, nứt toác thành hố. Những nơi gần Thông Thiên Hà bắt đầu sụp xuống. Nước sông dành lên quần quận, làm các thông thiên chiến thuyền cũng lắc lư. Hắn định làm cái gì? Di động cánh tay? Chẳng lẽ là muốn đè xuống đất, mượn lực lượng đứng lên? Xích Hồn lão tổ nghẹn ngào. Lão vừa nói xong thì mọi người cũng vừa lúc nhìn thấy cánh tay khổng lồ, đúng là đang làm đúng hành động đó. Đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên. Những giọng nói hô vang như một làn sóng, lần này còn to hơn lần trước. Nham thạch bám trên cánh tay huyết tổ rầm rầm rớt ra, cánh tay di chuyển nghiến liền ken két. Bên trong cơ thể huyết tổ, tất cả mọi người đều đang vận hết lực. Người gian nan nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng những phải tụ hợp ý thức của mọi người vào một chỗ, mà còn phải tự mình biến thành đầu mối, điều khiển mọi thứ sao cho ăn khớp với nhau. Nửa tháng này, hắn không ngừng thử nghiệm, không biết đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Ta là huyết tổ! Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Trong lòng hắn đã bừng lên cảm giác mà hắn đã từng có khi nhận truyền thừa. Cảm giác rằng hắn chính là huyết tổ. Lần này cảm giác rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Hắn giơ cao tay phải, ấn mạnh xuống. Ngay khi hắn giơ cao lên, bên ngoài tu sĩ Tam Tông đều nhìn thấy một cảnh không thể nào tin được. Đó chính là... bắt đầu rồi. Cánh tay của huyết tổ nâng lên, xoay một vòng về sau, bàn tay ấn mạnh xuống đất, khuỷu tay giơ lên cao, muốn đè xuống đất để mượn lực đứng lên. Thông Thiên Hà cuộn trào như điên cuồng. Bên dưới mặt nước, hai luồng hào quang sáng ngời xuất hiện. Đó là đôi mắt của huyết tổ, mắt của Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt đã bao nhiêu năm nhắm chặt dưới Thông Thiên Hà, nay đã từ từ mở ra. Tu sĩ tứ mạch của Nghịch Hà Tông cả đời không thể nào quên được hình ảnh ngày hôm nay. Bàn tay to lớn như ngọn núi của huyết tổ ấn mạnh xuống đất. Phần còn lại của cánh tay từ dưới Thông Thiên Hà từ từ thò lên. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, ngơ ngác nhìn nửa cánh tay dưới Thông Thiên Hà trồi lên. Nhìn bàn tay đang đè xuống mặt đất. Bàn tay đó như dồn lực, lần nữa ấn mạnh xuống đất. Rào một cái chòm đầu như là hòn đảo từ dưới Thông Thiên Hà trồi lên. Nước sông ào ào nâng lên theo. Thông Thiên chiến thuyền 10 trượng của Linh Khê Tông nghiêng ngả, ba chiếc chiến thuyền bị sóng đẩy giạt ra. Sau đó một đôi mắt xuất hiện, tới cái mũi, cái miệng, một tiếng gầm làm cả đất trời rung chuyển từ trong miệng cự nhân truyền ra. Cánh tay huyết tổ lại ấn xuống, lấy thế, lần này tới lượt cái cổ huyết tổ thò ra. Nước Thông Thiên Hà dâng lên cả trăm trượng, một cánh tay từ dưới Thông Thiên Hà vươn lên, đặt xuống mặt đất ở bờ bên kia. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện đầy khe nứt, đất đai sụp đổ. Dưới bàn tay khổng lồ của huyết tổ, mặt đất cứng cũng trở nên mềm nhũn. Hai cánh tay vừa ấn xuống và một cơ thể kinh thiên từ dưới Thông Thiên Hà từ từ đứng lên. Đầu, cổ, bả vai, ngực, nửa người trên, độ cao tăng lên vùn vụt, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Đến cuối cùng, chỉ mới bộ phận lộ ra khỏi Thông Thiên Hà đã đạt tới độ cao mấy vạn trượng. Bả vai to rộng chỉ hẹp hơn mặt sông một chút, cơ thể trắng kiện, mỗi một tấc đều tỏa ra uy áp khủng khiếp, phần eo thắt lại như một hình tam giác ngược. Phần dưới eo còn chìm bên dưới Thông Thiên Hà, nếu nhìn xuyên qua làn nước sẽ thấy nửa người dưới của huyết tổ đang đứng thẳng, chân đạp xuống đáy sông. Thông Thiên Hà đối với tu sĩ là rất sâu, nhưng đối với tổ thì không. Huyết tổ cũng chính là Bạch Tiểu Thuần. Huyết tổ đứng dậy, tầm mắt của huyết tổ cũng chính là tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn thấy thế giới xung quanh trở nên nhỏ bé. Những ngọn núi trong mắt hắn chẳng khác gì là đồ chơi. Nước sông chỉ là nước chảy thông thường. Cây cối trở thành cỏ nhỏ, còn tu sĩ chẳng khác gì những con kiến. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hình như muốn hái sao xuống cũng là việc dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hét làm trời đất nổ vang, chim thú sợ hãi, hung thú run rẩy. Nước Thông Thiên Hà nổ tung, ở một đầu của Thông Thiên Hà, con cá sấu vàng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy rung động.
Huyết tổ. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông, Hàn Tông run rẩy. Lý Tử Mặc, Thiết Mộc Chân Nhân mặt mày đều tái nhợt. Thực sự là cử động được. Huyết Khê Nhất Bạch thực là ghê gớm, rõ ràng là muốn dùng cơ thể huyết tổ để đi ngược dòng thông thiên hà. Đám nguyên anh của Huyền Khê Nhất Mạch cũng nghi người. Các lão tổ còn vậy, nói chi đám kim đan, trúc cơ, ai nấy đều phấn khởi. Tu sĩ Huyết Khê Tông kích động quỳ xuống giống to. Bái kiến huyết tổ, bái kiến huyết tổ. Trên chiến thuyền của Linh Khê Tông, Công Tôn Uyển Nhi nhìn huyết tổ, nét mặt kỳ quái. Cô cau mày, nhưng lờ mờ nhớ tới cái gì đó, nhưng không thể nào nhớ ra được. Cô nhìn vào mặt huyết tổ, tựa hồ nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, sự âm u trong mắt cô tăng lên một ít. Một cô gái nữa cũng nhìn huyết tổ đầy cổ quái, có kinh hãi, có kính nể và có khó tin. Đó chính là Trần Mạn Giao. Không ai thấy, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không. Khi hắn điều khiển huyết tổ đứng dậy, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể phân biệt đó là một lão già, trên người tràn ngập khí tức tử vong. Lão lặng lẽ nhìn huyết tổ, ánh mắt mênh mang như đang nhớ lại. Nếu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy lão, hắn sẽ nhận ra lão chính là người Thủ Lăng mà năm đó đã cứu hắn một mạng ở Lạc Trần Sơn Mạch. Một hồi lâu sau, người Thủ Lăng khẽ thở dài, quay người biến mất. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận cơ thể mình, tu la thân lại đang từ từ tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc, huyết tổ đã vẫn lạc, dù có thể điều khiển thân hình, nhưng cũng không thể nào có được đầy đủ sức mạnh thực sự của ông ta khi còn sống, chỉ thi triển được một phần nhỏ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nhưng chỉ một phần nhỏ đó, lão tổ Nguyên Anh cũng không thể nào chịu nổi. Giọng của Bạch Tiểu Thuần khàn khàn, vang vang bốn phương. Huyết Khê Nhất Bạch, tất cả vào trong cơ thể ta. Những đệ tử còn lại của Huyết Khê Tông đều kích động, ào ào bay tới, chui vào trong. Huyết tổ giơ tay chỉ về phía trước. Nghịch Hà Tông, toàn quân xuất phát. Huyết tổ di chuyển, nước sông tản ra, cự nhân đi về phía trước. Lão tổ Hàn Tông của Linh Khê Tông hít sâu, phất tay. Thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng ào ào rẽ nước, bám theo sau lưng huyết tổ. Ba chiếc chiến thuyền mở toàn lực, ào ào bay lên trung du. Tất cả thú trong thông thiên hà đều giạt đi tránh được. Thông thiên hải, giải đất trung tâm của thế giới này là một hải dương vô tận màu vàng. Dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám vượt qua nó nếu không có pháp khí vượt biển. Chỉ có tu vi thiên nhân cảnh mới dám thử sức vượt qua. Bốn hướng đông tây nam bắc của thông thiên hải là bốn cửa biển rộng vô biên. Tứ đại tông môn trên thượng du chính là nằm ở bốn cửa biển này. Tông môn ở phía đông chính là Tinh Không Đạo Cực Tông. Từ Đông Mạch Trường Hà nhìn lại, sau khi trải qua một đường rất dài, không biết bao nhiêu dặm, thông thiên hà sẽ chia rẽ làm bốn nhánh. Chỗ phần nhánh đó chính là Đông Mạch Trung Du Tu Chân Giới, Tinh Hà Viện, Không Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện, bốn đại tông. Trong cả Tông Mạch Trung Du Tu Chân Giới, bốn đại tông này chính là bá chủ. Mỗi tông đều có sức mạnh tuyệt đối, quét ngang tất cả các tông môn nhỏ hơn và các gia tộc tu chân. Đây là sự áp chế tuyệt đối. Dù tứ đại tông môn hạ du tu chân giới có liên thủ với nhau, cũng không thể trở thành đối thủ của đại tông. Lý do chính chỉ có một, chính là lão tổ của hạ du tu chân giới đều là nguyên anh, trong khi lão tổ của bốn đại tông trung du tu chân giới lại có thiên nhân. Thiên nhân cảnh, đây là cảnh giới trên nguyên anh. Sự chênh lệch của nó với nguyên anh còn nhiều hơn giữa nguyên anh và kim đan. Muốn chiến đấu vượt cấp là chuyện không có khả năng. Sự nghiền ép này khiến luôn có khát vọng tiêu diệt đại tông trung du của tông môn hạ du tu chân giới trở thành chuyện nghịch thiên không thể nào xảy ra được. Và khả năng tu sĩ nguyên anh của hạ du tu chân giới đột phá tu vi bước vào thiên nhân là cực kỳ nhỏ bé. Dù có thiên tư hơn người, cơ hội cũng rất xa vời. Bởi vì linh lực ở thông thiên hạ khác nhau, vì tài nguyên khác nhau, vì công pháp khác nhau, và vì một nguyên nhân nữa là khi thiên nhân kiếp phủ xuống mà không có người hộ pháp thì chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Và một nguyên nhân cực lớn, đó là tông môn Trung Du không bao giờ cho phép hạ du dưới trướng xuất hiện thiên nhân để uy hiếp địa vị của họ. Nhưng những điều này ngày hôm nay đã thay đổi. Cơ hội ngàn năm có một đã xuất hiện. Không hiểu vì sao Không Hà Viện lại đi chọc giận Tinh Không Đạo Cực Tông,
khiến hai vị thiên nhân hạ xuống, giết chết lão tổ thiên nhân của Không Hà Viện, rút hồn, tạo thêm một cái thiên nhân hồn cực quý. Không chỉ vậy, còn giết hơn 7 thành tu sĩ của Không Hà Viện, chí bảo cũng bị phá hủy 7-8 phần. Thậm chí muốn diệt luôn Không Hà Viện cũng chỉ cần muốn là được. Nhưng họ lại không diệt môn, bày ra một trò chơi. Cứ ném Không Hà Viện ở đó, tạo cơ hội cho 4 đại tông môn hạ du. Không Hà Viện bị thương nặng, trở thành món mồi hấp dẫn của khu hạ du. Không Hà Viện làm sao cam tâm, tuy bị chế tài, nhưng cho đến nay họ vẫn đứng vàng. Sau nhiều năm nữa, chỉ cần một người trong tông tấn chức thiên nhân cảnh, họ sẽ lại trở về huy hoàng. Hạ du tứ đại tông môn hợp nhất, không phải là họ không biết, nhưng không dám giở trò. Vì quy tắc trò chơi tinh không đạo cực tông đã định ra, họ không dám biến đổi, nghiến răng chịu đựng trừng phạt của tinh không đạo cực tông. Sơn môn Không Hà Viện xây bên Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà ở khu vực này to hơn khu vực hạ du ít nhất cả 10 lần. Nhìn từ bờ bên này sang bờ bên kia, chỉ thấy được mơ hồ. Từ đây, Thông Thiên Hà chảy xuống dài dằng dặc, sau đó tách ra làm 4 nhánh, chính là Đông Bạch Hạ Du tu chân giới. Lúc này trong nhánh thứ nhất, một cự nhân khổng lồ nửa người ở trên mặt sông đang cất bước đi nhanh. Nước sông ào ào bị rẽ sang bên, hung linh ác thú trong lòng sông đều bỏ tránh. Một số tồn tại cường hãn trong lòng sông cũng ngần ngừ, rồi im bặt để cho cự nhân đi qua lãnh địa. Trên vai cự nhân còn có một con thỏ. Sau lưng cự nhân là một chiếc thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng rào rạt bay theo. Trên chiến thuyền, tu sĩ ngồi chi chít, luôn trong tình trạng đỉnh phong. Phía sau còn có hai chiếc chiến thuyền, một cái 7 vạn trượng, một cái hơn 3 vạn trượng, khí thế như nhau. Nhất định sẽ có một ngày, ta không cần điều khiển thần huyết tổ cũng cảm nhận được sự bao la của trời đất. Bạch Tiểu Thuần hít sâu cất bước, nước sông bị nhấc lên, huyết tổ bước một bước, chính là xa mấy ngàn trượng. Mấy ngày sau, với tốc độ của huyết tổ, họ đã tới được nơi bắt đầu rẽ nhánh sông. Trung du Thông Thiên Hà. Đây là Thông Thiên Hà, sao lớn quá vậy? Nếu là sông thì chúng ta chỉ được coi là suối thôi. Tu sĩ tam bạch lao nhau, họ cảm nhận được linh khí ở nơi đây nồng đậm, không chỉ gấp 10 lần linh khí ở khu vực hạ du của mình đập vào mặt. Còn những người chỉ mới hít thở có mấy hơi, trong người đã vang lên tiếng kèn két. Hình như linh khí nồng đậm nơi đây đã giúp cơ thể vô thức đột phá giới hạn mà lâu nay vẫn chưa vượt qua được. Cái này, nơi này là Trung Du, tu vi của ta. Chỉ cần chiến thắng Không Hà Viện, chúng ta sẽ được ở đây. Chỉ cần được ở đây, ta nhất định có thể tu thích nguyên ảnh. Nhiều người phấn khởi, những lão tổ nghịch Hà Tông cũng kích động. Họ còn hồi hộp hơn bất cứ ai, vì đối với họ, thiên nhân mới chính là mục tiêu. Nếu đứng vững ở đây, với nguồn tài nguyên khổng lồ, linh lực dồi dào, thiên nhân sẽ không còn là yêu cầu xa vời. Lúc đột phá cũng không sợ bị người tới cắt gàng quấy nhiễu, bởi vì tông môn Trung Du có tư cách xuất hiện thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần há miệng, linh khí ào ạt điên cuồng chui vào trong miệng quán, chia cho tất cả tu sĩ huyết ghê tông trong cơ thể huyết tổ. Phần còn thừa được Bạch Tiểu Thuần dung nhập hết vào trong người mình. Tầng thứ 9 linh hải vốn chỉ có thiếu một chút xíu là hoàn toàn tinh hóa, nên bây giờ chỉ trong một chớp mắt này, một cái hít vào đã hoàn toàn hóa tinh. Sau khi hóa tinh, tu vi của Bạch Tiểu Thuần tăng mạnh lên hẳn. Đây là trúc cơ đại viên mãn. 9 tầng linh hải sau khi hóa tinh dung hợp vào nhau tạo thành thiên đạo trúc cơ đại viên mãn. Trung Du, Bạch Tiểu Thuần vui sướng, cảm thấy mình với khu Trung Du thật đã có duyên. Nếu không làm sao mới vừa vào tới lập tức đã đột phá được như vậy. Linh khí ở đây dù bị hắn dùng toàn lực cơ thể huyết tổ hít vào, nhưng đã không hề bị tổn thất một chút nào, vẫn cứ như là vô cùng vô tận. Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ nhảy lên khỏi Thông Thiên Hà, hạ thẳng xuống đường sông của Trung Du. Oanh một tiếng, nước sông văng khắp nơi, sóng dâng quần quận. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền với khí thế hùng hăng bước vào ranh giới của sông Trung Du. Con sông Trung Du rất rộng, khiến Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ bước đi vô cùng thoải mái, linh hoạt hơn hẳn với lúc đi trong suối hẹp như khi trước. Đáy sông cũng sâu hơn, lún tới ngực của huyết tổ. Linh khí nồng đậm giúp tốc độ ba chiếc thông thiên chiến thuyền tăng vọt lên gấp đôi. Trên ba chiến thuyền dâng lên tấm bản lớn, trên viết ba chữ cực lớn: Nghịch Hà Tông. Đây là lần đầu tiên Nghịch Hà Tông xưng danh ở Trung Du. Gió thổi cuồn cuộn, bạt bay phần phật, vô cùng bắt mắt. Lúc đầu các lão tổ sợ không điều động được cơ thể huyết tổ, nên quyết tâm làm ba chiếc thông thiên chiến thuyền này thực lộ hành tráng, với hai mục đích: chấn nhiếp và hiệu triệu.
trấn nhiếp những kẻ mang ý dòm ngó, hiệu triệu những kẻ muốn vì họ xây dựng nên một thế lực mới cho tương lai. Khu Trung Du lớn hơn khu Hạ Du rất nhiều, chỉ cần một tông ở đây cũng đủ dung nạp cả một giới tu chân Hạ Du. Trên đường đi, hai bờ sông thi thoảng có thể nhìn thấy những tông môn, gia tộc tu chân nhỏ. Đây toàn là những thế lực có quan hệ đặc thù, nên mới được Không Hạ Viện cho phép xây dựng tông môn ở gần Thông Thiên Hạ. Những kẻ này ngày thường đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, đứng dưới thân phận cao quý ở tu chân giới Trung Du, khinh miệt nhìn xuống tu chân giới Hạ Du. Nhưng hiện nay, Không Hạ Viện bị chế tài, họ không ngừng thấp thỏm. Thấy ba chiếc thông thiên chiến thuyền ngược dòng đi lên, ai cũng mở to mắt, bị ba chiếc chiến thuyền chấn nhiếp tới mức run quên cả thở. Vì đi trước ba chiếc thuyền đó có một cự nhân khổng lồ khiến họ không dám nhìn thẳng. Bọn họ là nghịch Hà Tông, đến từ Hạ Du tu chân giới. Không ngờ có người thực sự muốn đánh Không Hạ Viện. Những tông môn, gia tộc tu chân hai bên bờ sông đều bị kinh hãi. Nhìn theo chiến thuyền và cự nhân đi xa, những tông môn này lập tức truyền tin tức ra khắp tu chân giới Trung Du. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực trong phạm vi Không Hạ Viện đều đã được biết. Ba đại viện ở ba mặt kia cũng còn nghe thấy. Những thế lực tông môn, gia tộc tu chân thuộc Không Hạ Viện, người sợ hãi, kẻ khẩn trương, kẻ trầm tư, vừa muốn đối kháng lại vừa chần chờ. Đây chính là cơ hội của nghịch Hà Tông, cũng là cơ hội của Chu thị gia tộc ta. Chờ tới khi nghịch Hà Tông nguy cấp, chúng ta sẽ xuất hiện, hợp sức với họ và đánh Không Hạ Viện. Với chiến công này, đủ để bảo vệ gia tộc ta ít nhất mấy nghìn năm không suy. Liều mạng, không ra tay bây giờ thì còn chờ tới chừng nào nữa? Thế là rất nhiều thế lực bắt đầu xuất quân tới Không Hạ Viện. Và lúc đó, trên Thông Thiên Hà, tốc độ Bạch Tiểu Thuần hơi chậm lại. Các lão tổ đã thảo luận, Không Hạ Viện nằm ở đó, tới trễ 1-2 ngày với Không Hạ Viện cũng không có khác gì nhau. Nhưng đối với nghịch Hà Tông, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Họ phải đợi đến khi tin tức được truyền khắp bốn phương, đánh động những kẻ muốn đánh cược, gia nhập liên minh và đánh Không Hạ Viện. Bạch Tiểu Thuần thở dài cảm khái, đám lão giả này toàn là những con cáo giả gian xảo. Họ tụ lại, tính toán xử lý một cái tông môn vô cùng triệt để. Đánh Không Hạ Viện, chúng ta chia làm 3 trận. Đám lão tổ ngồi ngay trên vai huyết tổ, lập một vòng cấm chế, tha hồ bàn bạc với nhau. Trận thứ nhất đánh từ đường sông. Trận chiến này chúng ta phải chiến thắng thật nhanh, tốc chiến tốc thắng, vậy mới đủ sức uy hiếp đám gia tộc tu chân của tông môn kia, khiến họ tin tưởng gia nhập với chúng ta. Đúng vậy, trận chiến thứ hai, chúng ta đánh trong rừng. Không Hạ Viện quá lớn, hai bên đều là rừng rậm. Đánh trong rừng đương nhiên đánh giáp la cả, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Mục tiêu của trận thứ hai này là tới sát sơn môn của Không Hạ Viện. Cuộc chiến thứ ba sẽ là sơn môn chiến. Trận chiến cuối cùng này mới là trận khó nhất. Khó nhằn không phải là tu sĩ Không Hạ Viện, mà là Không Dông tà thủ. Mỗi 100 năm phải ăn thịt trăm vạn người một lần. Không Hạ Viện thiên nhân đảo tổ dù đã vẫn lạc, nhưng Không Dông tà thủ đó, theo ám tử hồi báo, hình như vẫn còn sống. Cái cây đó có thể chiến đấu với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần nghe mà kinh hãi, không thể không lưu ý cái tên Không Dông tà thủ. Nửa tháng sau, cuối cùng cũng có một gia tộc tu chân ở bờ sông Quy Hằng gia nhập đi theo nghịch Hà Tông công kích Không Hạ Viện. Nghịch Hà Tông tuy không cho bọn họ lên chiến thuyền, nhưng cũng hứa hẹn đủ kiểu. Qua nửa tháng nữa, tổng cộng đã có 10 gia tộc tu chân, 5 tông môn nhỏ gia nhập vào nghịch Hà Tông, tạo thành liên minh. Các thế lực đều đã tới quanh Không Hạ Viện, không ngừng xem xét thế cục. Thấy đã đủ, nghịch Hà Tông không lề mề nữa, triển khai tốc độ cao nhất, toàn lực bộc phát. Mấy ngày sau, mọi người đã nhìn thấy trên đầu của Thông Thiên Hà có một cái cây đại thụ rất to, vắt ngang qua hai bờ sông, tán rậm rạp che trời. Đó là một cây rồng, tên là Không Rồng. Cây này đã sống rất nhiều năm, thân cây cực to, cao mấy vạn trượng, rễ cắm xuống cả hai bên bờ sông. Rễ cây rủ xuống lòng sông, rậm rạp chẳng chịt. Hai bên bờ sông, rễ cây tản sâu dưới đất, mọc lên rất nhiều cây non, tạo thành một khu vực cực lớn. Trong rừng, nồng mùi máu tanh. Không Rồng thụ là một loại cây rất thích ăn máu thịt. Không Rồng thụ khổng lồ làm cả nghịch Hà Tông dù đã được lão tổ sớm nói cho biết, vẫn phải hít sâu vì kinh hãi. Cây đại thụ này toát ra khí tức tử vong cực mạnh. Mặc dù rất nhiều thân cành đã chết héo đi, rừng cây hai bên cũng đã bị hủy đi không ít, mang tới cảm giác hỗn độn. Trên thân cây mẹ có một dấu tay to cực lớn ấn sâu vào thân cây, như muốn ấn bẹp chết Không Rồng tà thụ. Không Rồng tà thụ tuy chưa chết, chỉ còn thoi thóp,
phát huy được một phần nhỏ sức mạnh của thời toàn thịnh, nhưng vẫn dư sức uy hiếp bốn phương. Không Hà viện ngập tràn trong âm khí, không hề nhìn thấy một tu sĩ nào, nhưng có rất nhiều đôi mắt tàn nhẫn ở trong rừng không dong thụ không ngừng quan sát người của Nghịch Hà Tông, nhất là Huyết Tổ. Cả Thông Thiên Hà tĩnh lặng. Huyết Tổ và ba chiếc chiến thuyền xuất hiện trước sơn môn Không Hà viện. Hai bên không ai nói câu nào, chỉ va chạm ánh mắt với nhau. Ở đây không có đúng, không có sai, dù là Không Hà viện hay là Linh Khê Tông. Bầu trời không khí đầy áp lực càng nặng nề, khiến cho không gian như đặc lại. Xung quanh Không Hà viện, tất cả các thế lực đều đang nhìn vào. Phong Thần Tử bái kiến Thượng Tông. Huyết Khê Thủy Tổ Phong Thần Tử hiện ra cúi chào Không Hà viện. Hàn Tông bái kiến Thượng Tông. Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông xuất hiện thứ hai. Xích Hồn bái kiến Thượng Tông. La Đan bái kiến Thượng Tông. Hai lão tổ mạnh nhất Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông liên tiếp ra theo bái kiến Không Hà viện. Không Hà viện vẫn im lìm, những đôi mắt trên không song tà thụ trở nên phức tạp. Sau cả nửa ngày mới vang lên một giọng nói khàn khàn. Phong Thần Tử, Hàn Tông, Xích Hồn, La Đan, bốn vị đạo hữu đã lâu không gặp. Một lão già tóc trắng xóa đi ra, mặt bên phải của lão có một cái biếu như là đầu em bé, nhìn rất đáng sợ. Theo sau lão có 7-8 người, tất cả đều là nguyên anh tu sĩ. Người mạnh nhất là một lão già tóc bạc trắng xóa. Lão đã là đại viên mãn, trên người đã thấp thoáng một tia thiên đạo chi ý. Chỉ cần có đủ thời gian, lão rất có thể tiến dài thiên nhân. Trận chiến hôm nay không cần nhiều lời. Các người hành lễ thế này đối với lão phù thế là đủ rồi. Song đây là quy tắc do Thượng Tông quy định. Là đúng hay sai cũng không phải do hai tông chúng ta quyết định. Lão già cười cay đắng. Ta chỉ muốn nói một câu, là đám các người... Giọng lão già nhỏ đi, khiến bốn người Phong Thần Tử không khỏi giọng tai lên cẩn thận đáng nghe. Nhưng lão già mặt có biếu thịt đã đột ngột xen vào, giọng nói lạnh băng đầy oán độc và điên cuồng. Đều sẽ phải chết. Lão vừa cất tiếng, không gian xung quanh ba chiếc thông thiên chiến thuyền trở nên vặn vẹo. Mấy vạn người từ trong hư vô đi ra, tu vi của họ không đều, nhưng tốc độ cực nhanh, am hiểu phương pháp di chuyển trong không gian, nhanh chóng giết thẳng vào các chiến thuyền. Bên phía các lão tổ cũng có những người tu vi tương đương xuất hiện xông tới, sát ý cực mạnh. Rõ là Không Hà viện muốn thừa lúc Nghịch Hà Tông còn chưa sẵn sàng, muốn ra tay đánh lén, chiếm tiền cơ. Nhưng ngay lúc Không Hà viện phát động công kích, trên bầu trời có một tiếng nổ vang. Một thanh kiếm khổng lồ đột ngột xuất hiện, hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ, hơn cả mấy chục vạn thanh, đồng loạt chấm thẳng vào không dông tả thủ. Đây chính là Huyền Khê Tông kiếm trận. Bố trí kiếm trận này đòi hỏi phải có thời gian. Tuy nhiên nó được kích phát cũng chứng tỏ các lão tổ của Nghịch Hà Tông vốn chẳng hề có bao nhiêu thành ý. Đúng là các ngươi lợi hại thì ta độc ác. Đây là trận đấu quyết định vận mệnh tông môn, không có sự tồn tại của cái gọi là đạo nghĩa, vì thế sẽ phải trả giá đắt. Thông thiên chiến thuyền tỏa ánh sáng lóng lánh, tu sĩ Không Hà viện đều bị cản lại bên ngoài. Không dòng tà thụ lóe sáng, lá cây biến ảo múa mây ngăn cản kiếm trận. Đòn đánh lén của hai phe đều không giành được tiên cơ, lại còn làm lộ mặt nhau, thế nên chả ai thèm nói với nhau lời nào. Chiến tranh đã bắt đầu. Những cành cây của không dòng thụ như những con mãng xà hung tàn, mang theo những thân ảnh tu sĩ mơ hồ của Không Hà viện quất thẳng về phía Nghịch Hà Tông. Tu sĩ Không Hà viện đều giỏi về thuật pháp không gian, tốc độ di chuyển cực nhanh, lại giỏi ẩn nấp. Không Hà viện nổi danh trong tu chân giới chính là về thích khách. Không Hà viện chính là một tông môn thích khách. Hơn 10 vạn tu sĩ Không Hà viện ồ ạt đánh tới, thân ảnh của họ đi như xuyên qua không gian, đột nhiên xuất hiện. Cả bầu trời đều có bóng dáng của họ, nhưng chỉ trong nháy mắt họ lại biến mất. Thuật pháp quỷ dị này đã giúp họ chiếm được ưu thế khi chiến đấu với tu sĩ Nghịch Hà Tông. Những cành cây của tà thụ mang tới sức mạnh công kích không kém. Những nơi chúng đi qua, gió rít lên ầm ĩ. Hai bên bờ sông, không dòng tà thụ đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, hóa thành thụ nhân, gầm lên, nhào vào Thông Thiên Hà. Những thụ nhân này có cái cao mấy trượng, có cái mấy chục trượng, cũng có cái cao cả trăm trượng. Bên trong là tu sĩ Không Hà viện ngồi điều khiển. Bạch Tiểu Thuần điều khiển Huyết Tổ chi thần xông tới trước, ngăn cản đa phần công kích của tu sĩ Không Hà viện. Nước sông tung tóe, gió bức mạnh tới, tạo nên bắn vào tu sĩ Không Hà viện, khiến họ đau đớn kêu lên thảm thiết. Không đếm nổi bao nhiêu chiếc cành lá tà thụ ào ạt bay tới, quấn chặt lấy Huyết Tổ chi thân của Bạch Tiểu Thuần.
cành đào cũng tỏa ra sức chiến đấu mạnh kinh thiên, mang theo ý chí không dung tà thụ. Bạch Tiểu Thuần vung mạnh hai tay, bứt đứt cánh tà thụ. Hắn biết nhiệm vụ quán chính là xử lý cây không dung tà thụ này. Hắn xông về phía tà thụ, liền tay chống đỡ những cành tà thụ không ngừng điên cuồng đánh tới. Trên thông thiên chiến thuyền, những ánh sáng trận pháp thi nhau bừng sáng. Những cự nhân do trận pháp tỏa ra gầm lên lao ra khỏi thuyền. Kiếm trận trên trời xuất ra những đợt kiếm vũ liên miên, áp chế cả bầu trời. Trong Đan Khê Tông, một cái cự đình được tế ra lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng ấy như chứa chất độc đặc thù. Tu sĩ Không Hà Viện chạm phải đều run rẩy, còn tu sĩ Nghịch Hà Tông lại khoan khoái sung sướng, thương thế khôi phục nhanh hơn. Còn có Trần Mạn Giao chỉ huy, tu sĩ Đan Khê Tông lấy độc làm chủ, những làn khói độc bay ra, tản ra khắp bốn phương. Những tiếng nổ không ngừng vang lên khắp nơi. Trên bầu trời, ngoài hết Khê Tông, lão tổ ba mạch còn lại đều ra tay. Đối với tu sĩ Nguyên Anh của Không Hà Viện, bất phân thắng bại. Dù tu sĩ Nguyên Anh Không Hà Viện có số lượng ít hơn Nghịch Hà Tông, tuy nhiên sự áp đảo về số lượng khiến tu sĩ Kim Đan của Không Hà Viện phải liên tiếp bại lui. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền thi nhau bắn ra những cột sáng hủy diệt to cả trăm trượng. Trong những cột sáng đó đều ẩn chứa uy áp của thiên nhân thú hồn, khiến cho tu sĩ Không Hà Viện va chạm phải đều tan thành mây khói ngay tức khắc. Mục tiêu công kích của những cột sáng cũng là không dòng tả thụ. Các bạn vừa nghe xong tập số 90 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.